chương 76, gặp qua người điên cuồng, nhưng chưa thấy qua người điên cuồng như vậy. Bao sư hoa dùng hết lời ngon ngọt, thắt lưng mập mạp gần như phải khom đến mức sụn đệm cuộc sống phải nhô ra, mồ hôi đổ như tắm cũng chẳng ăn thua gì. Nếu như lỡ đụng chạm đến hai vị nhị ca thì không phải loại cấp bậc tép siêu như hắn có thể giải quyết được. Lão bao à, cứ đứng một bên hóng mắt đi, đây không phải chuyện của ông. Uông thuật đồng mở miệng quăng một câu, giọng nói không âm không dương vang lên. Lúc này hai nhóm người đang ở lầu 2 của quán ba tinh nữ, bên cạnh hai vị nhị ca còn có năm sáu thiếu niên quần là áo lượt, người nào cũng sắn tay áo lên, chừng mắt nhìn đối phương. Angelina tránh sang một bên, trên gương mặt tuyệt đẹp tràn đầy vẻ hoảng hốt, cũng không dám rời đi. Hơn nữa cô cũng không đi được, xung quanh đều là nhân viện và bảo vệ của quán ba, bọn họ đang nghiêm túc quan sát. Đây là do bao sư hoa đặc biệt căn dặn. Cô thật sự là nhân vật tiêu điểm, nếu như cô đột nhiên biến mất thì Tiêu Thiên và Uông Thuật Đồng nhất định sẽ trực tiếp đem bao sư hoa và quán ba này phá hủy. Uông nhị à, mày nói xem chuyện này phải làm thế nào. Tiêu Thiên ngồi ở trên ghế sofa, hai chân chéo nguễ, lạnh lùng nhìn Uông Thuật Đồng. Chuyện tối nay, nguyên nhân rất đơn giản, hai bàn đều muốn mời Angelina nói chuyện phiếm, kết quả là ai cũng không chịu nhường ai. Dù Angelina đi đến bàn nào trước thì vị nhị ca còn lại cũng sẽ không đồng ý đây không phải là vấn đề con gái mà chính là vấn đề mặt mũi nếu như angelina đi đến bản của tiêu thiên trước thì sau này uông thuật đồng cũng sẽ không đến quán ba tinh ngữ nữa ngược lại cũng như vậy angelina cũng xem như là một cô gái khôn khéo mặc dù cô cũng chỉ mới biểu diễn ở quán ba tinh ngữ được vài ngày nhưng đối với những nhân vật châu bò đang có mặt ở quán ba lại rất rõ ràng cô biết hai vị này là người mà cô không thể đắc tội quán ba cũng không đắc tội nổi audio điện tử võ tấn bền. Bao sư hòa biết rất rõ tính tình của hai vị nhị ca trước mặt mình. Nhị ca, chẳng phải nghe người ta nói nhị thiếu của tiêu gia đánh nhau rất giỏi sao? Vậy còn trần chờ cái gì nữa? Đánh đi, người nào thua thì lập tức cuốn xéo, đừng tiếp tục ở chỗ này mất mặt nữa. Uông thuật đồng còn chưa mở miệng thì một người trẻ tuổi bên cạnh hắn mở miệng nói trước, hai tay đút trong túi quần, nhưng ngả liếc mắt nhìn đám người tiêu thiên, vẻ mặt thách thức, dường như vô cùng xem thường đám người trước mặt. Người trẻ tuổi này khoảng chừng 23-24 tuổi, nhìn dáng vẻ nhỏ hơn Uông Thuật Đồng không tới một tuổi, nhưng ngước lại mặt mũi cậu ta rất đứng đắn, góc cạnh rõ ràng, vóc người vô cùng cao to, chiều cao tương đương với Uông Thuật Đồng, so với tiêu thiên lùn hơn mấy cm, da rẻ màu đồng. Đây cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là trên người cậu ta tỏa ra một loại tà khí không thể diễn tả được loại tà khí này rất ít gặp trong đám con em thế gia. Uông thuật đồng cũng rất âm trầm, nhưng nhiều nhất cũng chỉ khiến người ta cảm thấy hắn nham hiểm. Người thanh niên này cũng tà, nhưng lại khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền không nhịn được mà vô cùng chán ghét, hoặc nói là sợ hãi phát ra từ tận nội tâm. Người này tuyệt đối không phải người hiền lành, nếu như đặt ở thời thế loạn lạc, trăm phần trăm sẽ là một tên ma vương gợi yêu ta ít người không gớm tay. Trong vòng quần là áo lượt con cháu thế gia, đa số mọi người đều có vẻ bất cần đời ngày thường cà phơ lất phất mang theo vài phần vô lại nhưng vô lại cùng với tà khí hoàn toàn là hai chuyện khác nhau liếc mắt một cái là có thể phân biệt được ôi ai vậy mày nói muốn đánh phải không tiểu quế từ tức khắc nhảy ra ngoài hưng phấn hỏi cậu đã biết bản lĩnh của tiêu nhị ca uông thuật đồng cũng như vậy ở chung với nhau ba năm nhưng hắn chưa từng thấy uông nhị ca đánh nhau bây giờ đối phương lại chủ động nói dùng võ giải quyết vậy thì còn gì có thể tốt hơn nữa chứ cậu đang rất buồn ngủ nhưng người ta cứ gấp gáp muốn tự đem đầu đưa tới đúng để cho chúng mày nhận biết một chút tao chính là tam gia uông phi tao mới từ quân đội trở về chuyện hôm nay cũng đừng nhiều lời vô ích nữa chúng mày có sáu người bên này chỉ một mình tao là đủ bất kể là chúng mày cùng tiến lên hay là luân phiên lên thì tam gia cũng sẽ một mình đón lấy tao sẽ đánh chúng mày mềm mình, miễn là chúng mày ngoan ngoãn dập đầu van xin, nói một tiếng xin lỗi tam gia thì tam gia liền cho phép chúng mày cút xéo. Uông Phi lạnh lùng nói, hắn lấy tư thế người trên cao nhìn xuống quét qua từng gương mặt trong đám người tiêu thiên, vẻ khinh thường hiện rõ ràng ở trên mặt. Hiện trường bỗng nhiên trở nên vô cùng yên lặng, mỗi người đang đứng xem náo nhiệt đều trợn to hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin được. Tất cả khách quen ở nơi này đều biết đám người tiêu thiên, tiểu quế tử. Mặc dù không rõ ràng thân phận thật sự của bọn họ, nhưng mấy vị này đều có địa vị cực lớn ở đảng nha nội. Đây chính là chuyện không thể nghi ngờ, không thấy rằng bao sư hoa ở trước mặt mấy người bọn họ vẫn luôn khom lưng cúi đầu, âm thầm lau mồ hôi hột hay sao. Bọn họ vẫn chưa từng thấy có người nào dám ở trước mặt tiêu nhị ca mạnh miệng như vậy. Thậm chí giọng điệu của người này không thể xem là mạnh miệng mà là trực tiếp tát vào mặt tiêu thiên mấy cái. Sau khi trầm mặc chốc lát, bọn họ chợt bật cười. Cả tầng hai đều cười ầm lên. Mày là ai, từ đâu chui ra vậy? Mày có biết nói tiếng người không? Một thiếu niên vạm vỡ từ bên cạnh Tiêu Thiên nhảy dựng lên, chỉ tay vào Uông Phi, tức giận quát lên. Người thanh niên này tên là Giang Vũ Thành, là bạn bè của Tiêu Thiên, từ bé đã chơi với nhau cho đến lớn. Cậu ta cũng giống hệt Tiêu Thiên, rất yêu thích thể dục thể thao. Chỉ có điều cậu ta không chơi bóng rổ mà là đội viên đội nhu đạo của trường đại học cậu ta từng giành được giải vô địch trong trận đấu 75 cân. Cha cậu ta cũng giữ chức vụ không thấp. Tận mắt nhìn thấy Uông Phi lớn lối như thế, Giang Vũ Thành là người đầu tiên nhịn không được. Cậu đã từng gặp qua rất nhiều người điên cuồng nhưng chưa từng gặp được người điên cuồng như vậy. Uông Phi liếc nhìn Giang Vũ Thành một cái, khóe miệng nhắc lên một nụ cười lạnh. Tiếng người, tiếng người là do người nói. Mày từng học qua nhu đạo phải không? Thật sự tưởng rằng nhu đạo là võ thuật lợi hại à? Đợi một hồi Tam gia đứng yên không di chuyển, xem mày có thể đánh ngã Tam gia không, nếu mày làm được thì coi như mày thắng. Thế nào, có dám không? Không dám thì đừng có lên tiếng, tức khắc cuốn xéo, sau này đừng để cho tao thấy mày. Bà mẹ mày. Tính tình của Giang Vũ Thành còn nóng nảy hơn Tiêu Thiên nhiều, làm sao có thể chịu được nhục nhã như thế chứ? Uông Phi đứng ở nơi đó, vóc dáng không cao bằng người, về phần vạm vỡ thì lại càng không cùng một cấp bậc. Giang Vũ Thành nặng 75 ký, nhìn thân thể của Uông Phi kia, nhiều nhất cũng chỉ 60 ký. Giang Vũ Thành đập bàn, lập tức muốn tiến lên dậy dỗ Uông Phi, nhưng cậu lại bị Tiêu Thiên ngăn cản. Vũ Thành, chờ một chút, nơi này không phải chỗ để đánh nhau, nếu như chúng ta đã đến hộp đêm thì phải tuân thủ quy tắc, đừng để cho ông chủ khó xử. Giang Vũ Thành căm giận đứng lại, đôi mắt hung tợn trợn thật lớn, gắt gao nhìn chằm chằm vào Uông Phi, hận không thể lập tức xông lên đem cái tên khốn kiếp không biết trời cao đất rộng kia trực tiếp ném từ lầu 2 xuống đất, xem hắn còn dám kiêu ngạo nữa hay không. Đối với điểm này, Giang Vũ Thành tự tin 10 phần. Từ trước cho tới nay, Giang Vũ Thành so chiêu với những tên phế vật trong vòng quần là áo lượt, một trọi một, Giang Vũ Thành chưa bao giờ thua nửa chiêu. Người nào có dũng khí đánh nhau với hắn, từng người từng người đều ngã xuống, nghiêm trọng còn trực tiếp vào bệnh viện. Bao tổng, đã làm phiền ông rồi, dọn dẹp nơi này một chút tiêu thiên vừa nhìn thấy bao sư hoa đứng ở một bên lau mồ hôi lạnh lạnh nhạt căn dặn một câu bao sư hoa không ngừng bận rộn lau mồ hôi trên mặt và cổ ngập ngừng nói rằng cái này cái này tiêu nhị ca mọi người đều là bạn bè còn chưa tới mức phải tổn thương hòa khí thế nào bao tổng không nghe lời tôi nói hay sao giọng điệu của tiêu thiên càng thêm lạnh lùng cặp chân mày nhướng lên cao thật ra thì bao sư hoa biết rõ nếu như Uông Phi đã nói như vậy thì chuyện hôm nay không đánh thì không xong. Cho dù thiên vương lão tử đến cũng không thể nào ngăn cản được. Nhưng mà đối với ông mà nói, lời khuyên can như thế nhất định phải nói. Biết rõ là vô dụng nhưng cũng không thể không nói được. Uông thuật đồng lên tiếng, giọng nói vẫn không âm không dương như trước. Lão bao, ông cứ yên tâm đi, dù có đánh chết người hay là tàn phế gì thì ông cũng không cần quan tâm đâu, đây đều là chuyện của chúng ta. Nếu như làm bể thứ gì đó thì Uông Nhị ca ta sẽ đền bù cho ông, nhanh chóng dọn dẹp nơi này đi. Ông nội của tôi ơi, nếu thật sự đánh chết người hay là tàn phế thì chuyện này có thể không liên quan đến tôi sao? Bao sư hoa âm thầm kêu khổ, trong lòng không ngừng nguyền rủa nhưng không thể không làm theo. Rất nhanh, chỗ lầu hai này đã được dọn dẹp chống trái, nếu như có gì không sạch cũng chính là đám khách đang đứng một chỗ cách khá xa nơi này thật sự muốn đuổi họ ra ngoài, nhưng thực tế không thể làm như vậy. Trong chuyện ngày hôm nay, ngoại trừ hai phái tiêu thiên và uông thuật đồng ra thì nơi này cũng không thiếu những thành viên khác của hội nha nội cũng đang có mặt. Mặc dù địa vị thế gia của bọn họ không hiển hách bằng tiêu nhị ca và uông nhị ca, nhưng cũng không phải là người mà bao sư hoa có thể tùy tiện đắc tội. Trận xung đột giữa tiêu thiên và uông thuật đồng lần này, không đánh không được, mà náo nhiệt như vậy thì những thiếu gia quần là áo lượt hội nha nội khác cũng không thể bỏ qua được tuồng hay, như vậy không phải ngày thường có thể nhìn thấy được, huống chi còn có thể xem miễn phí nữa mà. Ngược lại bọn họ cũng muốn xem một chút, xem cái tên Uông Phi nói năng mạnh miệng đó rốt cuộc có mấy phần bản lĩnh mà lại dám ở trước mặt tiêu nhị ca ngông cuồng như vậy. Quan trọng nhất chính là, cái tên Uông Phi này cứ luôn miệng tự xưng là, tam gia, mà trông dáng vẻ của hắn giống như ngang hàng với Uông Thuật Đồng, không hề có chút lép vế. Nhưng trong số những con em thế gia ở đây lại không có ai quen biết hắn. Trong lòng mọi người cũng giống như Giang Vũ Thành vậy, bọn họ cũng muốn hỏi một câu, mẹ nó. Mày là thằng nào? Toàn bộ quán ba tinh ngữ đều yên tĩnh lại, ngay cả ở đại sảnh âm nhạc đinh tai nhức óc cũng ngưng bật, tất cả mọi người đều chen vào, muốn xem náo nhiệt. Uông Văn Đồng Hạ thấp giọng hỏi. Tiểu Phi có nắm chắc không? Uông Phi nhếch miệng cười, khinh thường nói. Nhị ca yên tâm đi, mấy thứ vô dụng này còn chưa đủ để em ra tay nữa. Trước đây em nghe anh nói, tên tiểu tử tiêu thiên kia liều lính hơn so với anh, nhưng lúc ấy cha em quản quá nghiêm, ép em vào quân đội, không cho em nhúng tay vào. Hôm nay nhân dịp này em sẽ xử lý giúp anh, anh cứ ngồi chờ xem kịch vui đi. Uông thuật đồng lập tức yên lòng, khẽ cười một tiếng, nói. Tiểu Phi, lúc trước chú hai quản em nghiêm khắc là vì muốn tốt cho em. Em hiểu, lần này ba nói với em, muốn em đi theo học tập anh cả nhiều hơn. Hắc hắc, thế nhưng em chỉ muốn theo học tập anh thôi tính tình của anh cả, em thật sự không thể nào học theo được. Uông Phi cũng mỉm cười. Uông Thuật Đồng nói, ai nói không được chứ, anh cả khổ cực như vậy không phải là vì muốn Uông gia ta càng thêm dạng dỡ hơn sao. Nghe ra ý tứ trong lời nói của Uông Thuật Đồng, hắn luôn khâm phục anh cả của mình. Chính là bởi vì có Uông Thuật Đô ở phía trước, nên Uông Lão Nhị hắn mới có thể ung dung tự tại như vậy. Cái này rất đúng, em đã nói với anh rồi, Nhị ca à. Uông gia trong giới chính trị có anh cả là đủ rồi, chúng ta cứ suy nghĩ xem chơi thế nào cho vui là được rồi." Uông Phi cười nói, sau đó lập tức quay sang Bao sư Hoa la lên. "Lão Bao, hãy nghe rõ cho Tam gia, hãy bảo cô nàng người Nga kia đứng một bên chờ đợi. Chờ sau khi ta dẹp xong đám phế vật này thì tối hôm nay ta sẽ mang cô ấy đến phòng tổng thống của quán ba." "Xôn sao, Lại một trận tiếng kinh hô vang lên, chương 77, đánh gục trước khi khai chiến mấy thiếu niên bên uông thuật đồng đều đã chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể chạy ra nói thật ra thì hôm nay bọn họ cũng là lần đầu nhìn thấy uông phi theo như uông thuật đồng giới thiệu thì hắn chính là em họ của uông thuật đồng con trai của uông vĩ thành uông nhị lão gia uông phi vẫn luôn ở trong quân đội rất ít khi lộ mặt ở thủ đô mới chuyển về thủ đô không lâu xuất thân của hắn chính là cháu đích tôn của uông lão gia với xuất thân này hắn hoàn toàn có đủ phân lượng trong đảng nha nội. Chỉ có điều đám người này thật sự không ưa dáng vẻ phách lối của Uông Phi, cho dù hắn là cháu đích tôn của Uông Lão Gia thì cũng không cần thiết phải cư xử sắc láo như vậy chứ. Uông Lão Gia đúng là rất tài ba, nhưng dù sao đây cũng có thể gọi là dưới chân thiên tử, cũng không phải là địa bàn của hắn, mà ở đây cũng có nhiều đại gia tộc cũng không phải là không nghiêu bức như Uông Gia. Nhưng cả người Uông Phi tràn đầy tà khí, khiến cho đám người đó dù bất mãn nhưng cũng nhịn xuống không nói thêm gì sắc láo thì sắc láo một ngày nào đó ngươi phải đến cầu xin ra đến lúc ấy đạp ngươi thêm một cái nữa cũng không muộn muốn chiếm giữ một vị trí ở trong nha nội mỗi một vị nha nội đều có phương pháp của riêng mình gặp chuyện gì có thể giúp đỡ nhau một tay nếu như thuần túy là củi mục thì cho dù cha ngươi mang trên mình dòng dõi tốt mà muốn có chỗ đứng dù chỉ bằng gót chân ở trong vòng tròn quần là áo lượt đảng nha nội cũng rất khó tuy dòng dõi của mấy vị công tử khác không hiển hách bằng uông lão gia nhưng cha ông của bọn họ đều có thực quyền cho dù là uông nhị ca cũng có rất nhiều chuyện phải nhờ mấy tiểu huynh đệ này giúp đỡ một tay không tin uông tam ngươi sẽ không ăn khói lửa nhân gian có thể thấy uông phi như mặt trời chói chang ăn to nói lớn nói muốn một mình đấu với sáu người của tiêu nhị ca đám người bọn họ cũng cảm thấy không đáng tin cậy trên cơ bản bọn họ đều đã từng lĩnh hội qua sức chiến đấu dũng mãnh của tiêu nhị ca cùng với giang vũ thành Uông Tam người đúng là xuất thân từ quân đội, có lẽ thực sự có thể đánh đấm, một đấu một đánh ngã tiêu nhị ca và Giang Vũ Thành có thể không thành vấn đề, nhưng đánh với sáu người thì thực sự có chút không hợp lẽ thường. Có câu, song quyền khó địch lại bốn tay, hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Thật sự muốn phá tan cái dáng vẻ khoác lác khoe khoang của Uông Tam, mấy anh em bọn họ cũng không phải theo hầu, còn muốn thuận tiện đạp thêm một cái nữa. Chẳng lẽ cứ ngơ ngác đứng ở chỗ này chờ tiêu nhị ca đến thu thập, bọn họ không muốn ngay cả cánh tay cũng bị vặn ra sau tiêu nhị ca cũng không phải loại người nhân từ tiêu thiên ở bên kia cũng không hề khinh thường uông phi nhóc con này dám lớn lối như vậy thì chắc chắn cũng có chút bản lĩnh nếu không thì uông phi cũng làm ra vẻ như vậy mà là sao sao rồi nhưng không ngờ uông phi lại bía y thái như thế đợi đến khi sàn đấu được dọn dẹp sạch sẽ giang vũ thành liền không chờ đợi được nữa mà lập tức ra sân Hắn thật sự rất muốn rất muốn giáo huấn cái tên khốn kiếp không biết trời cao đất rộng đó, để cho hắn mở mang kiến thức một chút. Đừng tưởng rằng ở quân đội học được chút thuật cận chiến là có thể ở thủ đô này đi ngang. Tiêu Thiên khẽ dặn dò mấy câu, bảo Giang Vũ Thành cẩn thận, trước tiên thăm dò nội tình của Uông Phi một chút. Chỉ có điều rất rõ ràng Giang Vũ Thành không hề nghe lọt tai những lời này của Tiêu Nhị ca. Giang Vũ Thành hạ quyết tâm trực tiếp quẳng cái tên khốn kiếp này xuống dưới lầu về phần hắn có thể ngã chết không thì giang vũ thành cũng không suy nghĩ nhiều như vậy giang vũ thành hùng hổ bày ra tư thế nhu đạo uông phi tùy tiện đứng ở nơi đó lấy ánh mắt mang theo sự khinh thường liếc nhìn giang vũ thành căn bản không xem giang vũ thành ra gì giang vũ thành đã chuẩn bị động thủ uông phi lại thong dong móc ra điếu thuốc đưa lên môi ngập đinh một tiếng điếu thuốc đã được đốt lên lườm giang vũ thành một cái không nhanh không chậm mà nhả ra một vòng khói tên khốn kiếp muốn tự tìm chết hả? Hành động này của Uông Phi đã hoàn toàn chọc giận Giang Vũ Thành. Giang Vũ Thành hét lớn một tiếng, mười ngón tay mở ra, bắt lấy hai vai của Uông Phi, chân phải tiến về phía trước thăm dò, đặt ở giữa hai chân Uông Phi. Đây chính là chiêu thức tiêu chuẩn của nhu đạo, kế tiếp lật một cái, Uông Phi sẽ ngã trồng vó. Hai tay Giang Vũ Thành còn chưa kịp phát lực thì Uông Phi lắc một cái, Giang Vũ Thành còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã cảm thấy hai tay mình vừa trượt mục tiêu, không bắt được thứ gì, theo đà lao về phía trước, ầm, một tiếng, té dập mặt. Uông Phi cười một tiếng, ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên mép, hút một hơi, lại nhả ra một vòng khói, từ trong miệng phun ra hai chữ. Vô dụng, tất cả mọi người đều mở to mắt. Giang Vũ Thành đánh không lại Uông Phi thì đám người cũng không cảm thấy quá kỳ lạ, nếu như Uông Tam đã có dũng khí mạnh miệng như vậy thì cũng không thể không có chút bản lĩnh được. Nhưng thật sự không nghĩ tới giữa hai bên lại tranh lệch lớn như vậy giang vũ thành lòm còm bò dậy giận dữ gầm lên từ phía sau sông tới vẫn như trước vươn hai tay ra bắt lấy bả vai của uông phi giang vũ thành học nhu đạo nhiều năm như vậy nên đã sớm thành thói quen cũng may là lần này giang vũ thành không có trong nháy mắt đã bị đánh ngã tiêu thiên đưa tay ra đỡ lấy hắn chỉ có điều lực quá lớn nên tiêu thiên cũng bị bước lùi về sau hai bước vũ thành tiểu tử này di chuyển rất nhanh trượt rồi không thể quay lại được cậu đừng xông đến quá mạnh phải bắt đúng mục tiêu, tăng thêm lực. Tiêu Thiên ghé vào tai của Giang Vũ Thành, khẽ nói. Cậu ở bên cạnh, đã nhìn ra được một chút manh mối. Hai lần Uông Phi đều dùng mượn lực đả lực, lấy thủ đoạn tứ lạng đẩy ngàn cân, Giang Vũ Thành đều bị thua thiệt. Vâng, Giang Vũ Thành trịnh trọng gật đầu, hít một hơi thật sâu, xoay người lại, eo hơi cong, nhìn chầm chầm vào Uông Phi. Đến đây, trong miệng Uông Phi ngậm điếu thuốc, bước từng bước đi tới, dưới chân cũng phát ra âm thanh trầm thấp. Hắc, Giang Vũ Thành lần nữa chìa hai tay ra, chụp vào hai vai Uông Phi, dùng sức níu lấy, di chuyển một chút, xác định lần này bất luận thế nào cũng sẽ không để xảy tay. Lúc này mới giơ chân phải lên, chuẩn bị cắm vào giữa hai chân Uông Phi, chống đỡ sức nặng của cả cơ thể, nhưng đột nhiên xương chân trái lại chuyển tới cơn đau nhức như kim châm, trong nháy mắt lan khắp toàn thân, chân mềm nhũn không kềm được mà quỳ xuống đất. Ha ha, đánh không lại nên quỳ xuống à, cũng là một thói quen tốt uông phi cười ha hả được xem như mày cũng hiểu chuyện tao không làm khó dễ mày nữa cút đi người kế tiếp giang vũ thành chỉ cảm thấy một trận máu nóng sông lên đỉnh đầu hai cảm giác xấu hổ cùng giận dữ trộn lẫn vào nhau hắn giận dữ gầm lên cũng không biết một cổ sức mạnh từ đâu tới hai tay hắn chợt ôm lấy eo của uông phi nâng uông phi lên trực tiếp quẳng đi sau đó trên ngực bụng lại truyền tới một trận đau nhức cả người giang vỗ thành đều bay lên ầm một tiếng té dưới chân đám người tiêu thiên dưới lực đạo mạnh như thế dạ dày hắn vô cùng khó chịu trong khoảng thời gian ngắn không thể nào ngồi dậy nổi uông phi giơ chân trái lên nhưng không vội vã đạp xuống chia tay phủi đầu gối hai cái cười lạnh nói cho mày mặt mũi mày không chịu muốn tam ra ta đánh ngươi chết sao tốt lắm tiểu phi đánh rất hay hai mắt uông thuật đồng sáng rực vỗ tay trong phút chốc tiếng vỗ tay như tiếng sấm rội. Ngược lại không phải những người đứng xem chán ghét Giang Vũ Thành, mà mấu chốt là Uông Phi này thực sự quá tuyệt vời, tựa như chính hắn vừa mới nói vậy, đứng không di chuyển, nhàn nhã hút thuốc, không tốn chút sức lực nào đã đem Giang Vũ Thành vai u thịt bắp gạt ngã nơi đó, nửa buổi cũng không thể động đậy. Đây là công phu thật sự không hề trộn lẫn chút giả dối nào. Đáng giá để mọi người cho hắn một chàng vỗ tay. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ đến xem náo nhiệt, Ai có thực lực thì bọn họ vỗ tay khen hay. Uông Phi Ôm Quyền cúi người cảm tạ mọi người, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý. Thế nào Tiêu Nhị ca, còn muốn đánh hay không? Nếu không dám thì bây giờ lập tức nói lời xin lỗi với Tam gia, nói mình không đúng. Tam gia ta đại nhân không trách tiểu nhân, sau này các người không được lộ mặt ở quán Ba Tinh nữ này nữa là được. Chờ sau khi tiếng vỗ tay của mọi người dần dần tắt hẳn thì Uông Phi hít một hơi thuốc lá nở một nụ cười như có như không nhìn về phía Tiêu Thiên. Tiêu Thiên đỡ Giang Vũ Thành dậy, thoạt nhìn lần này Giang Vũ Thành bị thương không nhẹ, sắc mặt đã sớm trắng bệch, cắn chặt môi, không rên một tiếng nào, sợ mình há miệng liền ói ra. Sau khi đỡ Giang Vũ Thành ngồi trên salon thì Tiêu Thiên cởi yêu ta á xích ma viết thường khoác xuống, giao cho tiểu quế tử, chậm rãi đi đến phía trước, lạnh lùng nhìn Uông Phi, nói. Không phục hả, tốt lắm, đến đây. Uông Phi vẫn như cũ đưa ngón tay trỏ phải ra ngoắc tiêu thiên hai cái đừng nói là tam gia ta bắt nạt các người vẫn là câu nói kia tam gia ta đứng bất động ở đây nếu như ngươi có thể đánh ngã ta thì coi như ngươi thắng không cần thiết dù thắng cũng phải thắng một cách công bằng thua cũng phải thua một cách quang minh chính đại tiêu thiên thản nhiên nói cũng không hề bị uông phi chọc giận đây cũng là ưu điểm của tiêu thiên càng gặp phải tình huống khẩn cấp thì càng có thể tỉnh táo khi cậu nhìn thấy Uông Phi dễ dàng gạt ngã Giang Vũ Thành thì Tiêu Thiên cũng đã dự đoán bản thân mình hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của Uông Phi. Nhưng càng như vậy thì càng phải tỉnh táo, không thể bị Uông Phi chọc giận được, nếu không thì chỉ có thể thua thảm hại hơn mà thôi. Con lừa cũng không ngốc như ngươi, được thôi, đến đây, tam gia ta sẽ cân lượng ngươi thật tốt. Uông Phi tiếp tục hút thuốc, không nhanh không chậm nói. Tiêu Thiên bày ra tư thế thức mở đầu của lục hợp quyền. Ôi, Bắc phái hồng quyền, tiêu nhị ca quả nhiên là một người luyện võ. Hai mắt Vuông Phi sáng ngời, sau đó vừa nói vừa cười, không hề có chút ý tôn trọng. Hồng quyền là một loại quyền thuật được lưu truyền rộng nhất trong nước, cũng là quyền thuật rất cổ xưa, thuộc về quyền lộ của Thượng Tứ Môn. Lấy khu vực để phân chia, giống như chia làm Nam Phái Hồng Quyền và Bắc Phái Hồng Quyền. Lấy danh tiếng mà nói thì bởi vì ba danh gia võ thuật đời thanh, Hoàng Phi Hồng, Hồng Hy Quan cùng với Thiết Kiều, nên Nam Phái Hồng Quyền càng nổi tiếng hơn Bắc Phái Hồng Quyền. Nam Phái Hồng Quyền chú trọng cước bộ ổn định thế liệt, cứng rắn kiểu cứng như ngựa, mạnh mẽ có lực, Bắc Phái Hồng Quyền thì lại chú trọng tứ bình đại mã, nhanh nhẹn linh hoạt, đại khai đại hợp, quyền đầu uy mãnh. Nhưng bất luận là Nam Phái Hồng Quyền hay là Bắc Phái Hồng Quyền đều bị xếp vào một loại võ thuật ngoại môn. Tiêu Thiên đi theo vệ sĩ của ông nội học chính là Bắc Phái Hồng Quyền. Người luyện võ thì không dám nhận, Ta học võ chỉ có mục đích cường tráng thân thể mà thôi. Tiêu Thiên còn chưa nói dứt câu thì Uông Phi đã không chút khách khí cắt lời của hắn, nói. Hãy bớt nói nhảm đi, người ra chiêu đi. Sớm đánh xong một chút, ta còn muốn mướn phòng ở quán ba, nếu như đi trễ thì ta sợ rằng phòng tổng tống bị người ta mướn mất rồi. Được, Uông Tam ra có khí phách, lại có người vây xem cười giễu cợt vỗ tay. Đối với những người dãnh dỗi này mà nói thì bọn họ cũng không ủng hộ phía nào cả dù sao thì ngày thường tiêu nhị và uông nhị cũng đi khắp nơi kiêu ngạo quát mắng bất luận là tiêu nhị đánh ngã uông tam ra hay là uông tam ra đánh ngã tiêu nhị cũng không quan hệ gì đến bọn họ chỉ cần có náo nhiệt để xem là đủ trong tiếng ồn ào tiêu thiên hạ thân trên xuống đại hồng quyền trực tiếp bay đến trước mặt uông phi mọi người hoa cả mắt chỉ nghe tiêu thiên kêu đau một tiếng lảo đảo lùi mấy bước hư bắc phái hồng quyền gì chứ ngay cả cái rắm cũng không bằng chỉ là động tác đẹp mắt mà thôi. Uông Phi gỡ điếu thuốc trong miệng xuống, nhả một vòng khói, sau đó, phụt, một tiếng, ngón tay búng một cái, đầu mẩu thuốc bị bay xa ra ngoài. chương 78, một quyền oai. Một chiếc ô tô nửa mới nhưng không cũ đang lấy tốc độ cực nhanh quay trở về. Tiêu phàm ngồi thẳng lưng, khẽ căn dặn. Đi quán ba tinh ngữ. Đi quán ba tinh ngữ sao? Tân Lâm hỏi ngược lại một câu, cô thật sự không hiểu tại sao ngay lúc này còn đi đến quán ba tinh ngữ tiêu phàm khẽ gật đầu trên mặt thoáng xuất hiện vẻ buồn phiền tân lâm không có cách nào đành phải xoay vô lăng xe ô tô nhanh chóng quẹo trái vội vã chạy về nội thành bầu không khí trong quán ba đã ngập tràn mùi thuốc súng sắp sửa bùng nổ tiêu thiên tấn công ba lần đều bị uông phi đánh ngã cả ba lần nếu chỉ so sánh về công phu quyền cước thì hai bên thực sự kém nhau quá xa uông phi một thân công phu tiểu xảo quả thực không phải chỉ là một cái ô, một kẻ luyện võ nghiệp dư như Tiêu Thiên còn lâu mới có thể sánh bằng. Ngay cả Uông Thuật Đồng cũng nhìn đến ngây người. Tiểu Phi, chỗ quân đội kia thật sự là một nơi ngỏa hổ tàng long nha, công phu này thực sự rất giỏi, chật chật. Uông Nhị Ca không nhịn được mà liên tục lắc đầu, chắc lưỡi. Uông Phi cười một tiếng, mang theo vài phần tà mị không thể diễn tả bằng lời. Công phu này không phải do quân đội dạy, không biết vì sao mà khi hắn mới mấy tuổi, cha của hắn Uông Vĩ Thành đã đem hắn đến sinh sống trong trại lính ở Tây Bắc một nơi lạnh đến khủng cây ếch yêu ta ép. Thậm chí ngay cả Uông Lão Gia và bác cả cũng không hiểu nội tình, còn tưởng rằng Uông Vĩ Thành muốn rèn luyện con trai từ nhỏ. Đây là chuyện tốt, Ngọc không được mày rũa thì không thể thành đồ tốt được, hiển nhiên không có ai đưa ra ý kiến. Những năm này, Uông Phi đã sinh sống thế nào, trải qua những chuyện gì, không một ai có thể biết được, mà hắn cũng không muốn nói với Uông Thuật Đồng cũng may mà tất cả những chuyện đó đã qua uông phi trở về thủ đô nếu như uông phi đã trở về thì bắt đầu từ hôm nay trở đi tất cả nha nội trong tứ cửu thành này đều phải nhớ thật kỹ danh tiếng của uông tam ra hắn điểm này cũng không có bất kỳ nghi vấn nào bất luận là ai chỉ cần dám cả gan trở thành kẻ địch của uông tam ra hắn thì sẽ có kết quả như bọn người tiêu thiên tiêu thiên quỳ dạp trên mặt đất cố gắng hai lần nhưng đều không thể đứng dậy tình hình của cậu ta bây giờ còn thảm hại hơn cả giang vũ thành vừa rồi còn ai muốn tiến lên thử một lần không uông phi liếc tiêu thiên một cái vô cùng khinh thường lắc đầu một cái sau đó liền quét mắt trên mặt từng người đám tiểu quế tử đám người tiểu quế tử cắn răng nghiến lợi nhưng không ai dám tiến lên ngay cả tiêu thiên và giang vũ thành đều gục xuống mấy người bọn họ đi ra thì thuần túy chỉ khiến uông phi có cơ hội khoe khoang thêm một lần nữa mà thôi được rồi các vị à tuồng hay đã xem xong rồi tất cả giải tán đi uông phi mỉm cười vỗ tay một cái hướng hơn trăm nam nữ trẻ tuổi ở xung quanh lớn tiếng nói ánh mắt chuyển sang azelina đang trốn ở góc phòng trên mặt lại xuất hiện một nụ cười tà mị không hề che đậy ý đồ tham lam con mẹ nó cô gái này so với những cô nàng mặt mày lúc nào cũng dính đầy bụi bậm ở vùng thôn quê đại tây bắc kia dễ nhìn hơn rất nhiều tối nay uông tam ra phải hưởng thụ một phen mới được Đám người vây xem không có vội vã tản đi, tiếng bàn luận nổi lên không dứt, người nào cũng chưa thỏa mãn. Vốn tưởng rằng sẽ có một trận long tranh hổ đấu, ai ngờ trận đấu chỉ thiên về một bên, nói đặc sắc thì có đặc sắc, chỉ có điều xem giết thành nghiện. Uông Phi chậm rãi đi đến trước mặt tiêu thiên, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống quan sát tiêu thiên đang cố gắng đứng dậy, vừa cười vừa nói. Tiêu nhị ra, từ nay về sau chiêu bầy của mày phải sửa lại một chút rồi. Nếu như tao là mày thì tao liền cút về nhà, luyện tập thêm 10 năm nữa. Nhưng mà nói thật lòng chỉ bằng chút tài nghệ khoa chân múa tay này của mày thì đừng nói là luyện tập 10 năm, cho dù là luyện tập 20 hay 30 năm cũng không thể đánh lại một cánh tay của Tam gia ta. Tao thấy mày nên tỉnh lại đi, từ nay về sau thông minh hơn một chút, miễn là nơi nào có Tam gia thì mày nên đi đường vòng, tao cũng không muốn gặp mày một lần liền đánh một lần đâu. Tiểu Phi à, bỏ đi, Tiêu Nhị ca cũng là người có danh vọng không nên ép người quá đáng ít nhiều gì cũng phải cho tiêu nhị ca chút mặt mũi về sau còn phải gặp mặt rất nhiều uông thuật đồng cười ha hả nói nhìn bên ngoài hắn đang đứng ra hòa giải nhưng mà giọng nói không âm không dương của hắn thực sự còn đau hơn cả bị dao găm đâm vào người dao găm đâm vào người chỉ đau nhức trên da thịt mà thôi nhưng những lời này của uông nhị ra tựa như đâm thẳng vào tim được nhị ca em nghe lời anh cho tiêu nhị ca chút mặt mũi đi thôi chúng ta đến khách sạn thời đại. Uông Phi xoay người lại. Đúng vào lúc này, Tiêu Thiên giận dữ gầm lên, Phi thân nhảy lên, cả người cậu giống như một viên đạn rời khỏi nòng súng, chợt đụng vào Uông Phi. Uông Phi không ngờ tới Tiêu Thiên còn có sức lực bộc phát như vậy, bất ngờ không kịp đề phòng nên bị đụng bay ra ngoài. Nhưng dù sao Uông Phi cũng có thân thủ rất tốt, hắn vội vàng chia tay chống đỡ trên mặt đất, bên hông phát lực, vẽ nên một đường vòng cung thật đẹp trên không trung, sau đó liền đứng yên trên sàn nhà lại là một trận tiếng ủng hộ đinh tai nhức óc vang lên. Sau cú va chạm vừa rồi, Tiêu Thiên dường như đã tiêu hao tất cả sức lực trên người, vô lực ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển, mặt tái xanh, lão đảo hít mắt nhìn Uông Phi, nhếch mép cười một tiếng, dáng vẻ tựa hồ rất hài lòng. Ngóa, tao vốn muốn tha cho mày một mạng, nhưng mày lại không biết sống chết như thế. Xem ra hôm nay, tao không đem mày phế đi thì mày sẽ không ghi nhớ rõ bài học này rồi mặt Vuông Phi vô cùng lạnh lùng, bước từng bước về phía Tiêu Thiên. Quán ba vốn cực kỳ ẩm ý, bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, có thể nghe thấy tiếng trái tim đập. Mỗi người đều nín thở yên lặng, nhìn chằm chằm Vuông Phi như nhìn một tên yêu ma vậy, bọn họ đều không kềm được mà thấy lạnh cả người, có người không kềm được mà ngồi bệt dưới đất, ngay cả sức lực đứng dậy cũng không có, lấy đâu sức lực để lo lắng cho Tiêu Thiên. Mọi người cũng nhìn ra được Tiêu Thiên đã thế suy sức yếu, dù thế nào cũng không thể đỡ nổi đòn tấn công của Uông Phi. Mặc dù trong lòng đám người tiểu quế tử rất lo sợ, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra cứng rắn, đứng bên cạnh tiêu thiên, ngay cả Giang Vũ Thành đã bị thương không nhẹ cũng cố gắng vùng vẫy đứng dậy, trợn to hai mắt như hai giọt máu, hung tợn nhìn chằm chằm vào Uông Phi. Uông Phi ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ một cái, chỉ bước chầm chầm từng bước đến gần tiêu thiên, mỗi một bước đều rất chậm, nhưng rơi trên sàn nhà lại phát ra âm thanh như tiếng sấm rội, trực tiếp gõ vào lòng mỗi người. Ngay cả những người xem náo nhiệt cũng nhịn không được mà bắt đầu lui về phía sau, hy vọng cách hắn càng xa càng tốt. Bỗng nhiên Uông Phi dừng bước. Một người thanh niên mặc đường trang trắng thuần, đang từ xa đi đến, đi đến bên cạnh Tiêu Thiên, khom lưng đỡ Tiêu Thiên dậy. Ở bên ngoài ba tầng đám người vây xem kiến chui không lọt, người thanh niên mặc áo trắng đó cứ như vậy mà rẽ bức tường người, không nhanh không chậm mà đi vào. Anh! Tiêu Thiên vô cùng kinh ngạc kêu lên một tiếng, hai mắt trợn thật to, cậu không ngờ Tiêu Phàm sẽ xuất hiện ở trước mặt cậu vào lúc này. Tại sao lại đánh nhau với người khác? Tiêu Phàm thuận tay chỉnh sửa quần áo cho Tiêu Thiên, nhẹ giọng hỏi, hai hàng lông mày nhướng lên cao. Dưới ánh đèn sáng ngời, sắc mặt của Tiêu Phàm trắng như tuyết, mang theo vẻ mệt mỏi ốm yếu khó nói thành lời. Đây là một bệnh nhân. Mặc dù Tiêu Thiên không bị ngoại thương, nhưng dưới ánh mắt tinh tường của Tiêu Phàm, hiển nhiên vừa liếc mắt đã nhìn ra được tiêu thiên bị nội thương không nhẹ. Không có việc gì. Tiêu thiên nhếch mép cười một tiếng, lắc đầu một cái, sau đó trên mặt thoáng hiện lên vẻ lo lắng, khẽ nói. Anh, em không sao, chúng ta đi thôi. Nếu như chỉ có một mình cậu ở chỗ này thì cho dù biết rõ sẽ chết thì cậu cũng tuyệt đối không chùn bước. Nhưng bây giờ tiêu phàm đã đến, tình huống không giống với lúc trước. Tận mắt nhìn thấy anh của mình dường như bị bệnh rất nặng, dù tiêu thiên có muốn tiếp tục quật cường cũng không được tiêu phàm không trả lời cất tiếng hỏi ai đánh em bị thương thành bộ dáng này tao đánh mày là ai uông phi không cần suy nghĩ lập tức lên tiếng thách thức hỏi vì sao đánh nhau hai hàng lông mày của tiêu phàm vẫn dương cao như trước hỏi ta thích đánh người thế nào làm phiền đến ngài sao muốn bênh vực kẻ yếu sao anh đừng để ý tới hắn tên đó là người điên tiêu thiên nhỏ giọng nói người điên ha ha nói đúng lắm tiêu thiên tao chính là người điên tao đã nói với mày rồi tiêu thiên à hôm nay bất kể là ai tới đây cũng không thể cứu được mày hoặc là mày dập đầu xin lỗi hoặc là tao sẽ phế mày chỉ có hai con đường thôi tự mày chọn một cái đi phải nhanh lên đừng trì hoãn quá lâu tao không có kiên nhẫn đâu uông phi cười lớn dập đầu nhận lỗi phế nó tiêu phàm nhàn nhạt hỏi lại một câu trong tay chợt lóe lên hàn quang, Liễu Diệp đao nhanh chóng đâm lên mấy huyệt trên người mình, mặt mày Tiêu Phàm vốn tái nhợt trong nháy mắt xuất hiện hai đóa hoa đỏ ửng, thân thể chậm rãi đứng thẳng, lạnh lùng nhìn Uông Phi. Thế nào, Tiêu đại ca không phục sao? Uông Phi phi cười, vẻ châm chọc trên mặt càng hiện rõ hơn. Không phục thì ngươi cũng có thể tiến lên, nhìn ngươi như vậy, ta sẽ chấp ngươi một tay. Không, không, ta sẽ chấp ngươi chín ngón tay, ta chỉ dùng một ngón trỏ là đủ rồi nói xong uông phi đưa ngón trỏ phải ra ngoắc tiêu phàm hai cái đùng tiêu phàm di chuyển mọi người đều hoảng sợ đến mặt mày biến sắc tiêu phàm vừa mới ra tay thực sự quá mức uy mãnh trước khi xuất chiêu cậu nhã nhận lịch sự đứng ở nơi đó giống hệt như một bệnh nhân cần được chữa trị nhưng vừa động thủ thì tất cả liền thay đổi khi đánh ra một quyền này thì cả người tiêu phàm dường như bắt đầu căng phòng dũng mãnh dường trang màu trắng bay phất phơ mang theo xu thế không thể đỡ nổi cả lầu hai của quán ba bỗng nhiên nổi lên cuồng phong. Những người đứng gần nhất thời cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Một quyền này không hề mang theo thủ đoạn gì, cũng không hề có bất kỳ chuẩn bị gì, nếu như nhất định phải nói đến chiêu thuật thì miễn cưỡng có thể tính là trực đảo Hoàng Long của Bắc phái Hồng Quyền. Không đề cập đến sự biến hóa của chiêu thuật, chỉ nói đến sức mạnh chứa trong quyền này. Một quyền vừa ra đã phong tỏa tất cả đường lui của đối thủ, ngoại trừ lấy cứng đối cứng ra thì không có bất kỳ chỗ nào để tránh né cả sắc mặt uông phi lập tức biến hóa trong phút chốc hai mắt tràn đầy sự sợ hãi nhưng hắn không tránh được tiêu phàm không hề cho hắn chút không gian để tránh né uông phi cắn răng hét lớn một tiếng song trưởng mang theo lực đạo mạnh mẽ đánh về phía trước đối mặt với một quyền uy mãnh bá đạo như thế bất kỳ tiểu xảo hay thủ pháp tứ lạng bát thiên cân nào cũng không thể dùng được dưới thực lực tuyệt đối kỹ xảo trở nên không chút đáng kể, chỉ có thể liều mạng ngăn chặn mà thôi. Quyền trưởng chạm vào nhau, Uông Phi kêu to một tiếng, theo sau là tiếng xương cốt vỡ vụn, răng rác vang lên. Cả người Uông Phi bay thẳng ra ngoài, đẩy ghế lông ra xa mấy thước, đụng phải bàn trà, ly chén ngã ngổn ngang, rơi đầy đất. Một tiếng, xoạch, vang lên, Uông Phi hung hăng đụng vào tường, lưng dựa vào vách tường, chậm rãi ngã xuống đất, gương mặt đỏ sẫm như máu. Cách đó không xa, một bình hoa bằng men to lớn lay động vài cái, sau đó ngã xuống đất phát ra âm thanh vang dội, vỡ tan nát, vô số mảnh vụn bắn tung tóe khắp nơi. Nhiều cô gái vô cùng sợ hãi, không kềm được hét ầm lên. Trong phút chốc quán ba trở nên hỗn loạn. Tiêu phàm chậm rãi đi về phía trước, tất cả mọi người không kềm được mà lui về phía sau, mang theo vẻ vô cùng sợ hãi, kinh hoàng tột cùng mà nhìn tiêu phàm. Tiêu, tiêu đại ca, lầm, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Uông thuật đồng sợ đến mức hồn vía lên mây, cả người run rẩy, lắp bắp kêu lên. chương 79, tiêu đại thiếu. Tiêu phàm cũng không thèm nhìn Uông đồng, dù chỉ là nhìn thoáng qua, mà đi thẳng đến trước mặt Uông Phi. Chỉ nghe một tiếng, phốc, Uông Phi đã phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt nhìn về phía tiêu phàm không có sự căm hận mà chỉ có sự sợ hãi cùng kinh hoàng không thể nói bằng lời mà thôi. Cái người thoạt nhìn không hề khỏe mạnh, hơn nữa mặt mũi ôm yếu xanh sao như vậy lại sở hữu sức mạnh mà ngay cả hắn cũng không thể nào chống lại được. Thật giống như những lời mà vừa rồi hắn đã chế giễu tiêu thiên vậy, dù có trở về luyện tập thêm 10 năm hay 20 năm thì hắn vẫn không thể nào là đối thủ của tiêu phàm. Uông Phi, cậu xem thường bác phái hồng quyền, đó là do kiến thức của cậu hạn hẹp. Phó thuật trong thiên hạ vốn không phân chia cao thấp, mấu chốt là ở chỗ người luyện tập có thực sự cố gắng hay không mà thôi. Người học võ xem trọng võ đức, sau này cậu không nên ngung cuồng như thế nữa, đối với bản thân cậu không hề có chút lợi ích nào cả. Tiêu phàm thản nhiên nói. Uông Phi không kềm được mà liên tục gật đầu, một quyền vừa rồi đã đem tất cả tinh thần của hắn đánh tan hết không còn một móng. Một quyền oai đủ đánh rơi tất cả can đảm của hắn rồi. Mọi người giải tán hết đi, quán ba là nơi giải trí, không phải chỗ để đánh nhau. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm, ngẩng đầu lên bình tĩnh nói, giọng nói cũng không lớn, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghe rất rõ ràng. Sau đó ánh mắt của Tiêu Phàm liền rơi trên mặt Bao Sư Hoa. "Bao tổng." Bao Sư Hoa tức khắc chạy tới, liên tục cúi người chào Tiêu Phàm. "Tiêu đại thiếu, cậu khỏe chứ?" Bao Sư Hoa ấn tượng đặc biệt sâu sắc đối với vị đại thiếu trước đó không lâu đã từng lộ mặt ở quán ba tinh nữ này. Mặc dù lần kia đại thiếu không hề biểu hiện chút đáng sợ nào, ngược lại vô cùng khiêm tốn, tao nhã lễ phép không hề có nửa điểm kiêu căng của một vị đại thiểu thế gia. Nhưng sau khi tiêu phàm tới thì tuy rằng chuyện ví tiền của tiêu thiên bị trộm mất không giải quyết được nhưng tiêu nhị ca cũng không tìm đến hắn gây phiền phức. Trong này không biết có trò ảo thuật kỳ diệu nào không? Cho tới nay bao sư hoa cũng không hề biết. Tiêu phàm ôn hòa nói. Bao tổng, làm phiền ông xem giúp những đồ vật bị đập bể này có giá trị bao nhiêu, tôi sẽ bồi thường đúng theo giá trị của nó. Cái này, cái này, tiêu đại thiếu, tôi không dám, không dám. Bao sư hoa ngẩn ra, tức khắc luôn miệng nói, lại cuống quyết cúi đầu. Hôm nay không ẩm ý đến mức xảy ra án mạng thì bao sư hoa đã đốt hương trả lễ rồi. Đập nát một bàn trà, một ghế salon, một cái bình hoa thì đáng gì chứ? Hắn làm sao có dũng khí đòi đại thiếu đền bù chứ? Hai hàng lông mày của tiêu phàm hơi nhấc lên, nói rằng. Bao tổng, đập bể đồ đạc thì phải bồi thường, đây là pháp luật quy định. Ông tính toán đi. Vâng, để tôi bảo người tính, sau đó sẽ báo cáo với đại thiếu. Trong lòng Bao sư Hoa phát lạnh, vội vã làm theo lời nói của Tiêu Phàm. Rốt cuộc hắn đã nhìn ra vị đại thiếu này không phải là một người thích nói nhiều, nhưng mỗi câu nói của cậu đều là ra lệnh, người khác không thể không làm theo. Được, ngoài ra vị tiểu thư Angelina này, tối nay tôi muốn dẫn cô ấy đi. Nếu như ông có việc tìm cô ấy thì có thể trực tiếp vào phòng tổng thống của khách sạn thời đại tối nay tôi sẽ ở lại nơi đó. Tiêu phàm lại nhàn nhạt căn dặn một câu. Cái này, dạ, tất cả đều làm theo sự căn dặn của đại thiếu. Bao sư hoa thật sự không ngờ Angelina bị dẫn đi, đây chính là người mà hắn chuẩn bị bồi dưỡng thành, nữ hoàng bóng đêm, mới cho quán ba tinh nữ, nhưng mới được 10 ngày đã bị công tử thế ra mang đi thuê phòng rồi, hơn nữa còn bị mang đi trước nhiều người như vậy, nữ hoàng bóng đêm này sợ rằng không thể bồi dưỡng thành rồi. Cũng không phải nói, nữ hoàng bóng đêm, nhất định phải là xử nữ, chuyện này không hợp với thực tế. Nhưng ít ra không thể công khai như vậy được. Đặc biệt là một quyền hôm nay của tiêu phàm xem như đã hoàn toàn đánh bài uy phong của cái tên Uông Phi hống hách kia, hắn ngay cả chút sức lực để đánh trả cũng không có, chỉ một quyền đã gục xuống rồi. Hiện tại cũng không còn ai dám lên tiếng nữa, biết rõ Angelina đi theo đại thiếu thì dù có người ăn gan báo cũng không dám lén phén nghĩ đến cho dù người có bản lĩnh như Uông Phi cũng không đủ nhìn một cái nữa là mọi người không ai dám đến gần Angelina. Cho dù dáng dấp cô ấy có đẹp như tiên trên trời cũng không thể nào tạo ra lợi ích cho quán ba. Nhưng bao sư Hoa không thể làm gì, hắn thật sự không dám có ý kiến. Nếu Tiêu Phàm không phải phi tướng quân từ trên trời giáng xuống thì tối nay Angelina nhất định cũng sẽ bị đám người Uông Phi Uông thuật đồng dẫn đi. đương nhiên nếu Angelina cũng có thể không đi bao sư hoa còn có thể lựa chọn báo cảnh sát xin giúp đỡ. Điều kiện tiên quyết là lá gan của hắn phải đủ lớn. Tiêu phàm gật đầu một cái, đi thẳng đến trước mặt Angelina đang đứng run lẩy bẩy ở góc phòng, cười một tiếng, dịu dàng nói. Đi theo tôi đi. Angelina khẽ run run đứng dậy, giơ tay lên lau nước mắt, từ từ đi đến bên cạnh tiêu phàm. Cúi đầu, đôi mì thiên kiều bá mị rũ xuống, không nói tiếng nào. Tiêu thiên, đi. Tiêu Phàm chào hỏi một tiếng rồi chậm rãi đi về phía trước. Angelina vẫn cúi đầu như trước, lặng lẽ đi phía sau Tiêu Phàm. Đám người vây xem tự giác nhường một lối đi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn đầy sự kính sợ. Trong đám người có một cặp mắt vẫn luôn dõi theo bóng dáng của Tiêu Phàm, mãi cho đến khi Tiêu Phàm đi ra khỏi cửa chính của quán Ba Tinh Nữ, lúc này hắn mới vội vã rẽ vào đám người, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi quán Ba Tinh Nữ. Tiêu Thiên, bảo mấy người anh em của em về trước đi. Em đi theo anh đến khách sạn thời đại, anh có chuyện muốn nói với em. Đứng ở cửa chính lắp đầy đèn neon ong lấp lóe không dứt của quán ba tinh nữ, tiêu phàm căn dặn một câu. Dạ, tiêu thiên không nói nhiều, lập tức đáp ứng. Nói thực ra thì tiêu thiên vô cùng gây ếch yêu ta ép sợ, không hề thua kém những vị khách đứng xem khác, thậm chí cậu còn kinh ngạc hơn bất cứ người nào. Cậu làm anh em với tiêu phàm hơn 20 năm, nhưng cậu cư nhiên lại không biết võ công của anh trai mình lợi hại như vậy, quả thực có phong phạm của một cao thủ. Mà cậu cũng có rất nhiều lời muốn hỏi tiêu phàm. Bọn người Giang Vũ Thành và Tiểu Quế Tử vốn muốn thân cận một chút với tiêu phàm, một quyền vừa rồi thực sự quá hào hứng. Một quyền này đã loại trừ tất cả những uất ức mà bọn họ phải chịu tối nay không còn một mống. Nếu như không phải tiêu phàm đột nhiên chạy đến thì thật sự không biết chuyện tối nay sẽ kết thúc như thế nào nữa. Tính cách của tiêu thiên nóng nảy như vậy, làm sao có thể chịu nhục nhã thế được chứ, nói không chừng thực sự xảy ra án mạng. Nhưng nếu như Tiêu Phàm đã nói như vậy thì ai cũng không dám có ý kiến, tất cả đều ngoan ngoãn gật đầu, mỗi người đều tự giải tán. Tiêu Thiên, đừng mở xe của em, ngồi xe của anh. Dạ. Lúc này hiển nhiên là anh cả nói thế nào thì Tiêu Thiên nghe thế đó. Mặc dù xe của Tiêu Phàm thực sự không cùng một cấp bậc với xe Jeep Grand Cherokee của Tiêu Thiên, chờ sau khi Tiêu Thiên lên chiếc xe ô tô nửa mới nhưng không cũ mang thương hiệu bình dân kia của Tiêu Phàm thì cậu mới phát hiện chỗ tài xế đã sớm có một cô gái trẻ ngồi đó, ban đêm ánh sáng lờ mờ, không nhìn thấy rõ gương mặt cô gái, nhưng Tiêu Thiên vẫn rất lễ phép chào hỏi Tân Lâm. Đây là lần đầu tiên cậu gặp mặt Tân Lâm, trước đó bất cứ người nào của Tiêu gia cũng không biết bên cạnh Tiêu Phàm còn tồn tại một cô gái như vậy. Nhưng cô bé này có thể làm tài xế cho anh cả, vậy thì đã chứng minh quan hệ giữa hai người bọn họ không giống bình thường, không chừng chính là chị dâu tương lai của mình, vì thế tiêu thiên không dám sơ suất. Tân lâm nhàn nhạt đáp lại một tiếng, cũng không hề nhiệt tình. Tiêu thiên có chút buồn bực, đây chính là vật họp theo loài, nữ tài xế bên cạnh anh cả cũng giống hệt tính cách của anh ấy, lạnh nhạt, không thích nói chuyện tán dóc. Tiêu thiên là một người hướng ngoại, có chút thói quen và tính cách lạnh nhạt của người chuyên giao tiếp. Đương nhiên anh cả là trường hợp ngoại lệ. Angelina nhấc chiếc váy xinh đẹp bước lên ô tô, không hề nói một tiếng. Dường như cô đã hạ quyết tâm dù tiêu phàm dẫn cô đi đâu thì cô đi theo đó, muốn cô làm cái gì thì cô làm cái đó. Lại nhắc đến trước khi đến thủ đô của quốc gia phương đông cổ xưa này thì Angelina đã sớm được, nhắc nhở, ở quốc gia này có một tầng lớp có quyền thế nhất, dù thế nào thì cô cũng không thể nào đắc tội. Giai cấp vô cùng đặc thù này, truyền thông ở nước ngoài gọi là Đảng Nha Nội. Tiêu Phàm là anh ruột của Tiêu Thiên, hắn nhất định chính là một nhân vật xuất sắc trong đảng nha nội. Từ thái độ của Bao Sư Hoa đối với những vị công tử ca này thì Angelina có thể đoán ra được. Ngay cả một thương nhân lớn của bản quốc cũng không chọc nổi những nhân vật trong giai cấp đặc thù đó thì một cô gái nho nhỏ biểu diễn buổi tối ở quán Ba như cô làm sao có thể chống cự lại chứ? So với biểu hiện trấn tĩnh như thường của Angelina thì ông chủ của quán Ba Bao Sư Hoa lại hoàn toàn khác biệt, ông ta vô cùng nhếch nhác hai vị công tử vừa rời đi thì bao sư hoa liền vội vàng chạy vào phòng làm việc của mình, đóng cửa chặt lại, không trần chờ mà vội vàng cầm điện thoại mang phong cách cổ xưa nhưng cũng rất xa hoa trên bàn làm việc lên, gọi một số điện thoại. Alo, ông chủ, là tôi, lão bao. Chuông điện thoại vừa vang lên mấy giây thì bên kia đã có người nghe. Bao sư hoa vội vàng nói. Lão bao, chuyện gì? Có phải là Angelina bị người khác mang đi rồi không? Bên kia điện thoại, một giọng nam trung vô cùng nhẹ nhàng vang lên rất có phong độ của thân sĩ là giọng phương ngữ bắc kinh bao sư hoa ngạc nhiên đến giật nảy người vội vàng hỏi ông chủ làm sao ngài biết thật đúng là thực sự liệu việc như thần giọng nam trung mỉm cười không đáp hỏi ngược lại là ai dẫn đi tiêu phàm đại thiếu gia của tiêu gia tiêu phàm giọng nam trung đầu bên kia điện thoại dường như có chút bất ngờ đứa cháu lớn của tiêu gia đi làm ở cuộc tôn giáo phải không đúng đúng chính là hắn ông chủ ngài cũng biết hắn sao bao sư hoa càng giật mình trước kia hắn chưa bao giờ để ý đến tiêu phàm chỉ biết tiêu phàm làm nhân viên nhà nước mà thôi vẫn là lần trước tiêu phàm xuất hiện ở quán ba tinh ngữ nên hắn mới đặc biệt đi hỏi thăm điều này cũng khó trách hắn là ông chủ của quán ba đương nhiên chú ý đến những đại thiếu quần là áo lượt đi quan tâm đến một tín đồ đạo giáo để làm gì Thế nhưng ông chủ đang ở nước ngoài đất khách quê người, cách xa nơi này ngàn dặm lại biết. Bao Sư Hoa làm sao có thể không sợ hãi được chứ? Xem ra ông chủ chính là ông chủ, lúc nào cũng khiến người khác bất ngờ. Ừ, cậu nói một chút xem, tình huống cụ thể thế nào. Bao Sư Hoa liền vội vàng đem chuyện đã phát sinh tối hôm nay báo cáo cặn kẽ cho ông chủ. Khả năng biểu đạt của Bao Sư Hoa thật sự không tệ, hắn đã đem trận long tranh hổ đấu kia miêu tả vô cùng sinh động có chuyện như vậy sao? Vị đại thiếu của tiêu gia này lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Đúng vậy, ai có thể ngờ được nhìn dáng vẻ hắn có vẻ bệnh hoạn như vậy mà lại lợi hại như thế chứ? Chỉ một quyền đã đánh uông tam ra bay ra thật xa, thiếu chút nữa đã mất mạng. Ha ha, đây đúng là một tin tức thú vị. Được lắm, ta đã biết rồi. Này, này, ông chủ, vậy phải làm sao bây giờ? Nhận thấy ông chủ muốn cúp điện thoại, bao sư hoa có chút nóng này, vội vàng hỏi thăm. Làm sao bây giờ? Ông chủ liền cười, chuyện này còn hỏi ta làm sao bây giờ nữa à? Có một vị đại thiếu lợi hại như vậy bảo bọc địa bàn của cậu, chẳng lẽ cậu không vui sao? Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ tới điều này chứ? Ôi chao, vẫn là ông chủ nhìn xa trông rộng, lợi hại hơn chúng tôi nhiều lắm. Bao sư Hoa lập tức đổi giọng điệu quay sang nịnh hót ông chủ. Chương 80, thương càng thêm thương. Khách sạn thời đại cuối cùng cũng nghênh đón vị khách hàng hào phóng đầu tiên. Từ khi khách sạn này khai trương cho đến nay, vẫn chưa có vị khách nào vào ở phòng tổng thống, muốn vào ở phải đặt cọc bằng tiền mặt. Thông thường phòng tổng thống không hề có tiền thế chân, người có thể vào ở trong phòng tổng thống của khách sạn thời đại, không có vị khách nào không có thân phận hay lai lịch cao quý cả. Những vị quan to hiển hách, nhân vật nổi tiếng trong xã hội so với bất luận hình thức dùng tiền thế chân nào đều có tác dụng hơn thông thường đều là hẹn giờ trước, nhưng hôm nay, những vị này đúng là nói muốn dùng tiền mướn phòng. Nhân viên lễ tân của khách sạn thời đại đứng phía sau quầy vốn rất do so dự, dù sao thì trước đó chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Nhưng tổ hợp bốn người một mèo trước mắt này rất kỳ lạ, dù nhìn thế nào cũng không giống như tiết mục dân gian. Tuy rằng tiêu phàm và tân lâm ăn mặc bình thường, nhưng phong thái phi phàm. Tiêu thiên lại càng vừa nhìn đã biết là người trong giới thượng lưu, dù quần áo có chút sốc xích, không chỉnh tề nhưng cũng là hiệu nổi tiếng, không thể nào là giả được. Còn Angelina hoàn toàn khiến cho cô nhân viên lễ tân trợn mắt há mồm. Khách sạn thời đại là một khách sạn 4 sao được mở ra sớm nhất ở thủ đô, mấy năm trước đã trải qua sửa đổi, đã thăng làm khách sạn 5 sao. Đồng thời cũng là khách sạn ngoại giao treo biển chính phủ, đã từng tiếp đãi qua không ít nhân vật nổi tiếng ngoại quốc, trong đó không thiếu minh tinh điện ảnh Âu Mỹ hay vua công chúa ngoại quốc nhưng thật sự không có ai hấp dẫn mê người như Angelina. Cho dù là con mèo mà tiêu phàm ôm trong người kia dường như cũng không phải và vật tầm thường. Lông toàn thân trắng như tuyết, không hề trộn lẫn chút màu sắc nào khác. Khi Tân Lâm đem một cái vali mật mã chứa đầy tiền mặt, mở ra trước mặt nhân viên lễ tân thì cô gái kia không dám trần trừ thêm phút nào nữa, lập tức mở phòng cho khách. Tiêu Thiên thấy hình ảnh trước mắt thì vừa giật mình vừa buồn cười. Nhớ lại mấy ngày trước, anh hai còn hỏi cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, nhưng rốt cuộc bây giờ bạn gái của anh hai vừa búng tay một cái đã có cả vali tiền. Một nhóm bốn người dưới sự hướng dẫn của nhân viên lễ tân mặc đồng phục xinh đẹp, bước vào thang máy, đi thẳng lên phòng tổng thống ở tầng cao nhất. Đám người tiêu phàm vừa bước vào thang máy thì một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi, thoạt nhìn vô cùng bình thường cũng không nhanh không chậm bước vào khách sạn thời đại, hắn ta đi một thang máy khác lên lầu. Wow, đẹp thật, vừa bước vào phòng tổng thống xa hoa lộng lẫy của khách sạn thời đại thì tiêu thiên liền kêu lên một tiếng. Mặc dù tiêu nhị ca ở trong vòng tròn quần là áo lượt ở thủ đô nổi danh là đại lão, nhưng dù sao cũng chưa từng vào phòng tổng thống của khách sạn thời đại này. Danh tiếng của tiêu nhị ca ở trong vòng tròn quần là áo lượt phần nhiều là đến từ danh tiếng của tiêu gia. Tiêu nhị ca có thể đánh nhau, tính tình cũng rất nghĩa khí, nhưng ở phương diện kiếm tiền thì tiêu nhị ca cũng không phải rất giỏi đừng nói là uông thuật đồng mà cho dù là bọn người tiểu quế tử, tiêu nhị ca cũng không bằng. Biểu cảm của tiêu phàm vẫn thản nhiên như trước, dường như cậu không để ý lắm. Angelina vừa vào cửa liền đứng ở nơi đó, mười ngón tay nắm chặt ở trước bụng, vì dùng sức nên ngón tay trở nên trắng bệch, có vẻ lúng túng. Cộng thêm cô thì ở nơi này có hai nam hai nữ, tất cả đều rất trẻ tuổi, cô không thể đoán được rốt cuộc đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì. Tân Lâm lạnh nhạt nói với Angelina đi theo tôi. Tân Lâm dẫn Angelina đi đến phòng ngủ chính, chờ đến khi cả hai đại mỹ nữ mỗi người mang theo một phong thái khác nhau đều đi vào phòng ngủ thì Tiêu Thiên mới thẻ lưỡi một cái, quay sang nói đùa với anh hai. Anh, đó là chị dâu tương lai hả? Đúng là một mỹ nhân băng giá. Còn việc trước mặt chị dâu tương lai mà anh hai lại đem một mỹ nữ da trắng thiên kiều bá mị như Angelina về phòng tổng thống làm cái gì thì Tiêu Thiên cũng lười suy nghĩ đến, từ khi nào anh hai có bản lĩnh như vậy chứ? Chỉ một quyền đã đánh Uông Phi chỉ còn nửa cái mạng. Lúc này ở trong mắt Tiêu Thiên, anh hai đã không còn mang hình ảnh ôn văn nho nhã nhu trước kia nữa. Có thể là một người toàn năng. Tiêu Phàm khẽ cười, cũng không trả lời mà nói rằng, đi thôi Tiêu Thiên, chúng ta đi đến phòng sách nói chuyện. Dạ, Tiêu Thiên vẫn chìm đắm trong rung động do một quyền vừa rồi mang tới, vẫn chưa chú ý tới sắc mặt của anh hai rất dọa người, vì ngày thường sắc mặt của tiêu phàm cũng khá tái nhợt. Phòng tổng thống bố trí vô cùng đầy đủ, có phòng ngủ, phòng khách, có phòng tiếp khách, còn có một phòng tập thể thao nho nhỏ. Anh, thực sự quá tuyệt vời, mau nói cho em biết, anh học ở đâu công phu đẹp như vậy. Mới vừa vào phòng sách, tiêu thiên chưa ngồi xuống đã không kềm được mà ồn ào. Câu hỏi này đã lởn vờn trong đầu cậu hơn nửa giờ rồi. Nếu như còn không hỏi rõ thì Tiêu Thiên cảm giác như bản thân mình sắp bị nổ tung rồi. Thân thể Tiêu Phàm đột nhiên loáng một cái, vội vã đưa tay đến bàn đọc sách, rút ra vài miếng khăn giấy trong hộp, bụng miệng. Khăn giấy tức khắc bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. "Anh à, làm sao vậy? Sao, anh bị thương?" Tiêu Thiên nhất thời luống cuống tay chân, vội vàng tiến lên đỡ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại rút ra vài miếng khăn giấy, đem máu tươi tràn ra khóe miệng lau sạch, khẽ hít một hơi. Lúc này, cậu mới khoát tay một cái, khẽ nói: "Đừng lo lắng." không liên quan đến chuyện vừa rồi một canh giờ trước anh đã giao thủ với người khác bị thương nhẹ tiêu thiên lại sửng sờ một canh giờ trước cách thức tính thời gian như vậy ở trong cuộc sống thực tế thật sự có rất ít người biết dùng giống hệt như cách nói hay xuất hiện trong kịch bản phim võ hiệp người nào lợi hại như vậy chứ sau khi sửng sờ qua đi thì tiêu thiên giật mình hỏi mặc dù tiêu thiên không phải là tuyển thủ võ thuật chuyên nghiệp nhưng cậu cũng cảm thấy một quyền vừa rồi của anh hai rất uy mãnh tuyệt đối có thể nói là cao thủ tuyệt đỉnh nhưng lại còn có người khiến anh hai hộc máu như vậy quả thực không thể nào tin nổi chẳng lẽ ở trong thủ đô này thực sự có nhiều võ lâm cao thủ ẩn núp như vậy sao tiêu phàm chậm rãi ngồi xuống ghế dựa anh em rót cho anh ly trà nóng trong phòng tổng thống có đầy đủ mọi thiết bị tiêu thiên nhanh chóng pha cho anh hai một ly trà nóng hai tay bưng tới tiêu phàm mỉm cười nhận lấy nhẹ nhàng đặt trên bàn sách. Anh, hay là đợi một chút nữa rồi trò chuyện tiếp, chúng ta đến bệnh viện xem chút đi. Cuối cùng Tiêu Thiên cũng chú ý thấy sắc mặt của anh hai vô cùng trắng bệch, cậu rất lo lắng. Xem ra anh hai bị thương không nhẹ. Không cần đâu, vết thương này, dù có đến bệnh viện cũng vô dụng. Tiêu Phàm nôn ra chút máu liền cảm thấy dễ chịu hơn một chút, lắc đầu nói. Tiêu Thiên trần chờ hỏi. Anh à, anh học công phu kia, thật lợi hại, vừa rồi một chiêu kia là trực đảo hoàng long của đại hồng quyền phải không đối với việc này tiêu thiên trước sau vẫn không thể nào quên được nhất định phải làm cho rõ ràng biết đâu sau khi biết rõ anh hai học võ công ở đâu cũng sẽ biết được rất nhiều chuyện khác tiêu thiên võ học chi đạo đến cảnh giới nhất định sẽ vạn pháp đều thông cố chấp với chiêu thức vậy thì sẽ càng thêm kém cỏi tiêu phàm thuận miệng giải thích với em trai mình đôi ba câu vừa rồi ở quán ba tinh nữ cậu cố ý sử dụng chiêu thức đó, chính là muốn cho người ta cảm thấy cái cậu tập luyện chính là quyền pháp chí cương chí mãnh ngoại gia. Theo lẽ thường, đạo gia đều chú trọng tu luyện nội tức khí công, ngoại gia công phu của đạo gia tinh khiết cương mãnh cũng không nhiều lắm. Đặc biệt là đại thuật sư có trình độ tướng thuật mệnh lý, phong thủy bói toán cao thâm, những người giống như vậy đều luyện võ thuật nội gia. Phương pháp đạo khí có thể chống đỡ thiên cơ phản hệ. Lúc này, nguyên khí của Tiêu Phàm đã bị tổn thương nặng nề, ngộ nhỡ để cho đệ tử hoặc là những cao thủ đồng đạo chú ý thì thực sự quá nguy hiểm. Tiêu phàm nhất định phải cố gắng cho đối phương một ấn tượng sai. Nhưng mà dưới tình huống chân nguyên của bản thân mình gần như cạn kiệt, lấy kim châm đâm vào huyệt thuật, cưỡng ép ngưng tụ chân khí, dùng một quyền đánh ngã uông phi, quả thực khiến cho tiêu phàm đã thương càng thêm thương. Nếu như không phải cậu cố gắng áp chế thì sợ rằng đã nôn ra máu ở quán ba rồi. Cũng may là Uông Phi hoàn toàn không cùng cấp bậc với cậu, chỉ cần một quyền đã đủ giải quyết vấn đề. Nếu như Uông Phi mạnh hơn mấy phần thì trong khoảng thời gian ngắn, tiêu phàm không có cách nào đánh ra quyền thứ hai uy mãnh bá đạo như vậy. Anh, anh dạy em đi, mẹ nó, cái thằng Uông lão tam đó khinh người quá đáng, nếu như em sớm theo anh học công phu cao minh như vậy thì tự em sẽ đánh cho hắn nằm ở đó, không cần đích thân anh phải ra tay. Tiêu thiên nhìn chầm chầm vào anh hai, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn sớm biết anh hai lợi hại như vậy thì tiêu nhị ca cần gì phải theo người ta học công phu khoa chân múa tay như vậy chứ? tiêu phàm cười một tiếng nói: tiêu thiên em đã hai mươi mấy tuổi rồi đã qua độ tuổi thích hợp để học võ ở độ tuổi này mới bắt đầu tu luyện khí công nội gia thì rất khó có thành tựu hơn nữa em cũng không thể lãng phí thời gian ở loại chuyện như vậy được em phải đi con đường chính đạo anh cái gì gọi là chính đạo chứ hiện tại em không làm chuyện gì xấu là được rồi nói tới angelina ấy thật ra em cũng không có dự định dẫn cô ấy đi mướn phòng em chỉ muốn chọc tức cái tên uông nhị kia thôi em chỉ muốn hạ dáng vẻ kiêu ngạo của hắn em thật sự không có ý gì khác nếu như em thắng thì nhiều nhất là uống rượu tâm sự với cô ấy chắc chắn sẽ không làm những chuyện khác em không hề giống với uông nhị em có nguyên tắc của mình tiêu thiên có chút tức giận không nhịn được mà giải thích mấy câu Tiêu Thiên, em đừng cho rằng anh không biết là em đang giả bộ hồ đồ. Hai anh em chúng ta phải chống đỡ Tiêu Gia, dù sao thì cũng phải có một người đi đường thể chế, duy trì địa vị của Tiêu Gia. Bây giờ, anh không thể đi con đường này, em là lựa chọn duy nhất. Hơn nữa, đi con đường thể chế đối với em mà nói là con đường thích hợp nhất, chắc chắn sẽ tiền đồ sáng lạng. Tiêu Phàm nghiêm mặt nói. Việc luyện chế càn khôn đại hoàn đan sắp thành công nhưng lại thất bại trong gang tắc, nhưng sau khi tiêu lão giả ăn vào nhất định sẽ có hiệu quả. Tiêu phàm tạm thời chưa kịp đến bệnh viện thăm ông nội, chỉ có điều từ tướng mạo của tiêu thiên thì tiêu phàm có thể nhìn ra được hung sát chi khí trên mặt tiêu thiên cùng với điểm báo tai ương lao mục đã biến mất. Điều này đủ chứng minh ông cụ uống thuốc có hiệu quả, thiên cơ đã có chuyển biến, trong khoảng thời gian ngắn, ông cụ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nữa. Tuy họa diệt tộc của tiêu gia không hoàn toàn được tiêu trừ, nhưng ít nhất có thể sẽ có chuyển biến tốt chỉ cần có tiêu lão gia ở đó thì nền móng của tiêu gia sẽ rất vững chắc. Nhưng mà dù sao thì càn khôn đại hoàn đan chưa luyện đến đại thành, sẽ không có hiệu quả lớn như linh dược. Nói cách khác, tiêu lão gia còn mấy năm tuổi thọ thì tiêu phàm không dám khẳng định. Dưới tình huống như thế, tiêu thiên càng sớm tiến vào thể chế càng tốt, thừa dịp tiêu lão gia khỏe mạnh, tiêu gia có thể dùng tài nguyên chính trị ưu tiên bảo hộ cho tiêu thiên trưởng thành. Nếu như trì hoãn thêm nữa thì không biết là tiếp theo sẽ có biến hóa gì. Nếu như hai anh em bọn họ, không có ai có thể kế thừa vinh quang vô tận của ông nội và cha trên chính đàn thì sợ rằng Tiêu Trạm sẽ buồn bực suốt cả đời. Cha là người trọng sĩ diện như thế, Tiêu Thiên lại có tướng mệnh vô cùng giàu sang như vậy mà không đi vào thể chế thì quá đáng tiếc. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 81, Viễn Đông chi hổ. Vẻ mặt Tiêu Thiên trở nên khổ sở, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, ấp úng nói. Anh à, anh biết tính cách của em mà nếu như em nghiêm túc đi lăn lộn trong thể chế thì không biết sẽ đắc tội bao nhiêu người tiêu phàm nói tiêu thiên em nghĩ sai rồi ai nói làm cán bộ thì phải ba phải nhất định phải ẩn giật không đấu tranh một người cán bộ tốt điểm quan trọng nhất chính là phải có nguyên tắc của mình nếu cứ bảo sao làm vậy nói như vẹt thì có thể làm nên đại sự gì chứ ví dụ như vậy nhiều lắm vua và quần thần đều có doanh chính lưu triệt lý thế dân triệu không giận chu nguyên chương, ai mà không có nguyên tắc của mình. Tiêu thiên liền cười, nói. Anh, những người anh nói đều là hoàng đế. Tiêu phàm nhàn nhạt nói, ngay từ đầu bọn họ cũng không phải là hoàng đế. Tiêu thiên cười nói. Anh, anh khoan hãy nói tiếp, những vị hoàng đế này, ngoại trừ tống thái tổ được công nhận là người phúc hậu ra thì những người khác, người sau ra mặt càng dày hơn người trước. Nói đến lưu triệt, Lúc ông ta 7 tuổi không mặt dày nói với trưởng công chúa câu, Kim Ốc Tàng Kiều thì e rằng trong lịch sử cũng không có Hán Vũ Đế rồi. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, nói: "Tiêu Thiên à, không phải như vậy đâu, Lưu Triệt có tướng mệnh thiên tử, bất kể ông ta có Kim Ốc Tàng Kiều hay không thì Hán Vũ Đế vẫn sẽ là ông ta, không thể nào là người khác được. Hoặc nói Trần A Kiều đã định trước có tướng mệnh hoàng hậu, cuối cùng bà ấy cũng sẽ gả cho Lưu Triệt." Tiêu Thiên cười nói: "Anh à, chuyện này không có căn cứ khoa học gì cả, lời này của anh có chút quan niệm về số mệnh rồi. Tiêu Phàm cười một tiếng, nói. Có một số thứ, cho dù em có tin hay không thì nó vẫn tồn tại. Tiêu Thiên à, cuối cùng anh cho rằng em cần phải phát triển trong vòng thể chế. Tiêu gia của chúng ta không thể xuống dốc so với Uông gia được, Uông gia có Uông thuật đô, Tiêu gia cũng có Tiêu Thiên, em không hề kém hơn hắn ta. Ha ha, anh cũng đánh giá em cao như vậy sao? Uông Đại thật sự được công nhận là nhân vật kiệt xuất mới xuất hiện. Trên mặt tiêu thiên xuất hiện vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, không phải cậu khâm phục Uông Thuật Đô bao nhiêu mà mấu chốt là người ta ở trong vòng thể chế, quả thực có danh tiếng, nghe nói hắn sắp được làm thư ký huyện ủy. Loại con cháu thế gia xuất sắc như vậy, không phải ai cũng có thể so được, hơn nữa hiện tại tiêu nhị ca vẫn còn đang mang tiếng ăn chơi ở thủ đô. Tiêu thiên, anh vẫn kiên trì ý kiến đó, em hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Dạ, Tiêu Thiên gật đầu đáp ứng, chỉ có điều nhìn bộ dáng của cậu ta dường như cũng không nghe vào những lời anh hai mình nói. Đã quen với thói quần là áo lượt nhiều năm như vậy, bỗng nhiên phải đi lăn lộn trong thể chế, quả thực tạm thời không thể dễ dàng hạ quyết tâm được. Tân Lâm lặng lẽ không tiếng động đi vào, Tiêu Phàm nhìn cô một cái, Tân Lâm lạnh nhạt nói: "Đã tắm, lên giường." Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm. Tiêu Thiên nghe thế thì vã cả mồ hôi. Cậu thật sự không hiểu cô gái xinh đẹp này với anh hai có quan hệ gì. Nếu vị này thật sự là chị dâu tương lai thì lòng giả cô ấy thật sự quá rộng rãi rồi, còn đích thân đem tiểu tam đi tắm rửa sạch sẽ đặt lên giường chờ anh hai đến nữa chứ. Tân Lâm lại giống như không có việc gì, chậm rãi đi đến đứng bên cạnh Tiêu Phàm. Tiêu Thiên tỉ mỉ quan sát Tân Lâm mấy lần, vừa rồi cậu một lòng muốn nói chuyện với anh hai, còn chưa kịp nghiêm túc quan sát. Thoạt nhìn cô gái này thật sự là một vị đại mỹ nữ mặc dù không phải vô cùng tươi đẹp như Angelina nhưng cũng là mặt mày như họa, chính là mỹ nữ cổ điển phương đông điển hình, càng nhìn càng cảm thấy xinh đẹp. Mấu chốt Angelina là mỹ nữ da trắng, ở trong một đám cô gái mông cổ cực kỳ đặc biệt, tương đối dễ dàng hấp dẫn ánh mắt người khác. Hơn nữa trang phục của Tân Lâm quá đơn giản, quá bình thường, không giống cách ăn mặc vô cùng kiều diễm của nữ hoàng bóng đêm. Anh, nếu không thì em về trước, anh sớm đi nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Thiên đột nhiên cảm giác cả phòng Tổng thống đều tràn đầy một luồng không khí quái dị, có chút giống như ngồi trên đống lửa. Vào thời khắc tế nhị này, người làm đệ đệ như cậu thật sự phải tự giác một chút, không nên ở nơi này làm bóng đèn như vậy. Tiêu Phàm không có tiếp tục giữ Tiêu Thiên lại, mỉm cười gật đầu. Lúc Tiêu Thiên rời khỏi phòng Tổng thống thì có cảm giác sóng lưng có chút lạnh lẽo, đổ đầy mồ hôi lạnh. Cậu đột nhiên cảm thấy anh hai dường như trở nên xa lạ, đây chính là người anh mà cậu biết trước kia sao có công tuyệt thế, còn, còn ba p. Tiêu Thiên gắng sức lắc đầu một cái, tựa hồ như muốn đem tất cả những ý nghĩ vô cùng hoang đường kia vứt khỏi đầu óc. Tiêu Thiên vừa rời khỏi thì Tiêu Phàm lập tức lấy ra một bình bạch ngọc, đổ từ trong đó ra một viên đan dược màu đỏ sẫm, ngửa đầu nuốt xuống. Sau đó cậu ngồi xếp bằng ở phòng sách, thổ nạp vận khí, luyện hóa dược lực. Tân lặng lặng ngồi ở một bên, thân thể mềm mại tựa vào sofa, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi đến cực điểm hắc lân toàn thân trắng như tuyết nằm bên chân tiêu phàm mệt mỏi nhắm mắt không còn chút tinh thần phòng tổng thống trở nên vô cùng yên tĩnh cùng lúc đó biệt thự tây dao vẫn sáng đèn như trước tát bỉ nhĩ mắt xanh mũi cao chắp tay sau lưng bước thong thả trong phòng khách trên mặt tràn đầy vẻ lo âu sư phụ đang bế quan chữa thương thoạt nhìn tình tình không khả quan cho lắm một kích sau cùng kia thậm chí sư phụ không tiếc kích phát nguyên thần lực bổn mạng của mình lại nói tiếp đối thủ kia cũng thật giảo hoạt, cư nhiên lại có thể cấu kết với tử vi tiên sư, ngô thạc xương, diễn tuồng lừa gạt thầy trò bọn họ. Tử vi tiên sư cũng không phải người bình thường, sư phụ đấu pháp với hắn, giao thủ 7 lần đã hao tổn chân nguyên bổn mạng. Ai ngờ cuối cùng lại phát hiện ngô thạc xương lại là kế, thay mận đổi đào, đến khi phát hiện tình hình không bình thường thì thời gian đã vô cùng cấp bách. Bạch bào lão giả không tiếc hao tổn bổn nguyên, trong khoảng thời gian cực ngắn lần nữa tế chấn chi bảo, thực sự cũng là bất đắc dĩ phải làm như vậy mà thôi. Nếu không thì kế hoạch cất công chuẩn bị trong nhiều năm sẽ thất bại trong gang tắc, thay đổi dòng chảy. Cái tên đối thủ kia quả thật rất cao tay, vừa nghịch thiên cải mệnh, lại còn có thể bố trí trận pháp cường đại như vậy. Bạch bào lão giả vừa hao tổn chân nguyên, vừa lọt vào phản kích của pháp trận, tức khắc bị trọng thương nôn ra máu, có thể nói là gợi yêu ta ít địch một vạn tổn thương mình 8.000. Tát bỉ nhĩ cũng không thể nào biết được, sư phụ thật sự bị thương nặng đến mức nào, càng không biết phải bao lâu mới có thể khỏi hẳn xuất quan. Trong lúc này, chỉ có thể do hắn đến chủ trì đại cuộc. Lúc nửa đêm, một hồi tiếng động cơ ô tô vang từ xa đến gần, cuối cùng dừng ở ngoài cửa. Tát bị nhỉ tức khắc dừng bước, hai tay chắp sau lưng, nghiêm túc đứng ở phòng khách. Cửa biệt thự nhẹ nhàng bị đẩy ra, một người nam thanh niên khoảng ba mươi mấy tuổi mặc áo hàng hiệu Louis đẩy cửa bước vào, dừng phía trước tát bỉ nhỉ ba thước, cúi người chào thật sâu, thấp giọng nói. "Sư phụ, con đã trở về." "Ừ, tình huống thế nào?" Tát Bỉ Nhĩ uy nghiêm hỏi thăm. Hai anh em Tiêu gia vừa mới đánh người một trận ở quán Ba Tinh Ngữ. Người nam thanh niên nhanh miệng kể lại tình huống ở quán Ba Tinh Ngữ với Tát Bỉ Nhĩ. Hai hàng lông mày của Tát Bỉ Nhĩ chợt nâng lên, giật mình hỏi ngược lại. "Uông Phi bị Tiêu Phàm dùng một quyền đánh bay?" Người đàn ông trẻ tuổi kính cần đáp dạ sư phụ, con nhìn thấy tận mắt, tiêu phàm dường như tu luyện công phu ngoại môn cực kỳ bá đạo, hình như là trực đảo Hoàng Long của Đại Hồng Quyền. Hình như, con xác định là Đại Hồng Quyền, tát bỉ nhĩ nhìn chằm chằm hỏi một câu. Nam thanh niên cả kinh, lại cung kính khom lưng, nói. Đệ tử không dám khẳng định là Đại Hồng Quyền, hắn chỉ xuất một chiêu, chỉ có điều con khẳng định thứ hắn luyện là võ thuật ngoại môn trí cương trí mãnh nếu không thì Uông Phi sẽ không bại đến mức thảm hại như vậy tát bỉ nhĩ gật đầu một cái nói ừ tính tình uông phi lỗ mãng có thừa không đủ chín chắn luyện võ thuật cũng không chịu cực khổ lúc nào cũng chỉ lướt qua thích đi đường tắt mặc dù nói nhu có thể khắc cương nhưng đụng phải cao thủ chân chính thì chiêu thức tứ lạng bạc thiên cân của nó chả dùng được ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi bị người khác giáo huấn một chút cũng tốt để cho nó hiểu chút đạo lý tránh sau này nó ngay cả tính mạng cũng ném mất đúng vậy sư phụ khóe miệng nam thanh niên thoáng cong lên tựa hồ lời này rất hợp ý hắn uông phi bị người khác giáo huấn nhìn qua hắn rất vui vẻ cũng không biết là giữa uông phi và hắn có quan hệ gì vật kế tiếp việc này kết thúc thế nào nam thanh niên đáp sau khi tiêu phàm đánh bay uông phi thì liền dẫn cô gái người nga angelina đi đến mướn phòng ở phòng tổng thống của khách sạn thời đại lúc con rời đi thì bọn họ vẫn còn ở đó chưa đi hai hàng lông mày của tát bỉ nhĩ nhướng cao mang cô gái người nga đến mướn phòng ở khách sạn thời đại nam thanh niên gật đầu một cái trong mắt thoáng hiện lên một tia hâm mộ mỹ nữ nước nga tên angelina đó thật sự là một báu vật độc nhất vô nhị bất kể người đàn ông nào nhìn thấy báu vật quyệt thế như vậy cũng không nhịn được mà xoay chuyển tâm hồn tiêu phàm không phải là người học đạo sao nam thanh niên suy nghĩ một chút rồi lên tiếng sư phụ đạo giáo của trung thổ rất nhiều giáo phái cũng không cấm chuyện nam nữ rất nhiều danh sĩ đạo giáo thời xưa đều cưới vợ sinh con. Các thế hệ trương thiên sư của Long hồ Sơn đều là con cháu huyết mạch của sư tổ trương đạo lăng. Tát bỉ nhĩ khẽ vuốt cằm, người tu đạo cũng không kiêng kỵ cưới gả, ví như giáo phái ở chỗ hắn càng như vậy, bản thân tát bỉ nhĩ cũng không chỉ cưới một vợ. Nói như vậy, vị đại thiếu của tiêu gia này cũng là một tên háo sắc. 80% là như vậy. Nam thanh niên đáp, trong giọng nói mang theo sự hâm mộ và đố kỵ những người có quyền thế trong đảng nha nội của những quốc gia phương đông này thật sự là có diễm phúc. Thấy nam thanh niên mang bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi thì tát bỉ nhĩ, hư, một tiếng, trên mặt lộ vẻ không vui. Nam thanh niên liền vội vàng nói. Sư phụ, con cảm thấy người con gái nước Nga Angelina đó có lai lịch không đơn giản. Hả, cô ta có lai lịch gì? Nam thanh niên do dự nói. Việc này, con tạm thời không có chứng cứ xác thực, chỉ là con cảm thấy có lẽ cô ấy có quan hệ với Viễn Đông Chi Hổ. Viễn Đông Chi Hổ, con nói cái dòng họ hoàng tộc ái tân giác la mãn thanh đã suy vong kia sao? Tái Vũ. Đúng vậy, chính là hắn, từ sau khi liên minh tách ra, Tái Vũ đã rời khỏi KGB. Hiện tại, toàn bộ khu hắc ban ở Viễn Đông đều do một tay hắn thao túng. Dưới tay hắn, khống chế nhiều nhất chính là đủ loại mỹ nữ. Tát bỉ nhĩ khẽ mỉm cười, nói. Chuyện ngày ngược lại có chút ý tứ, con thuận tiện điều tra đi, có thể tra rõ thì tốt. Chỉ có điều con phải nhớ kỹ, việc cấp bách hiện tại chính là phải tìm ra người kia. Trước khi tổ sư ra bế quan đã nói rất rõ ràng, người nọ bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Con bắt tay điều tra ở phương diện này đi, nghìn vạn lần không thể chậm chế được. Người này là kẻ địch lớn nhất với chúng ta, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt hắn. Chờ đến khi hắn khôi phục lại thì sợ rằng không dễ dàng đối phó như vậy. Giả dạ, sư phụ, chương 82, người phụ nữ của tôi. Ngày thứ hai, đến lúc mặt trời lên cao thì Angelina mới ung dung tỉnh dậy, duỗi thân mình vô cùng thoải mái. Nói thật đã rất lâu rồi cô chưa từng được ngủ yên ổn như thế, cảm giác thật là thoải mái. Chỉ có điều loại mãn nguyện này chỉ thoáng một cái rồi biến mất, ngay sau đó Angelina liền khôi phục sự cảnh giác. Trong phòng có người, Angelina tựa như là phản xạ có điều kiện vậy, kéo chăn lụa màu hồng lên che kín lồng ngực của mình. Dựa vào cảm giác thì cô cũng biết bây giờ cô đang trần trụi. Loại chăn bằng tơ lụa chỉ duy nhất đất nước phương đông này mới có, cộng thêm sự ma sát vào da thịt TA ớ huyền ITA Upsilon OIG của mình khiến cô gần như có phản ứng sinh lý. Tiêu phàm mặc đồ ngủ tơ lụa màu trắng, ngồi trước cửa sổ uống trà nóng. Thức dậy rồi sao? Tiêu phàm nhìn sang, mỉm cười hỏi, nụ cười vô cùng dịu dàng, giọng nói cũng rất dịu dàng. Angelina kéo chăn mềm che kín cẩn thận, cả thân thể cuộn tròn. Chăn mềm bằng tơ lụa mềm mại đem vóc người yểu điệu của cô hoàn toàn phát họa ra, vô cùng duyên dáng. Dáng người cô từ trước ra sau vô cùng đầy đặn, cũng được xem là mỹ nữ hấp dẫn đàn ông nhất thế giới. Bất luận là mặc quần áo hay không mặc quần áo thì Angelina đều tuyệt đối không hổ là báu vật độc nhất vô nhị. Anh, tôi, nơi này là nơi nào? Thoáng bất ngờ, Angelina dùng tiếng Trung Quốc không rõ ràng cho lắm hỏi, trong giọng nói tràn đầy sự nghi ngờ. đêm qua rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không? tại sao cô một chút cũng không nhớ? trí nhớ của cô chỉ dừng lại sau khi cô từ trong phòng tắm của phòng tổng thống này đi ra. sau đó cô hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra cả. chỉ có điều nhìn thấy tiêu phàm ngồi ngay ngắn ở trước của sổ trong phòng ngủ thì Angelina đã có thể đoán ra được những chuyện đã xảy ra tiếp theo vào đêm hôm qua. vừa nghĩ đến điểm này thì Angelina lén đưa tay thăm dò vào chỗ giữa hai chân mình. Cô thoáng khẳng định, hình như đã xảy ra chuyện gì đó, lại giống như không thể nào khẳng định được. Angelina rất nghi ngờ, vì sao bản thân mình vừa mới lên giường thì liền ngủ th iota ép đi. Trước đây chưa từng phát sinh chuyện như vậy, nhất là khi cô vừa bị một người đàn ông hoàn toàn xa lạ mang vào phòng ngủ thì làm sao có thể vừa lên giường liền ngủ được chứ. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Nhưng mà Angelina có chút không hiểu, rốt cuộc vấn đề ở nơi nào. Chẳng lẽ người đàn ông này không thích phụ nữ phối hợp với hắn, mà thích một mình hoàn thành tất cả mọi thứ? Bản thân mình nhất định sẽ phối hợp với hắn, bất kể là hắn đưa ra yêu cầu kỳ lạ thế nào thì cô nhất định sẽ phối hợp với hắn. Điểm này là chắc chắn không thể nghi ngờ gì. Lúc Angelina không nói tiếng nào đã đi theo Tiêu Phàm rời đi thì cô cũng đã sớm dự liệu được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Không có người đàn ông nào dẫn cô đến phòng tổng thống xa hoa của khách sạn mà mục đích lại là cùng cô nói chuyện phiếm cả. Thật ra thì tối hôm qua, lúc cô nhìn thấy tiêu phàm ra sân, chính mắt thấy tiêu phàm dùng một quyền giải quyết tất cả vấn đề thì trong lòng Angelina lập tức xuất hiện hứng thú giạt rào với tiêu phàm. Angelina gặp qua không ít người đàn ông lợi hại như vậy, nào là gờ yêu ta ít người không chớp mắt, ăn thịt người không nhả xương, những người đàn ông kia được khắc họa rất chân thật. Nhưng người giống như tiêu phàm vậy, cô thật sự nhìn thấy lần đầu tiên. Người đàn ông này thoạt nhìn ôn hòa nhã nhặn như thế, nụ cười rất dịu dàng, giọng nói cũng rất dịu dàng, thậm chí còn mang theo một chút vẻ bệnh tật. Mã ngoài không hề cường tráng, thật sự giống như những thư sinh nho nhã trong phim ảnh võ hiệp thịnh hành toàn thế giới ở đất nước bọn họ vậy, trên người mang theo tuyệt kỹ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì liền khiến cho toàn trường cây ết yêu ta ép sợ. Thời thơ ấu, Angelina xem qua không ít phim võ hiệp điện ảnh của Trung Hoa, đối với những cao thủ nho sinh như vậy đặc biệt say mê. Tối hôm qua, lúc cô đi theo tiêu phàm đến nơi này, thậm chí trong đầu cô còn tưởng tượng ra cảnh người đàn ông nhã nhận lịch sự này ở trên giường sẽ có loại biểu hiện khiến người khác kinh diễm nào. Có khi nào sẽ khiến cho bản thân cô không xuống giường nổi không? Nhưng bây giờ, ngay cả tiêu phàm lên giường như thế nào cô cũng không biết, thậm chí cô cũng không dám khẳng định rốt cuộc tiêu phàm có lên giường của cô không. Trong chốc lát, trong đầu Angelina dường như hiện lên vô số khả năng. Đối với suy nghĩ trong lòng Angelina, tiêu phàm giường như không hề để ý mỉm cười nói đi rửa mặt một chút đi sau đó cùng ăn điểm tâm hả được cuối cùng angelina cũng khôi phục suy nghĩ bình thường người thanh niên nhã nhận lịch sự trước mắt này là một thành viên trong giai cấp đặc biệt ở quốc gia này ở chỗ này hắn là người quyết định tất cả mọi việc thậm chí bao gồm cả vận mạng của mình angelina bước xuống giường cái gì cũng không mặc cứ như vậy mà đem vóc người mê hoặc như yêu tinh bày ra trước mắt Tiêu Phàm. Dưới ánh đèn êm dịu, Angelina vô cùng xinh đẹp tựa như một ma nữ chuyên câu hồn đoạt phách trong truyền thuyết phương Tây. Tiêu Phàm cũng không hề thu hồi ánh mắt của mình, mỉm cười quan sát thân hình tuyệt vời của cô. Angelina đỏ mặt, vội vàng nghiêng người mở tủ quần áo bên cạnh, lấy ra một chiếc áo ngủ bằng tơ lụa màu hồng, mặc lên người, quay sang Tiêu Phàm cười thẹn thùng một tiếng rồi vội vàng chạy vào phòng tắm. Nhưng mà trước khi vào phòng tắm, Angelina liếc mắt nhìn chiếc giường cung đình to lớn kia, cái gối bên cạnh cô rõ ràng có dấu hiệu bị đè áp. Vừa rồi lúc nằm dưới chăn, Angelina có sờ soảng vị trí bên cạnh mình, chăn vẫn còn rất ấm áp, chứng minh tối hôm qua có người ngủ chung với cô. Rốt cuộc Angelina cũng yên lòng. Không nghi ngờ chút nào, cái người ngủ cạnh cô chỉ có thể là tiêu phàm, không thể là người nào khác. Không có người đàn ông nào có thể chấp nhận đem người phụ nữ mình, thắng, trở về, chắp hai tay tặng cho người đang ông khác cả. Tiêu phàm càng không phải là loại người như vậy. Angelina chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn là có thể đoán được, người đàn ông phương đông bề ngoài nhã nhận lịch sự này, trong xương cốt hắn tuyệt đối là tính cách mạnh mẽ cứng rắn. Angelina biết rất rõ, tiêu phàm có thể luyện thành võ thuật cao minh như vậy, nhất định đã chịu đựng quá trình khổ luyện khó có thể tưởng tượng được. Quá trình này, có rất ít người có thể kiên trì nổi, phàm người nào có thể kiên trì nổi, đều là người có tính cách cực kỳ cứng cỏi. Quốc gia phương Đông có câu châm ngôn, người có thể chịu được cực khổ, mới có thể trên vạn người. Không có thành công nào là dễ dàng cả. Thậm chí ngay cả thế hệ thứ hai nhà làm quan và thế hệ thứ hai nhà hào phú, có thể quyền thế huân thiên, có thể mùi tiền bức người, nhưng đó là số tốt, thành công hơn phân nửa là nhờ vào quan hệ. Chỉ cần có thể khẳng định, tối hôm qua người ngủ cùng mình trên một cái giường là tiêu phàm thì Angelina có thể yên tâm rồi, ở một đất nước phương Đông thần bí khó lường này, cô rốt cuộc cũng thành công bước bước đầu tiên ra xã hội thượng lưu rồi. Có lẽ Tiêu Phàm chỉ vui đùa một chút mà thôi, sẽ không bỏ ra tình cảm thật sự với cô, sau khi chơi đùa thỏa thích thì đá ra xa, nhưng đối với Angelina mà nói, việc này chút quan hệ cũng không có. Mục đích cô đến quốc qua này tuyệt đối không phải là vì lấy chồng. Cái cô cần chỉ là một giấy thông hành đi vào xã hội thượng lưu cùng một thiếu gia của hào môn thế gia như tiêu phàm trải qua tình một đêm hơn nữa những con em thế gia khác đều tận mắt nhìn thấy đây chính là giấy thông hành tốt nhất chứng minh từ đó về sau angelina có tư cách qua lại bình đẳng với những con em thế gia khác angelina rất hiểu tâm tư của đàn ông phụ nữ mà tiêu phàm từng ngủ qua một cái định nữ như vậy đối với những con em thế gia khác tuyệt đối không hề có ý nghĩa bẩn thỉu khác mà là có tư cách khoe khoang càng ký bản quyền tê ý bản quyền lòng ham muốn chinh phục của những người đàn ông khác. Cái gọi là gái hồng lâu chính là quyết định ở chỗ này. Trở thành một gái hồng lâu nhất đẳng ở xã hội thượng lưu của quốc gia này mới là mục đích thật sự của Angelina. Lúc Angelina từ trong phòng tắm đi ra thì tiêu phàm đã rời khỏi phòng ngủ. Trên mặt bàn còn để lại nửa tách trà nóng tỏa ra hương thơm lượn lờ. Angelina ở trong phòng ngủ thay quần áo xong, lại trang điểm qua loa một chút đã lập tức trở thành nữ hoàng bóng đêm của quán ba tinh ngữ xinh đẹp hào quang bắn ra bốn phía tối hôm qua angelina bước ra phòng ngủ cô tự cảm thấy rất hài lòng tiêu phàm đã ngồi ở đầu bên kia của bàn ăn chờ cô nhưng mà angelina lại cảm thấy ý nghĩ bản thân mình tốt đẹp trong nháy mắt biến mất không còn một móng bởi vì cô lại thấy được tân lâm tân lâm vẫn ăn diện quần áo vô cùng bình thường yên lặng đứng sau lưng tiêu phàm không nói câu nào ánh mắt nhìn về phía Angelina vẫn giống hệt như tối hôm qua, lạnh nhạt đến mức khiến cho người ta không thể đoán được rốt cuộc trong đầu cô ấy đang suy nghĩ cái gì. Angelina rất sợ Tân Lâm, nỗi sợ hãi phát ra từ tận sâu trong nội tâm. Mới nhìn qua, người Mỹ nữ phương Đông này còn mảnh mai hơn cả cô, nhưng Angelina rõ ràng cảm nhận được một cổ khí tức đáng sợ trên người cô ta, thật giống như lúc cô đối mặt với ông chủ lớn trước đây vậy. Ông chủ lớn cũng là người phương Đông, nho nhã, lễ độ, lịch thiệp, nhưng Angelina rất rõ một điều nếu cô dám cái lại quyết định của ông chủ lớn thì ông ấy sẽ không do dự mà gợi yêu ta chết cô, thậm chí bao gồm cả người nhà của cô. Ở trên người tân lâm, Angelina cảm nhận được khí tức giống như vậy. Angelina cúi thấp đầu, chậm rãi đi tới. Ngồi đi, tiêu phàm dịu dàng chào hỏi. Trên bàn cơm, bữa sáng kiểu Nga được bày biện tinh tế. Phục vụ của phòng tổng thống thật sự quá mức tỉ mỉ, có cả một nhóm phục vụ, bao gồm đầu bếp, chuyên phục vụ cho khách ở phòng tổng thống. Angelina theo lời ngồi đối diện với tiêu phàm. Trước tiên ăn chút gì đi, sau đó chúng ta trò chuyện tiếp. Angelina cúi đầu đáp ứng một tiếng, bắt đầu yên lặng ăn điểm tâm, bộ dáng vô cùng đẹp mắt. Từ nhỏ, Angelina đã được huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc. Lễ nghi dùng cơm, lễ nghi xã giao chính là trọng điểm huấn luyện. Nhà tâm lý học từng nói rất rõ ràng, càng là thuộc nữ thì càng có thể ký bản quyền tê ý bản quyền ham muốn chiếm đoạt của đàn ông. Angelina ăn không nhiều, rất nhanh đã để dao nĩa xuống, đôi mắt màu xanh ra trời chuyên chú nhìn tiêu phàm. Tiêu phàm mỉm cười nói. Angelina, bây giờ cô có hai lựa chọn, thứ nhất chính là tiếp tục làm ở quán ba tinh nữ, thứ hai là tôi sẽ nuôi cô. Cô tự lựa chọn đi. Angelina suy nghĩ một chút, vô cùng thận trọng nói. Tôi muốn quay về làm ở quán ba nơi đó náo nhiệt hơn nhiều, sẽ không quá hưu quạnh. Được, tôi tôn trọng lựa chọn của cô, thế nhưng trong vòng một năm, không có sự đồng ý của tôi, cô không được tiếp xúc trên thân thể với người đàn ông khác, trừ khi cô rời khỏi nước này. Cho dù câu nói này không có lý lẽ, nhưng từ trong miệng tiêu phàm nói ra lại vô cùng dịu dàng, tựa hồ như tất cả đều là chuyện đơn nhiên, không hề có bất cứ lời giải thích nào. Vâng, Angelina không cần suy nghĩ lập tức đáp ứng, Đôi mắt xanh biếc như đá quý nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó thu hồi ánh mắt thật nhanh. Cô thực sự rất tò mò, giữa Tiêu Phàm và mỹ nữ Phương Đông Băng Giá bên cạnh hắn là dạng quan hệ gì? Nhưng cô không dám hỏi, ngay cả một chữ cũng không dám nhiều lời. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, tựa hồ rất hài lòng biểu hiện của cô, chậm rãi bưng chén trà lên. Chương 83: Tiêu lão gia bình phục. Tiêu Phàm tiếp tục ở thủ đô đợi 7 ngày. Bảy ngày này đề tài mà các hào môn thế gia ở thủ đô bàn luận nhiều nhất chính là chuyện bệnh tình của tiêu lão gia đã được khống chế rất tốt, đang dần dần chuyển biến tốt. Đối với rất nhiều nhân vật chính trị mà nói, đây thật sự là một tin tức trọng đại. Không cần nói cũng biết lực ảnh hưởng của ông cụ ở trong giới chính trị lớn thế nào rồi. Tình trạng sức khỏe của ông khỏe mạnh thế nào thực sự tác động đến quá nhiều người có thần kinh nhạy cảm. Trước khi tiêu phàm rời khỏi thủ đô đã đi một chuyến đến bệnh viện, Bảy ngày ngày, cậu đều sống trong mật thất dưới lòng đất của chỉ thủy quan, gắng sức tĩnh dưỡng. Tiêu Phàm tin tưởng rằng lực phản kích của Hỗn Độn Luân Hồi Đại Trận, cộng thêm với sự yểm trợ của Angelina, cậu muốn tranh thủ hòa hoãn thêm 7 ngày cũng không quá khó khăn. Một quyền kinh thiên ở quán Ba Tinh Ngữ trước đó gần như đã khiến cậu tiêu tốn chút ít chân nguyên còn sót lại. Sau khi thỏa thuận điều kiện với Angelina xong thì Tiêu Phàm lập tức quay về chỉ thủy quan. Cậu đã rất khó khăn ngăn chặn thương thế của mình, nếu như cứ tiếp tục kiên trì nữa thì bất cứ lúc nào cậu cũng có thể bị bại lộ. 7 ngày đương nhiên không đủ cho thân thể tiêu phàm hồi phục lại như lúc ban đầu, nhiều nhất là có thể khiến cậu miễn cưỡng tạm thời áp chế thương thế của mình, có thể hoạt động giống như người bình thường. Có thể làm được việc này cũng đã vô cùng giỏi rồi nếu như không phải tiêu phàm đã tu luyện hạo nhiên chính khí đến cảnh giới cao thì sợ rằng một kích kia của bạch bào lão nhân cộng thêm lực thiên địa phản hệ cực kỳ khủng bố kia cũng đủ cho cậu bỏ mạng ngay tại chỗ. Tiêu phàm vừa mới đi vào cửa liền nghe bên trong phòng bệnh truyền ra vô số tiếng cười vui sướng. Bệnh tình ông cụ chuyển biến tốt, người tới thăm ông cũng nhiều hơn. Lúc này trong phòng bệnh của ông cụ có rất nhiều khách quý, mấy người con gái con rể của ông cụ cũng chính là cô dượng của tiêu phàm. Bọn họ đang vây quanh ông cụ nói chuyện phiếm. Ông cụ cũng không có ngồi ở trên giường bệnh, mà ngồi trên ghế salon. Mặc dù trên người vẫn mặc trang phục bệnh nhân như trước, nhưng tinh thần đã tốt hơn lên rất nhiều, trên gương mặt gầy khô cũng thoáng xuất hiện hồng quang. Ngồi ở bên cạnh ông cụ còn có một người đàn ông trung niên tuổi gần 60, gương mặt lỗ tai rất to, rất có uy nghiêm. Người đàn ông này tên là Diệp Khí Vân, là một cán bộ nhà nước do một tay ông cụ cất nhắc lên hiện tại đang đảm nhiệm chức vụ bí thư ở một tỉnh ủy nào đó, là người quyền cao chức trọng ở trong đảng phái của Tiêu gia, rất có lực ảnh hưởng, rất được ông cụ xem trọng. trong đảng phái có rất nhiều hạng mục công việc quan trọng, bình thường Tiêu Trạm luôn muốn hỏi ý kiến của Diệp Khí Vân. trước đây không lâu đã truyền ra tin đồn, nói rằng đến phiên họp tiếp theo của quốc hội, Diệp Khí Vân mới có thể tiến thêm một bước, bước lên hàng ngũ quyết định sách lược tối cao. Tiêu Phàm vừa xuất hiện, tiếng cười nói vui vẻ chợt ngừng lại mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cậu, trên mặt vài vị trưởng bối đều lộ ra vẻ khó xử. Nguyên nhân là vì, sở thích cùng đơn vị công tác hiện tại của vị trưởng tôn của tiêu lão gia đều không thể nói với người ngoài được. Lúc các vị trưởng bối của tiêu gia trò chuyện với người ngoài cũng rất ít khi nhắc tới tiêu phàm, giữ kín như bưng. Ngược lại các vị trưởng bối thỉnh thoảng còn đề cập đến tiêu thiên, tiêu thiên ăn chơi quần là áo lượt, nhưng hiện tại thiếu gia ăn chơi chắc tác ở thủ đô này cũng không chỉ có mình tiêu thiên duy chỉ có tiêu phàm là độc nhất vô nhị, còn em thế ra ở thủ đô học đạo chỉ có một mình tiêu phàm, không hề có một dấu chấm phẩy nào. Lúc này tiêu phàm xuất hiện thì mấy vị trưởng bối đều có chút ngượng ngùng trước mặt Diệp Khí Vân. Tiểu phàm tới rồi sao? Đến đây con! Không ngờ tiêu lão ra lại hết sức yêu quý đứa cháu này, vừa nhìn thấy tiêu phàm thì trên mặt tức khắc mỉm cười, vẫy vẫy tay với tiêu phàm. Ông nội! Tiêu phàm không nhanh không chậm đi tới, mỉm cười chào hỏi ông nội, lại chào hỏi mấy vị trưởng bối có mặt ở đây. Vừa nhìn thấy sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng tái nhợt thì trong lòng ông cụ đều trầm xuống, nhưng lại không tiện hỏi thăm trước mặt mọi người, chỉ có thể vỗ vỗ xuống ghế sofa bên cạnh mình, nói: "Tiểu Phàm đến đây, ngồi xuống đi, không nên đứng quá cực khổ." Mấy vị cô dưỡng của Tiêu Phàm tức khắc vô cùng kinh hãi. Ông cụ lại thế nào nữa rồi? Sao đột nhiên thái độ của ông đối với Tiêu Phàm lại có sự thay đổi khổng lồ như vậy? Trước đó ông cụ vẫn chưa bao giờ có bất kỳ lời nào nói nặng nhẹ nào với Tiêu Phàm, nhưng mà thỉnh thoảng cũng biểu lộ vẻ thương tiếc. Nói Tiêu Phàm vốn là hy vọng của Tiêu gia, chỉ tiếc hứng thú của cậu lại không đặt ở chính trị. Hiện tại, ông cụ đối với Tiêu Phàm quả thực chính là yêu thích có thừa. Ông cụ ngồi một mình trên ghế salon dài, tất cả mọi người bao gồm cả Diệp Khí Vân và Tiêu Trạm cũng không ngồi cùng với ông cụ, dĩ nhiên là để chứng tỏ sự kính trọng đối với ông cụ nhưng ông cụ lại không chút do dự đem sự vinh hạnh được ngồi cùng mình đưa cho tiêu phàm. Đặc biệt là chính là lời nói quan tâm tiêu phàm của ông cụ, khiến cho người ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Tiêu phàm trẻ tuổi như vậy, nhiều nhất cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, đứng nói chuyện với bậc trưởng bối là chuyện đương nhiên, thế nhưng câu quá cực khổ là thế nào? Quả thực sắc mặt của tiêu phàm rất nhợt nhạt, nhưng bộ dáng của cậu ấy trước giờ vẫn luôn như vậy mà. Việc ông cụ quá, cưng chiều, thật sự chính là nguyên nhân nhưng tiêu phàm lại không hề có chút khiêm nhường, mỉm cười đi tới, thản nhiên ngồi bên bên cạnh ông cụ. Có một số trưởng bối âm thầm nhướng mày, nếu như nói trước đó tiêu phàm còn có một chút, chỗ đáng khen, như nhã nhận lịch sự, khiêm tốn cẩn thận thì hiện tại ngay cả một điểm cũng không còn, quả thực có chút quá phận rồi. Tiêu phàm quan sát tỉ mỉ tướng mạo ông nội, âm thầm thở phào một cái. Đuôi chân mày tuyết trắng của ông nội lại lần nữa thẳng tắp, đường hoàng vân vắt ngang miệng chỗ ấn đường đã biến mất ấn đường sáng sủa khí tức tử vong hiện ra trước đó vài ngày biến mất hầu như không còn dấu hiệu tuổi thọ đã tận đã biến mất tiêu phàm lại không lộ dấu vết nắm lấy bàn tay gầy khô của ông nội nhẹ nhàng xem xét mạch tượng của ông nội mạch tượng vững vàng có lực theo lý thuyết y học mà nói thì nguồn sinh mạng của ông nội lại lần nữa trở nên dồi dào đối với hành động lén lút không muốn cho người khác biết của đứa cháu trai này ông cụ hiển nhiên đã nhận ra, hơi dùng sức cầm lấy bàn tay của tiêu phàm. Khí Vân à, cảm ơn cậu đến thăm ta. Trong khoảng thời gian này, mọi nghiệp vụ đều làm rất khá, giải phóng đã báo cáo qua với ta. Ta thật sự rất vui, cũng rất hài lòng. Bất kể là lúc nào, nhất định phải đặt công việc lên vị trí thứ nhất. Ông cụ chậm rãi nói, thân thể hơi ngã về sau, dựa vào ghế sofa. Diệp Khí Vân cũng biết đây chính là ông cụ ra lệnh, tiến khách, tiêu phàm vừa đến thì ông cụ liền ra lệnh tiến khách, thoạt nhìn cũng có vài phần trùng hợp, chỉ có điều Diệp Khí Vân cũng không giống với người bình thường, ông sẽ không nhàn chán suy đoán nguyên nhân làm gì. Cho dù thế nào thì ông cụ vẫn còn ở trong bệnh viện, hôm nay bọn họ đã trò chuyện gần 40 phút, đáng lẽ ông không nên tiếp tục quấy dậy ông cụ nghỉ ngơi mới phải. Sau đó Diệp Khí Vân nói mấy câu, lập tức đứng dậy xin từ biệt. Tiêu trạm cùng mấy vị trưởng bối khác của tiêu gia cũng đích thân tiến ra cửa, vẫy tay chào tạm biệt với Diệp Khí Vân. Được rồi, các anh chỉ cũng trở về đi, ta có chút mệt mỏi. Diệp Khí Vân vừa đi, ông cụ đã quay sang hạ lệnh tiến khách với con gái con dễ, đối với người trong nhà, đương nhiên ông cụ sẽ không chú ý nhiều như vậy, không cần phải quanh co lòng vòng làm gì. Tuy rằng con gái con rể ông cụ tràn đầy nghi ngờ, nhưng cũng không dám làm trái lời căn dặn của cha, tất cả đều dối giết chào ông cụ trong ánh mắt nhìn về phía tiêu phàm không khỏi sinh ra vào điểm khác thường. Tiêu phàm đi cùng với cha, lần nữa đưa đến ngoài cửa. Lễ tiết này nhất định phải có. Trong phòng bệnh nhất thời trở nên yên tĩnh lại, tiêu chạm không kềm được đưa mắt quan sát tiêu phàm, ánh mắt trở nên hết sức kỳ lạ. Tiêu phàm lại có thể thực sự chữa khỏi bệnh của ông cụ. Từ 7 ngày trước. Sau khi ông cụ uống dung dịch màu đỏ sậm giống như keo dán do lục cô đưa tới kia thì bệnh tình càng ngày càng chuyển biến tốt hơn, tốc độ khỏi bệnh lại càng nhanh hơn, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Phó viện trưởng Ninh Đích Thân ra trận, làm kiểm tra cặn kẽ thân thể của ông cụ, xác định ông cụ đang khỏi bệnh, ông ta không kềm được mà tấm tắc không ngớt, lúc nào cũng nói là kỳ tích. Phó viện trưởng Ninh là người có uy tín trong giới y học, theo góc nhìn của y học mà nói thì mấy ngày trước đó, tiêu lão ra quả thực đã bệnh nguy kịch không có phương pháp xoay chuyển nữa rồi. Điểm này là thực sự không thể nghi ngờ tất cả mọi thứ phát sinh trên người ông cụ, ngoại trừ hai chữ, kỳ tích, thì Phó Viện Trưởng Ninh cũng không biết phải miêu tả như thế nào. Đương nhiên trên thế giới này bất cứ phương diện gì đều có thể phát sinh kỳ tích, mà ở mặt y học lại càng như thế, tỷ lệ xuất hiện kỳ tích cũng cao hơn những nơi khác. Ngoài sự cảm thán thì Phó Viện Trưởng Ninh càng cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng. Bỏ qua quan hệ cá nhân thám thiết với tiêu trạm thì việc tiêu lão gia bình phục đối với người ngoài mà nói, đoàn chữa trị sẽ đem công lao, này quy kết trên người trưởng tổ chuyên gia điều trị là ông. Cái ông cụ quan tâm cũng không phải là việc này, ông đã quan sát Tiêu Phàm rất kỹ càng, chân mày tuyết trắng dần dần nhướng lên, chậm rãi hỏi. "Tiểu Phàm, vì cơn bệnh này của ông nội, rốt cuộc con đã trả giá bao nhiêu?" Nhìn từ bên ngoài, ngoại trừ sắc mặt càng tái nhợt hơn mấy phần thì Tiêu Phàm cũng không khác Tiêu Phàm ôn hòa thường ngày bao nhiêu. Nhưng ông cụ lại có thể cảm giác được rất rõ ràng, hơi thở của Tiêu Phàm vô cùng suy yếu. Ông cụ chính là chủ tướng chiến đấu hơn trăm trận, giác quan thứ sáu của ông lúc bao giờ cũng vô cùng nhạy bén. Huống chi tiêu phàm và ông là ông cháu ruột thịt, huyết mạch tương liên. Sắc mặt tiêu trạm cũng trở nên nghiêm túc, vùng giữa đôi lông mày mơ hồ cũng lộ ra vẻ lo lắng. Tiêu phàm khẽ lắc đầu, mỉm cười nói. Ông nội đừng lo lắng, vốn việc luyện chế càn khôn đại hoàn đan tổn hao khá nhiều tinh thần. Còn nghỉ ngơi một đoạn thời gian sẽ tốt lên thôi chuyện này chỉ có thể tự mình tiêu phàm đi giải quyết người khác đều không thể nào làm gì được cũng không cần phải giải thích cặn kẽ làm gì tránh cho ông nội và cha lo lắng thực sự không có chuyện gì sao tiêu chạm nhịn không được mà truy hỏi một câu vẻ lo âu trên mặt càng thêm sâu đậm dù sao tiêu phàm cũng là con trai ruột của ông bất luận thế nào cũng không thay đổi được điều này sẽ không có người cha nào thật sự có thể thờ ơ không quan tâm tình huống con mình cả chỉ là rất lâu rồi ông phải đem loại lo lắng này trôn chặt dưới đáy lòng không thể biểu lộ ra cha à cha yên tâm đi không có việc gì đâu tiêu phàm ưỡn ngực mỉm cười đáp điềm xấu trên mặt tiêu phàm cũng đã biến mất không thấy đâu rồi cậu cực nhọc một phen cuối cùng cũng không uổng phí sau khi tiêu phàm thấy được kết quả này thì cậu cũng yên tâm hơn về phần tất cả những chuyện kế tiếp tất cả đều phải do chính cậu đi đối mặt tiểu phàm à con khẳng định sư phụ của con vẫn còn sao ông cụ đột nhiên hỏi một câu như vậy dạ tuy rằng con không biết sư phụ đã đi đến nơi nào nhưng chắc chắn người vẫn còn sống trên đời tiêu phàm trịnh trọng đáp vậy con phải mau chóng nghĩ biện pháp liên lạc với sư phụ của con ông thật sự có chút không yên lòng ánh mắt của ông cụ vẫn luôn dừng trên mặt tiêu phàm chưa từng rời đi trong lòng ông cụ hiểu rất rõ cái thế giới kia của tiêu phàm ông thật sự không thể bước vào nhưng ông càng không hy vọng cháu trai của mình xảy ra chuyện gì biết đâu chỉ thủy chân nhân có thể giải quyết khó khăn của tiêu phàm. Dạ, ông nội, con sẽ cố gắng liên lạc với sư phụ. Tiêu phàm rất nghiêm túc gật đầu một cái. chương 84, Đại Tông Đỉnh Đông Nhạc Thái Sơn. Tiêu phàm và Tân Lâm chậm rãi đi trên 38 bậc thang bằng đá chật hẹp. Tân Lâm vẫn khí định thần nhàn, nhưng trên thái dương của tiêu phàm mơ hồ đã đổ mồ hôi hột. Tuy ngoài miệng Tân Lâm không nói nhưng trong lòng vô cùng căng thẳng leo núi lại có thể khiến cho tiêu phàm mệt nhọc như vậy, xem ra tình trạng thương thế của tiêu phàm còn nặng hơn so với tưởng tượng của Tân Lâm. Lúc trước khi tiêu phàm quyết định lấy thân ứng kiếp, vì tiêu lão ra nghịch thiên cải mệnh thì Tân Lâm bất đắc dĩ phải cất đi một số ảo tưởng trong lòng, một lòng hy vọng kết quả không quá nghiêm trọng. Dù sao thì Tân Lâm không phải là đệ tử của vô cực môn, đối với tướng mệnh học này lại chưa từng nghiên cứu qua, cũng không thể hiểu được cái lực trời phạt này thực sự là thế nào. Thế nhưng ba năm qua, Tiêu Phàm vẫn luôn tính toán chính xác không hề bỏ sót bất cứ việc gì, khiến cho Tân Lâm mù quáng tin tưởng, bất kể là tình thế nghiêm trọng dường nào thì Tiêu Phàm nhất định có thể ứng phó được. Khi một người phụ nữ tin tưởng một người đàn ông thì đều có tâm tình tương tự. Nhưng mà tình hình thực tế lại vô cùng nghiêm trọng, nằm ngoài dự đoán của Tân Lâm. Sớm biết như vậy thì bọn họ nên ngồi xe lên núi. Lấy tư cách là phong cảnh đồi núi xuất hiện sớm nhất của quốc gia ta, nên tuyến đường của Đăng Thái Sơn không chỉ có một, từ lâu đã được xây dựng tu bổ thành quốc lộ phục vụ việc giao thông buôn bán. Nếu không thì ngồi kiệu đi. Mắt thấy tiêu phàm dừng lại, tựa vào tảng đá ven đường nghỉ chân, thở hồn hển thì rốt cuộc tân lâm cũng không nhịn được khẽ nói. Muốn đi bộ leo lên núi thì có người cung cấp dịch vụ ngồi kiệu lên núi, đương nhiên thu phí không hề rẻ. Có một số khách du lịch lúc nào cũng lạc quan một cách mù quán, đánh giá rất cao thể lực của mình, lựa chọn đi bộ lên đỉnh núi nhưng đi chưa tới phân nửa đã mệt mỏi muốn nằm rồi. Chỉ vẻn vẹn 38 bậc thang cũng đủ đánh gục tứ chi của rất nhiều khách du lịch. Vì thế nên dịch ngồi kiệu lên núi cũng đúng dịp soát hiện. Đây là một nghề nghiệp rất cực khổ, nhưng cũng có rất nhiều người làm, chỉ cần có thể kiếm được tiền nuôi sống gia đình qua ngày là được. Rất nhiều người đàn ông vạm vỡ đều tình nguyện làm công việc vất vả này. Tiêu phàm mỉm cười phất tay, nói. Không sao đâu, cứ đi từ từ, Thuận tiện ngắm phong cảnh dọc đường cũng rất tốt, có thể khiến cho tâm thần sảng khoái." Tân Lâm nhàn nhạt nói. Anh vui vẻ thoải mái. Cô ở chỗ này lo lắng đến đau đớn tâm can. Tiêu Phàm liền cười, vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Tân Lâm, sóng mắt dịu dàng như nước. Hai hàm răng trắng tinh của Tân Lâm cắn cắn đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, tránh ánh mắt của Tiêu Phàm, khẽ nói: "Có người theo dõi." Sau khi xuống phi cơ không lâu thì Tân Lâm đã phát hiện ra, mặc dù người theo dõi rõ ràng là một người thành thạo, nhưng muốn giấu giếm được tai mắt của Tân Lâm thực sự không dễ dàng. Nếu là lúc bình thường thì Tân Lâm đã sớm thu thập cái tên theo dõi đó, nhưng bây giờ cô không dám hành động thiếu suy nghĩ, không dám rời tiêu phạm quá xa. Tân Lâm thật sự rất lo lắng đây chính là cái điệu hổ ly sơn của người khác. Lúc này chính là thời điểm tiêu phàm suy yếu nhất, cô tuyệt đối không thể khinh thường được tiêu phàm khẽ vuốt cằm cười nhạt một tiếng nói anh biết không cần để ý cứ để cho bọn họ đi theo ừ tân lâm gật đầu tân lâm chỉ là mất hứng khi bị người khác theo dõi cũng không hề sợ thánh nữ đương đại của thất diệu cung cũng không phải dễ bị người khác hù dọa như vậy nghỉ ngơi một hồi tiêu phàm lại cất bước đi về phía trước sáng sớm tinh mơ đã lên đường lúc leo lên đỉnh ngọc hoàng đã là buổi trưa Tiêu Phàm và Tân Lâm không có đi Miếu Ngọc Hoàng dạo chơi, mà đi đến khách sạn Thần Khế kế bên. Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Phàm đi tới Thái Sơn, trước đó vài năm lúc cậu đi dạo chơi khắp nơi đã từng đến đây. Mà lần này nguyên nhân cậu đến Thái Sơn cũng không phải để dạo chơi. Ở nhà ăn của khách sạn Thần Khế, hai người Tiêu Phàm dùng cơm kiểu Trung Quốc. Tiêu Phàm ăn không ít thịt, điều này đối với Tiêu Phàm mà nói chính là tình huống cực kỳ hiếm thấy từ lúc hạo nhiên chính khí luyện tới đại thành, luân hồi cảnh viên mãn thì tiêu phàm đã không dính đến thức ăn mặn, chủ yếu là ăn thực vật hoa quả ích khí bổ thần. Nhưng bây giờ, dường như khẩu vị của cậu tốt lắm. Tân Lâm lại càng lo lắng nhiều hơn, lại một lần nữa ăn ngũ cốc thức ăn chính, đã chứng minh một điều, cảnh giới của tiêu phàm đã rất xuống khỏi cảnh giới tương viên mãn, cần phải ăn uống một lượng lớn thịt để bổ sung dinh dưỡng. Cũng không biết sốt cuộc cảnh giới của tiêu phàm đã rất xuống bao nhiêu có lẽ đây chỉ là khởi đầu của lực trời phạt. Lúc luyện chế, càn khôn đại hoàn đan, tiêu phàm đã từng khẩn cầu với trời, lấy thọ lọc của ta, dịch chi tân sinh, trời phạt, nguyện giáng trên thân ta, đan tâm đờ sao o thể, thay đổi thế gian. Nghịch thiên cải mệnh, lấy thiên tử mệnh ứng kiếp, trừ khử toàn bộ, hỏa diệt tộc, trời phạt, tuyệt đối không chỉ giảm cảnh giới tu vi của anh ấy đơn giản như vậy, không biết còn bao nhiêu tai họa đang chờ đợi anh ấy nữa đây chính là bởi vì không biết nên trong lòng Tân Lâm lại càng hoảng sợ. Cô không phải vì mình và là lo lắng cho tiêu phàm. Đi thôi, đến thanh đế cung. Sau khi dùng xong bữa cơm kiểu Trung Quốc, nghỉ ngơi chốc lát thì tiêu phàm nói. Tòa kiến trúc cao nhất ở ngọn núi Thái Sơn này được gọi là Miếu Ngọc Hoàng. Thanh đế cung ở đỉnh phía tây nam của Miếu Ngọc Hoàng, phía đông tiếp đón đỉnh bàn đạo Ngọc Hoàng, là nơi thanh đế đế quân sinh sống trên Miếu, thanh đế chính là thái hạo phục hy đại đế, đạo giáo tôn kính là thần, làm chủ sự sinh sôi phát triển của vạn vật, là vị thần của phương đông, tự là đông nhạc. Chỉ có điều hôm nay có một điều đặc biệt chính là thanh đế cung đóng cửa, không mở tiếp đón khách du lịch. Bên ngoài cửa cung có dựng một tấm bảng, ghi là bên trong đang tu sửa, tạm ngưng mở cửa một ngày một đêm. Các du khách cũng không hài lòng, nhưng cũng may là miếu Ngọc Hoàng vẫn mở cửa, nên các khách du lịch cũng không có nhiều ý kiến dù sao thì mọi người muốn thăm viếng miếu hoàng nên mới có thể hăng hái leo lên ngọn núi cao ngất này, nhân tiện quan sát mọi ngọn núi nhỏ khác. Trong thanh đế cung mơ hồ nghe thấy tiếng hò hét vật lộn truyền ra, nhưng trên đỉnh núi gió lạnh gào thét, người bình thường không tỉ mỉ thì không thể nghe ra được. Phía trên thạch bình phía trước thanh đế cung có hai người đang đánh nhau. Hai người đều được xem là người vạm vỡ, chỉ có điều vóc dáng vẫn có sự khác biệt. Vị đứng bên phải mặc trang phục người Hán, thân cao chừng 1m8, đầu tóc húi cua, áo sơ mi màu đen, quần tây dài màu đen, nếu như thắt thêm cà vạt là đúng chuẩn thành phần trí thức hiện nay. Chỉ có điều lúc này cổ áo đã sớm mở ra xuất hiện hai cái lỗ, mơ hồ lộ ra bắp thịt cường tráng, tay áo cũng sắn lên cao, bắp thịt trên cánh tay nhô cao, mang theo 10 phần kinh lực, chính là một đại hán hoàng hải hùng dũng ngoài vệ. Dân gian có câu tục ngữ, đại hán hoàng hải đứng trước cửa, không cần mặc quần áo cũng đẹp mắt nhưng tên đại hán trước mắt so sánh với vị đại hán hoàng hải trong câu tục ngữ, không chỉ kém một cấp bậc. Đối diện với tên đại hán chính là một người thân cao chừng hai thước, trên đỉnh đầu đen nhánh bóng loáng, chỉ có sau ót có giữ lại một cái đuôi sam. Thân thể màu đỏ, trên cơ bắp màu đồng đổ một tầng mồ hôi bóng loáng, bên hông đeo một cái thắt lưng bằng da trâu bản lớn, thân dưới mặc một cái quần da màu đen, dưới chân mang một đôi ủng bằng da trâu. Hắn hơi khom lưng, Hoạt nhìn rất mạnh mẽ, tựa như ma thần hoang dã thời xa xưa vậy. Người bình thường đừng nói cùng hắn đánh nhau, hắn chỉ cần liếc mắt nhìn đã khiến người khác sợ hãi hục xuống rồi. Thời tiết đã bắt đầu bước qua mùa đông, đại tông đỉnh, khí lạnh bức người. Trên thân thể đỏ sẫm của đại hán này đổ đầy mồ hôi, có thể thấy được hai người đánh nhau khá lâu rồi. Phía sau hai người có đến 4-5 người, hoặc ngồi hoặc đứng quan sát trận đấu của hai người, vẻ mặt ngưng trọng. Quần áo của hai nhóm người xem cuộc chiến cũng khác nhau, bên phải mặc Âu phục dày da, dày da sáng bóng, đa số người bên trái đều mặc quần áo da, kiều tóc lập dị, vừa nhìn cũng biết không phải là trang phục của người Hán, chắc là dân tộc du mục đến từ Thảo Nguyên. Chỉ xét về vóc dáng thì hai người đàn ông vạm vỡ này thân thể cường tráng. A à Cổ Lạp, hai ta đã so đấu khá lâu rồi, còn đánh nữa không? Đại Hán mặc áo đen mở miệng hỏi, vẫn giữ tư thế phòng bị như trước không dám có chút buông lỏng đánh vì sao không đánh chứ còn chưa phân được thắng thua mà a cổ lạp buồn bực quát lên âm thanh giống như là trực tiếp phá lồng ngực bay ra ngoài vậy đại hàn áo đen cười nói a cổ lạp các người là khách từ xa đến hôm nay chúng ta cũng đã nói chỉ là so tài thôi phải biết dừng đúng lúc không cần thiết phải đấu đến lúc phân định thắng thua đâu ngoại hình a cổ lạp thô to dũng mãnh nhưng cũng không phải là hạng người chỉ biết dùng nắm đấm thuần túy hắn nghe thấy vậy liền nói không sao đâu dù sao thì đại ca của ta vẫn còn đang nói chuyện tán dóc với văn nhị thái gia ta đã sớm nghe danh tiếng nghe qua danh tiếng thuộc hạ của văn nhị thái gia có lục đại hộ pháp đều là đích thân văn nhị thái gia chỉ bảo ta vẫn luôn muốn có cơ hội so tài hôm nay vừa lúc nhàn rỗi không bằng cứ đánh thoải mái một trận đi tiếng hắn nói rất trôi chảy ha ha không dám không dám Chúng ta đã sớm nghe danh 13 phiêu kỵ bên cạnh lang vương, mỗi một người đều là đại hán đội trời chân đạp đất, là hùng ưng trên thảo nguyên. Trận đánh hôm nay quả thực là đánh quá đã rồi, 13 phiêu kỵ đúng là danh bất hư truyền. Được, vậy thì cứ tiếp tục. A à, cổ lạp buồn bực giống một tiếng, vọt lên trước. Thân hình hắn cực kỳ khôi ngô cao lớn, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn gần ba thước thì hai chân hắn liền nhảy tới người đàn ông mặc áo đen, bàn tay to lớn tạo thành hình móng suốt bắt tới. Người đàn ông người Hán áo đen đương nhiên không chịu cho hắn bắt lại. Cái người đàn ông Thảo Nguyên Am hiểu nhất chính là kỹ thuật vật lộn cận chiến, mà sức mạnh của a cổ lạp này cũng thuộc loại vô cùng vô tận, nếu thật sự để hắn bắt lấy hai vai thì muốn thoát thân cực kỳ khó khăn, trận so tài này cũng liền phân được thắng bại. Đừng xem hai người ngoài miệng nói chuyện khách khí với nhau, cái gì là so tài võ nghệ đến giới hạn thì ngừng. Nhưng trên thực tế ai cũng không dám sơ suất, trận đấu này cũng không phải chỉ trận so tài giữa hai người. Lang Vương Thảo Nguyên bột mà TH yêu ta ép xích bỗng nhiên xuôi nam, đích thân dẫn năm phiêu kỵ đến Hoàng Hải gặp Văn Nhị Thái gia, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Văn Nhị Thái gia từ lâu đã không hỏi chuyện Trần Tục đứng ra tiếp đãi những nhân vật cự phách ở Thảo Nguyên từ xa đến, tại Ngũ Nhạc chi thủ đại tông đình, cùng nâng cốc tâm sự chuyện xưa với Lang Vương. Thanh đế cung cũng vì vậy mà tu sửa, một ngày một đêm. Ở trên giang hồ Hoàng Hải này, mỗi một câu nói của Văn Nhị Thái gia Văn Thiên chính là quy củ, đừng bảo là tu sửa thanh đế cung, mà cho dù hắn ta nói tu sửa miếu Ngọc Hoàng một ngày một đêm thì hôm nay du khách đến Thái Sơn cũng chỉ có thể ngồi bên ngoài mỏi mắt nhìn vào, không thể vào được. Nhưng mà mỗi lần văn nhị Thái gia đến Thái Sơn đều thích đến thanh đế cung, mà không phải đến miếu Ngọc Hoàng, dường như hắn chỉ có tình ý duy nhất với Thái Hạo Phục Hy Đại Đế. Trận đấu của A Cổ Lạp và người đàn ông người Hán áo đen, trên thực tế thắng thua thế nào chính là đại biểu cho mặt mũi của hai nhân vật cự phách Thảo Nguyên và Hoàng Hải. Nếu như A cổ lạp thua cũng đồng nghĩa với trên mặt bạch lang mất đi hào quang, nếu như hán tử áo đen thua thì văn nhị thái ra cũng ném mất mặt mũi. Tuy nói là so tài nhưng hai bên đều suốt toàn lực. Hán tử áo đen trùn người xuống lấy đầu hói không tóc tránh thoát hai tay của A cổ lạp, khẽ quát một tiếng, tay phải đánh ngay bụng của A cổ lạp, quyền phong uy vũ, chính là phương pháp lợi hại dùng cánh tay chém xuống. chương 85, quy tắc của văn nhị thái gia bất hạnh của người đàn ông áo đen chính là ở chỗ hắn có thể đánh trúng loại người châu bò như A Cổ Lạp, nhưng chỉ có thể đánh khi đối thủ đứng bất động. Đương nhiên A Cổ Lạp có thể đứng yên cho hắn đánh thì nhất định có thể đánh chúng, dù sao thì vóc dáng của hắn và A Cổ Lạp cũng không đến mức quá tranh lệch. Chiêu thông ti phách quải quyền vốn là lấy sở trường chiêu trầm mang theo lực đạo cực lớn, đồng thời còn phải chú ý từng tấc vuông khi phát lực, so sánh với Vĩnh Xuân Quyền tuy có kỹ thuật khác nhau nhưng lại có hiệu quả giống nhau một cách kỳ diệu nhưng mà cả hai đều mang theo sự tinh ví khác nhau. Vấn đề là A Cổ Lạp cũng không phải đứng bất động. Một quyền của người đàn ông áo đen chưa kịp đánh ra đã phải vội vàng tránh né bàn tay to lớn tựa như một cái quạt của A Cổ Lạp, nếu như để cho người này bắt được thì mọi việc coi như xong rồi. Một quyền đánh trúng lồng ngực của A Cổ Lạp, một tiếng, bụp bụp, vang dội thân thể A Cổ Lạp chỉ hơi ngửa ra sau, lập tức đứng yên như tượng giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra vậy. Hắn buồn bực giống lên một tiếng, của bàn tay to lớn như quạt, quét qua người đàn ông áo đen. Trận đấu của hai người này lại mất thêm một khoảng thời gian uống cạn chung trà, nhưng vẫn khó phân thắng bại. Thông tí phách quải quyền chú trọng khả năng phát lực ở từng tấc vuông, nhưng lại chưa tu luyện tới, nếu như cứ tiếp tục đánh như vậy thì sớm muộn gì cũng thua. Trận đánh đang đến hồi náo nhiệt bỗng nhiên có một giọng nữ lạnh lẽo chợt vang lên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Quay đầu nhìn lại nhưng chỉ thấy nơi cửa chính của thanh đế cùng có một nam một nữ trẻ tuổi đang đứng lặng yên ở đó, người lên tiếng chính là Tân Lâm. Vừa rồi tất cả mọi người đều chuyên tâm theo dõi trận so tài bên trong nên không ai phát hiện ra hai người bọn họ đến khi nào. Tại sao những vệ sĩ canh giữ ngoài cửa lại không ngăn cản bọn họ? Nghe thấy lời bình luận của Tân Lâm, người đàn ông áo đen có hơi phân tâm, thiếu chút nữa đã bị một trưởng của A cổ lập quét chúng, hắn bất đắc dĩ phải đánh bừa một chiêu, sau đó lùi lại ba bước dáng vẻ có chút chật vật nhất thời vô cùng tức giận người nào người đàn ông áo đen lập tức nhảy ra ngoài vòng tròn trợn mắt nhìn nổi giận đùng đùng quát lên các người làm sao xông vào đây được tân lâm liếc hắn một cái lạnh nhạt nói chiêu dạ xoa thăm dò đại dương vừa rồi người chỉ cần thêm ba phần lực nữa là đã thắng rồi cần gì phải đánh đến tận bây giờ nhìn dáng vẻ của tân lâm nhiều nhất cũng chỉ hai mươi mươi tuổi cô lạnh lùng đứng ở nơi đó gió núi thổi mái tóc đen tung bay, vừa xinh đẹp vừa đáng sợ, nhưng dáng người cô rất nhỏ còn không bằng phân nửa người đàn ông áo đen, nhưng lại lớn giọng bình luận khiến cho mọi người vừa tức giận vừa buồn cười. Người đàn ông áo đen giận dữ, quát lên. Cô hiểu cái gì chứ? Nói vớ vẩn. Tân Lâm thản nhiên nói. Vừa rồi người rõ ràng đã đánh trúng hắn, nhưng suất lực chưa đủ, không đả thương được người ta. Xem ra chiêu thức thông tí phách quải quyền này, bình thường ngươi chỉ luyện chém xuống thôi, cũng không hề hiểu được tinh túy của hai chữ thông tí. Bỏ đi, chắc chắn Văn Nhị Thái Gia đã nói đạo lý này cho ngươi, nhưng chính ngươi luyện không tới nơi tới chốn, cho dù có nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng. Ha ha, theo như cách nói của cô thì thông tí phách quải quyền của cô đã luyện thành công rồi phải không? Nếu như có bản lĩnh thì đến đây chỉ dẫn ta một chút xem. Người đàn ông áo đem tức giận đến mức đầu tóc ngắn đều dựng lên. Phải biết rằng đời này thứ hắn kiêu ngạo nhất chính là võ thuật, lục đại kim cang dưới trướng của văn nhị thái ra có thể tay không vật lộn ngoại trừ đại sư huynh ra thì hắn chính là người giỏi nhất đại sư huynh bận ở chính điện cùng sư phụ trò chuyện với bạch lang nên các sư huynh đã đề cử hắn đứng ra so tài với a cổ lạp a cổ lạp này như là châu bò vậy cực kỳ khỏe mạnh nếu như dùng tay không vật lộn thì những vị sư huynh khác càng không nắm chắc phần thắng hắn đánh nhau với a cổ lạp nửa buổi nhưng từ đầu đến cuối không có cách nào chiến thắng vẫn luôn rơi xuống thế hạ phong Người đàn ông áo đen đã sớm tức giận đầy bụng. Bây giờ ngay cả một cô bé cũng dám lên mặt dạy dỗ hắn, còn dám nhắc tới sư phụ của hắn, nghiễm nhiên dùng giọng điệu như một bậc trưởng bối, bảo sao hắn không tức giận bùng nổ được chứ. Đương nhiên hắn biết rõ chiêu, giả xoa thăm dò đại dương, vừa rồi, nếu như thêm 3 phần lực nữa là có thể đánh bại A Cổ Lạp rồi. Nhưng lúc hắn đánh trúng A Cổ Lạp, đã dùng hết lực rồi, cho dù muốn tăng thêm một chút lực nữa cũng đã khó rồi cho dù hắn có cố gắng thế nào cũng không được. Nếu như là Văn Nhị thái gia lên tiếng chỉ điểm như vậy thì người đàn ông áo đen hiển nhiên sẽ kính cẩn nghe theo, không dám có nửa câu phản đối. Nhưng người mở miệng lại là một cô bé miệng còn hôi sữa, dù có nghe thế nào thì đó cũng là một câu nói châm chọc. Hai vị là ai, đến chỗ này làm gì? Nhìn thấy người đàn ông áo đen nổi giận như phát điên thì một người đàn ông người trung niên đang ở bên cạnh theo dõi trận đấu bỗng tiến lên hỏi, vẻ mặt rất nghiêm túc. Thoạt nhìn, người đàn ông trung niên này lớn hơn người đàn ông áo đen vài tuổi, phong thái trầm ổn, lời lẽ khách sáo, một đôi mắt sắc bén tinh quang bắn ra bốn phía, đảo qua đảo lại trên mặt tân lâm và tiêu phàm, vẻ mặt hắn vô cùng cảnh giác. Hai tay tiêu phàm ôm quyền làm lễ, mỉm cười nói. Khương Nhị Ca, chúng tôi tới từ thủ đô, có việc gấp muốn bái kiến văn nhị thái gia, xin Khương Nhị Ca thay ta truyền đạt một tiếng. Người đàn ông trung niên vô cùng kinh hãi, lần nữa quan sát tiêu phàm một cách tỉ mỉ, sau đó nghi ngờ nói. Tiên sinh biết tôi, xin hỏi quý danh của tiên sinh. Nhị ca à, nói chuyện với bọn tàn tật làm gì chứ? Kha kha, ngay cả mèo chó cũng muốn gặp sư phụ, sư phụ người cũng không rãnh rỗi như vậy. Này, nhóc con kia, có phải cô muốn gặp sư phụ ta hay không? Nếu như cô có thể đánh ngã ta thì ta sẽ giúp cô chuyển lời. Người đàn ông trung niên được gọi là Khương Nhị ca đó còn chưa nói dứt lời thì người đàn ông mặc áo đen đã nhịn không được mà lên tiếng cắt lời hắn, nói to với Tân Lâm. Người đàn ông vạm vỡ mông cổ A cổ lạp đã sớm lui qua một bên, cùng với mấy vị dũng sĩ mông cổ khác thở ơ đứng nhìn. Nói cho cùng thì bọn họ là khách từ xa đến đây, đây là việc nhà của Văn Nhị Thái Gia, bọn họ hiển nhiên không thể nào xem vào rồi. Chỉ có điều trông biểu tình kia của A cổ lạp cũng không phục lắm, mặc dù tân lâm bình luận về người đàn ông áo đen nhưng đối tượng mà cô ấy nói đánh bại kia chính là a cổ lạp a cổ lạp nhìn dáng vẻ mềm mại của tân lâm từ trong lòng ngực hắn thở ra một ngụm chọc khí vô cùng buồn bực cứ như vậy a cổ lạp đứng bất động ở đó mặc cho cô có đánh thế nào cho dù đánh đến hai bàn tay nhỏ bé xương lên cũng không thể nào tổn thương đến một cộng lông măng của a cổ lạp những này thật sự chỉ biết khoác lát mà thôi khóe miệng tân lâm hơi cong lên hỏi lời này của ngươi là thật hay giả? Đương nhiên là thật, chỉ có điều ta phải nói trước việc hôm nay là do cô chủ động đứng ra, nếu như lát nữa ta có lỡ tay tổn thương cô thì cô cũng không được đẩy trách nhiệm lên người ta, tất cả đều tại cô tự tìm. Lão Tứ, người đàn ông trung niên Khương Nhị Ca nhướng mày, khẽ quát một tiếng. Sự việc rõ ràng là có lẽ cô gái nhỏ này đã học qua chút công phu khoa chân múa tay, biết được chút đạo lý quyền pháp, nhưng lại dám ở chỗ này ăn nói lung tung, chỉ điểm giang sơn nếu như thật sự đánh nhau thì làm sao có thể là địch thủ của lão tứ được chứ? chỉ sợ là chỉ một quyền của lão tứ cũng đủ đánh đến nội thương rồi. mặc dù tất cả mọi người đều không phải là thiện nam tín nữ gì, nhưng sư phụ ở ngay bên trong, lão tứ lại ỉ lớn ăn hát yêu ta ép nhỏ, lấy thân phận nam nhi ăn hát yêu ta ép nữ nhi, đả thương tiểu cô nương nhà người ta, chỉ sợ là sư phụ sẽ trách móc. trên giang hồ người nào không biết quy tắc của văn nhị gia của hoàng hải rất nghiêm khắc chứ? nhị ca anh đừng cản em em thật sự không phải tranh hơn thua với cô ấy tất cả mọi người đều biết quy tắc của sư phụ người đã sớm không gặp người lạ người nào muốn gặp phải cũng phải thông qua cửa ải của huynh đệ chúng ta em chỉ là chiếu theo quy tắc mà làm việc mà thôi người đàn ông áo đen thở phì phò dù thế nào thì hắn cũng không thể nào nuốt trôi cục tức này được vẫn còn nghẹn ở cổ nói sau đó hắn chuyển mắt sang tân lâm đến đây tiểu nha đầu ra tay đi ta cũng không phải ức hát yêu ta ép cô. Nói xong người đàn ông áo đen giơ tay ba ngón tay lên. Ba phút, chỉ cần cô có thể cầm cự đúng ba phút thì xem như cô thông qua cửa ải. Ta liền giúp cô đi thông truyền, tâm lâm mỉm cười, nói. Được, ai cũng nói văn nhị thái ra có quy tắc riêng, lục đại hộ pháp Hoàng Hải đều là người hào hiệp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Mặc dù người đàn ông áo đen nổi giận đùng đùng, nhưng trước sau vẫn luôn cố gắng kềm chế lửa giận trong lòng có thể thấy môn quy của Văn Nhị Thái gia rất nghiêm khắc, lời này của Tân Lâm là lời nói ra từ đáy lòng, không tính là khen nhầm. Thấy Tân Lâm đã bước chậm chậm tới thì Khương Nhị ca cũng không ngăn cản nữa, chậm rãi lui sang một bên. Nói thật thì trong lòng hắn vô cùng hiếu kỳ, rất muốn tìm ra đáp án, ngoài mặt tiểu cô nương này nói năng lung tung, nhưng biết đâu lại là chân nhân bất lộ tướng. Lão tứ nói đúng, chỉ cần không làm trái quy tắc của sư phụ, vậy thì không sao cả. Tân Lâm đi đến trước mặt người đàn ông, cứ như vậy tùy tiện đứng đó, lạnh nhạt nói, nghe danh văn nhị thái gia tinh thông thông ti quyền đã lâu, ngày thường ngươi lãnh giáo văn nhị thái gia, có thể kiên trì bao lâu. Người đàn ông áo đen quát lên, người hỏi thăm tình huống của sư phụ ta làm gì, lúc sư phụ chỉ bảo chúng ta, nếu như người thật sự động thủ thì chúng ta ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Ừ, ta không phải là vô cùng tinh thông thông ti quyền, đồng dạng dùng thông ti quyền, hắn dùng một chiêu thì ta phải dùng sáu bảy chiêu mới có thể đánh ngã ngươi chỉ có điều đây không phải là thông tin quyền kém mà là tự ta không tinh thông việc này ngươi không nên hiểu nhầm tân lâm không nhanh không chậm nói tất cả mọi người nghe xong đều sửng sốt sau đó bật cười rộ lên cô gái này quá lớn lối rồi tiếng cười của a cổ lạp đặc biệt giống hệt sấm nổ vậy ngay cả một người trầm ổn như khương nhị ca cũng không kềm được mà liên tục lắc đầu có phải là cô gái này xem quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp rồi hay không? Lão tứ tinh thông thông ti quyền, 15 tuổi đã làm đồ đệ của sư phụ, thông ti quyền của đệ ấy đã khổ quyền hơn 20 năm, tinh thông quyền pháp, ngay cả đại sư huynh cũng gật đầu tán dương. Một tiểu nha đầu mà cũng dám nói như vậy, hơn nữa còn rất nghiêm trang, dường như những lời cô ấy nói đều là sự thật. Nhưng thực tế chính là nói giỡn. Ha ha, xem ra hôm nay ta gặp phải cao thủ rồi. Người đàn ông áo đen không hề tức giận ngược lại còn cười, hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha, trong mắt lóe lên tinh quang. Được lắm, tiểu cô nương ta đây sẽ thỉnh giáo cô một chút, xem thông ti quyền trong tay cô đến tột cùng thần kỳ đến độ nào. Ừ, người ra chiều đi. Tân Lâm vẫn cứ lạnh lùng thản nhiên. Lão Tứ, ra tay phải có chừng mực. Khương Nhị ca đối với tính nết của Lão Tứ hiểu rõ như lòng bàn tay, lúc này hắn thật sự nổi giận, chỉ sợ rằng hắn ra tay không biết phân nặng nhẹ sợ rằng hắn thật muốn đem cô gái nhỏ nhắn yêu kiều này đánh đến hấp hối thì thật sự phiền phức nếu như lan truyền ra bên ngoài thì chẳng những danh tiếng của lão tứ bị tổn hao mà ngay cả lục đại kim cang hoàng hải thậm chí ngay cả danh tiếng của văn nhị thái ra cũng bị ảnh hưởng giang hồ hiểm ác cần phải đề phòng là một chuyện nhưng tuân thủ quy tắc thì chắc chắn phải tuân thủ phải chú ý đến đại thể vẫn phải nói đến điểm mấu chốt em biết người đàn ông áo đen không nhịn được hừ một tiếng chợt nhướng thân người lên quả đấm to lớn màn theo kinh lực trực tiếp lao đến đối thủ trước mặt. Hắn đã hạ quyết tâm, cho dù thực sự đánh cô trọng thương cũng phải dạy dỗ cô thật tốt, để cho cô biết hai chữ giang hồ thực sự viết như thế nào. Dám xuất thủ cuồng ngôn ở trước mặt đệ tử của Văn Nhị Thái gia thì phải trả giá thật lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 86, Dạ Xoa Thăm dò Đại Dương Người đàn ông áo đen và Tân Lâm đánh nhau có phần tương tự với trận đánh giữa A Cổ Lạp và người đàn ông áo đen vừa rồi, chỉ là hoán đổi vị trí mà thôi. Chỉ nói riêng về hình thể thì Tân Lâm và người đàn ông áo đen chạy lệch quá xa, so với người đàn ông áo đen và A Cổ Lạp thực sự chênh lệch quá nhiều. Vừa rồi hai bên đánh nhau, là A Cổ Lạp đánh không trúng người đàn ông áo đen, bây giờ là người đàn ông áo đen đánh không trúng Tân Lâm. Tuy nhiên Tân Lâm thật sự không hề né tránh, vừa thấy quyền của người đàn ông áo đen đến thì cô khẽ giơ cánh tay phải lên, liền chắn được đòn tấn công, thoạt nhìn không hề tốn một chút sức lực nào. Một chiêu này thực sự gọn gàng dứt khoát, mặc dù chỉ là thức khởi đầu của phách quải quyền, nhưng nó thật sự có tác dụng khắc chế địch. Quyền này của ngươi lực độ không đủ mạnh, tốc độ không nhanh, tuy đánh chúng nhưng cũng có chút sai lệch, nghiêm túc chút nữa. Tân Lâm đứng ở nơi đó, hai chân đứng bất động, giơ tay lên ngăn chặn một quyền của người đàn ông áo đen tất cả mọi người đều mở to hai mắt, không ngờ tiểu nha đầu này thực sự không hề nói khoác, hay phải nói là người đàn ông áo đen nhìn thấy Tân Lâm là một cô gái nên có cảm giác chói chân chói tay, không dám xuất hết toàn lực. Được, đến đây. Người đàn ông áo đen tức giận gầm lên, dậm chân tiến lên, song quyền liên tục công kích Tân Lâm, mang theo mời phần lực. Vừa rồi đánh nhau với A Cổ Lạp, thể lực hai bên chênh lệch nhau quá xa, người đàn ông áo đen chỉ có thể di chuyển mà đấu, kỹ thuật phách quải quyền cương mãnh cũng vì thế mà không phát huy ra được. Lúc này đối thủ đã thay đổi, rốt cuộc có thể phát huy thỏa thích rồi. Chỉ thấy khắp trời toàn là quyền ảnh, vừa nhanh vừa hiểm. Mấy tên đệ tử của Văn Nhị Thái gia cũng âm thầm gật đầu, đây mới là trình độ thật sự của Lão Tứ. Mấy người đàn ông vạm vỡ người Mông Cổ đứng bên kia quan sát cuộc chiến cũng âm thầm giật mình. Đệ tử thân truyền của Văn Nhị Thái gia của Hoàng Hải quả nhiên là danh bất hư truyền vừa rồi may là A cổ lạp ứng chiến, nếu như đổi lại là một người khác thì e rằng dưới quyền pháp công kích như cuồng phong bão táp như vậy, chỉ sợ rằng sẽ không chống đỡ được bao lâu. Quyền này đã lệch bên trái 3 phân rồi. Trường này khuỷu tay đánh lên quá cao. Chú ý phối hợp dưới chân, hạ bàn phải ổn định, bên hông phát lực mới có thể đánh thắng địch. Quyền ảnh bay tán loạn khắp trời, tân lâm thật giống như một cây cột đứng tại chỗ, hai tay tùy ý thoải mái, hóa giải tất cả đòn tấn công hung mãnh của người đàn ông áo đen, miệng thì liên tục chỉ điểm, nói ra những chỗ thiếu sót trong quyền pháp của người đàn ông áo đen. Giọng điệu của cô vẫn nhàn nhạt như trước, mang theo vài phần lạnh lùng. Tốt, đã bảy chiêu rồi, chú ý, quỷ giả dạ xoa tham dò đại dương. Tân Lâm đột nhiên khẽ trách mắng một tiếng, thân thể chợt cúi xuống, bước nhanh về phía trước, tay phải nắm thành quyền, nhàn nhã đánh tới bụng của người đàn ông áo đen. Người đàn ông áo đen kinh hãi, nhanh chóng đánh ra một chiêu như phong tự bế muốn gạt ra nhưng tân lâm lại thu hồi quả đấm cực nhanh bàn tay phải của người đàn ông áo đen đánh vào hư không như phong tự bế là gạt bỏ chiêu thức của đối phương công lực của ngươi không đủ không ngăn nổi tân lâm thản nhiên nói vẻ mặt cô vẫn ung dung nhàn hạ như thường kia người đàn ông áo đen đổ mồ hôi đầm đìa mặt và cổ ướt nhem há to miệng chẳng biết phải nói gì cho phải những người đứng xem đều hoảng sợ đến gần chết Dùng kim cương thiết bích thí thử xem. Tân Lâm chỉ bảo một tiếng, thân thể thoáng một cái, tay phải nhàn nhã đánh tới trước ngực người đàn ông áo đen. Người đàn ông áo đen không cần suy nghĩ, ô, một tiếng, chùn chân đứng tấn, hai cánh tay đồng thời che kín ở trước ngực, đón lấy quyền này của Tân Lâm, thân thể hắn lắc lư mấy cái, vất vả lắm mới đứng ổn định lại được. Thông thường võ thuật Bắc phái đều chú trọng tứ bình đại mã, trung bình tấn phải vững vàng, vùng hạ bàn phải cực kỳ vững chắc thoạt nhìn tình hình này có chú kỳ lạ, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ tựa như một con cọp lại ướt đẫm mồ hôi, đem hai cánh tay đan chặt che kín trước ngực, dốc hết toàn lực đón lấy bàn tay trắng nõn tinh xảo như ngọc của một cô gái. Tân Lâm khẽ vuốt cầm, nói, dùng kim cang thiết bích rất đúng, chỉ có điều đây chỉ là nửa chiêu quỷ giả dạ xoa thăm dò đại dương. Người nhìn cho kỹ thông tí quyền. Cái gì? Người đàn ông áo đen chưa phục hồi tinh thần lại thì tay phải của Tân Lâm đột nhiên đánh về phía trước, vô số quyền ảnh trùng trùng điệp điệp đánh vào ngực của người đàn ông áo đen. Quả đấm nho nhỏ trắng nõn mịn màng rõ ràng chỉ cách ngực hắn 3 đến 4 tấc, khoảng cách gần như vậy, trừ khi trong tay Tân Lâm có một con dao nhỏ mới có thể tổn thương được hắn. Trong nháy mắt quả đấm đuổi kịp thân thể, người đàn ông áo đen như bị sét đánh, kêu to một tiếng, thân thể bay lên không chung, hướng về phía cổng chính điện của thanh đế cung, cuối cùng té ra ngoài, rõ ràng nếu như đụng phải cửa chính sẽ ngã xuống đất vô cùng thảm hại những người đứng quan sát, bất cứ ai cũng không ngờ rằng kết quả lại như vậy, hoàn toàn trở tay không kịp, trong lúc cấp bách, làm sao có thể kịp vươn tay ra giúp đỡ được chứ. Đúng vào lúc này, cửa chính thanh đế cung lại hé mở, một thân ảnh nghiêng mình đi ra, chia tay bắt lấy thắt lưng của người đàn ông áo đen, hóa giải tất cả kinh lực, ngay sau đó đem thân thể người đàn ông áo đen đặt sang bên cạnh. Cơ thể người đàn ông áo đen nặng đến 167 cân, nhưng ở trong tay hắn lại giống như một món đồ chơi vậy, không hề tốn chút sức lực nào. Người đàn ông áo đen bước lảo đảo hai bước mới có thể đứng vững vàng. Đại ca, nhìn thấy mặt người xuất thủ tương trợ, người đàn ông áo đen lúng túng kêu lên một tiếng, mặt mày đỏ bừng, vô cùng xấu hổ. Hôm nay, mặt mũi của hắn xem như vứt hết rồi. Vị đại ca này, toàn thân mặc tây trang, áo sơ mi màu đen, không thắt karavat, thoạt nhìn dáng vẻ hắn khoảng 47-48 tuổi, vóc người cũng không cao lắm, khoảng chừng 1 mét 75 eo rộng lưng thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị, bước ra khỏi cửa chính điện, đứng im, dáng vẻ oai phong, không hề có vẻ như đang nổi giận. Vị đại ca đó cũng không nhìn lão tứ một cái, chấp tay chào Tân Lâm, sau đó lạnh lùng nói. Cô nương là cao nhân phương nào? Có đụng chạm gì với văn gia chúng tôi sao? Tân Lâm khẽ lắc đầu, nói. Chưa từng có đụng chạm, chúng tôi chỉ muốn bái kiến văn nhị thái gia mà thôi hai hàng lông mày của vị đại ca này nhíu chặt nói: quý danh của cô nương là gì? họ tân tân trong khổ cực tân lâm tân cô nương xin lỗi sư phụ ta không tiếp khách hơn nữa nếu như cô nương đến bái kiến sư phụ ta nhưng vừa đến lại ra tay đả thương huynh đệ ta làm gì có đạo lý như vậy chứ giọng điệu của vị đại ca đó càng thêm lạnh lùng giữa hàng lông mày tràn đầy uy phong tân lâm thản nhiên nói: văn đại ca quy củ này là do chính miệng tứ ca nói. Muốn gặp văn nhị thái gia, trước hết phải đánh ngã hắn thì hắn mới chịu chuyển lời giúp ta. Hơn nữa thông tí quyền của Hà Tứ Ca thật sự chưa luyện thành, cho dù ở trước mặt văn nhị ra thì ta cũng nói như vậy. Mấy người đàn ông vạm vỡ người mông cổ bật cười ha hả, liếc mắt nhìn nhau, dáng vẻ bọn họ có chút hả hê. Tuy 13 phiêu kỷ của bột mà TH yêu ta ép Epsic ở mặt bắc xa xôi, nhưng cũng từng nghe nói về uy danh hiển hách của văn nhị thái gia Hoàng Hải lần này Bạch Lang đích thân Nam Hạ, trực tiếp lướt qua thủ đô, nơi đến đầu tiên chính là đến Hoàng Hải, viếng thăm văn nhị thái gia, cũng coi như là lễ tiết rất đầy đủ. Chỉ có điều lễ tiết thì lễ tiết, vì ở trong mắt mấy vị đại hán mông cổ này, hiển nhiên vẫn cho rằng lão tử chính là đệ nhất thiên hạ. Lang Vương và 13 phiêu kỳ tung hoành ngang dọc trên thảo nguyên rộng lớn, vô địch tứ phương, muốn bọn họ tâm phục khẩu phục thì người đó phải có bản lĩnh thật sự, nếu không thì tuyệt đối không thể nào bọn họ tận mắt nhìn thấy Hà Tứ Ca một trong lục đại kim cang của văn nhị thái gia cư nhiên lại có thể bị một tiểu cô nương dễ dàng đánh ngã, đương nhiên trong lòng 13 phiêu kỵ này không tránh khỏi sinh ra sự khinh thường. Xem ra vừa rồi A Cổ Lạp đã hạ thủ lưu tình, dù sao thì đây cũng là địa bàn của văn nhị thái gia, Bạch lang lại muốn cầu cạnh văn nhị thái gia, hắn đương nhiên không thể khiến cho văn nhị thái gia quá mất mặt được. Giữa đôi lông mày của văn đại ca nhíu chặt, tức giận nói. Tân cô nương, huynh đệ của ta học nghệ không tinh thì tự có sư phụ dạy dỗ trách phạt, không cần người ngoài bận tâm. Tân cô nương làm như vậy chính là ức hát yêu ta ép văn gia ta không có người giỏi sao. Văn đại ca, đừng nói nhiều với bọn họ nữa. Nếu như đã có người đánh tới cửa vậy thì cứ lấy quyền cước phân cao thấp là được. Loại người thô bạo hung mãnh như A cổ lạp đã sớm nhịn không nổi, hắn đứng một bên lớn tiếng nói, chấn động màng nhĩ mọi người. A cổ lạp vẫn để trần thân trên như trước, cơ bắp toàn thân hắn không ngừng nhún nhảy, bộ dáng như muốn thử xem sao. Văn đại ca, tuy rằng chúng ta ở xa ngàn dặm, nhưng cũng đã từng nghe nói qua danh tiếng vạn nhân địch của văn đại ca. Hôm nay ta rất muốn mở mang tầm mắt, đương nhiên, nếu như văn đại ca cảm thấy không tiện xuất thủ, vậy thì A cổ lạp ta nguyện ý làm giúp. Mấy tên đại hán mông cổ bắt đầu cười ha hả. Đám người khương nhị ca đều trợn mắt nhìn, những tên mọi dợ phương bắc này lại dám cản rỡ như vậy. Văn Đại ca vẫn trầm tính như nước, đang định mở miệng nói thì Tân Lâm đã xoay người đối mặt với A Cổ Lạp, nhàn nhạt nói. A Cổ Lạp cũng là một chiêu quỷ dạ xoa thăm dò đại dương, Hà Tứ ca không đỡ được thì ngươi cũng chưa chắc đỡ được. Phải không? Thân thể hung mãnh như một con hổ của A Cổ Lạp chấn động, chợt đứng lên. Thân hình hắn cao hơn Tân Lâm không chỉ một cái đầu, chừng đôi mắt to như một viên ngọc, từ trên cao nhìn chầm chầm vào Tân Lâm dáng vẻ kia tựa như một con hổ đói vừa nhìn thấy một con sơn dương nho nhỏ trắng như tuyết vậy, hắn mở cái miệng to như chậu máu, muốn một ngụm đem tân lâm nuốt xuống. Ta muốn đánh một trận, vừa rồi đánh đã nghiện rồi. Hắn không người, mở hai bàn tay ra, bàn tay khổng lồ liên tục nắn nót khớp xương, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Văn đại ca thấy tình thế như vậy thì không lên tiếng nữa. Vừa rồi Tân Lâm và Lão Tứ đánh nhau, hắn bận ở trong đại điện cùng sư phụ toán dóc với Bạch Lang, không nhìn thấy toàn bộ quá trình. Bây giờ nhân tiện quan sát anh chàng người mông cổ lỗ mãng cùng với Tân Lâm so chiêu, tìm hiểu nội tình của Tân Lâm cũng tốt. Cô nương này có thể dễ dàng đánh ngã lão tứ, trong lòng văn đại ca đã sớm cảnh giác cao độ. Người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tân Lâm nhìn A Cổ Lạp, nhỏ giọng hỏi. Cô tới trước đi, cô là phụ nữ, ta cho cô đánh ba chiêu trước. A Cổ Lạp buồn bực quát lên. Không cần ba chiêu, một chiêu là đủ rồi người hãy nhìn cho rõ đây vẫn là quỷ giả dạ xoa thăm dò đại dương thân thể tân lâm loáng một cái nhanh chóng bổ nhào về phía trước quả đấm trắng nõn đánh thẳng đến thân hình dày hơn cánh cửa của a cổ lạp a cổ lạp không tránh né cũng không ngăn chặn giống to một tiếng hai tay nắm thành quyền trong nháy mắt bắp thịt ở bụng hiện lên rõ ràng một màu đồng bóng loáng hắn dự định lấy thân tiếc một quyền của tân lâm Tuy rằng vừa rồi A Cổ Lạp mới tận mắt thấy Tân Lâm chỉ dùng một quyền đã đánh bay một hà tứ cường tráng, nhưng hắn cho rằng quả đấm của Tân Lâm rơi trên người mình chỉ như gãi ngứa. Chẳng lẽ sức lực của Tân Lâm còn mạnh hơn cả hà tứ? A Cổ Lạp tuyệt đối không tin, hắn cũng muốn nhìn xem Tân Lâm dùng biện pháp gì đánh ngã mình. Không đợi đến khi A Cổ Lạp nghĩ ngợi xong thì quả đánh của Tân Lâm đã rơi trên người hắn. A Cổ Lạp trợn tròn mắt, cả người như bị sét đánh vậy, buồn bực giống một tiếng, chợt lùi lại phía sau 4 năm bước, mông hung hăn chạm đất phát ra tiếng, bịch, vang dội. Trong nháy mắt, gương mặt màu đen vốn hồng hào bóng trắng bệch như tuyết, chán dịn mồ hôi. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết trên ngực đan cuộn trào, vô cùng khó chịu. chương 87, Nhị Sư Huynh Những người đàn ông mông cổ chợt đứng lên, dùng ánh mắt hung tận nhìn chằm chằm vào tân lâm, vừa giận vừa sợ. Một người đàn ông có vóc dáng tương đối nhỏ bé trong đó chợt hành động, cổ tay hắn vừa lật một cái, trong tay đã sinh ra nhiều hơn một con dao nhỏ. A à, Cổ Lạp là võ sĩ nổi danh nhìn dặm ở thảo nguyên mông cổ rộng lớn, là người đứng đầu trong 13 phiêu kỵ. Ai dè vừa ra trận đã bị một cô nương nhỏ nhắn như vậy đánh ngã, nửa ngày cũng không đứng lên nổi. Điều này khiến cho mấy tên đồng bọn của hắn vô cùng kinh sợ. Người đàn ông thấp lùn đang cầm đoạn đao kia dường như đang rất gấp gáp, trong miệng liên tục nói mấy câu không mạch lạc, ai cũng không nghe rõ lời hắn nói là gì sau đó hắn lập tức tiến lên muốn đánh Tân Lâm. Đặc mục nhỉ, một giọng nam hùng hồn khàn khàn trợ từ bên trong chính điện vọng ra. Người đàn ông mông cổ đang cầm đao bỗng nhiên đứng lại, không dám tiến lên nữa. Thua chính là thua, con cháu của thành cát tư hãn muốn thắng cũng phải thắng thật đẹp mắt, dù có thua cũng phải thua một cách quanh minh chính đại. Người náo loạn cái gì chứ? Người đàn ông kia chậm rãi nói, giọng nói cũng không lớn lắm, nhưng truyền vào tai mọi người lại không khác nào tiếng sấm sét ầm ầm vang dội. Khí thế vang dội khiến cho mấy tên đệ tử của Văn Nhị Thái gia đều biến sắc. Ngay cả Văn Đại Ca thâm trầm chứng trà cũng không kềm được mà nhíu mày. Kéo kẹt, cửa chính điện lần nữa mở ra, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ cùng với một ông lão râu tóc bạc trắng sóng vai đi ra. Sư phụ, đại ca, đội ngũ đứng hai bên đồng loạt khom người. Người đàn ông đó ước chừng 40 tuổi, vóc dáng cơ bản sắp xỉ người đàn ông mặc áo đen được gọi là Hàn Tứ Ca vừa rồi, ngực màu đồng, lông mày rậm rạp, hai mắt to lóe lên tinh quang lấp lánh. Mặc dù quần áo cực kỳ bình thường nhưng cũng là long hành hổ bộ, chỉ tùy ý đứng đó đã lập tức tỏa ra uy phong lẫm lẫm, khiến kẻ khác không dám nhìn. Lang Vương nổi danh ở Thảo Nguyên Mạc Bắc, uy chấn vang dội khắp trong ngoài Mông Cổ, quả nhiên không hề bình thường. Ông lão râu tóc trắng toát đi bên cạnh lại khiến cho người ta không đoán ra tuổi tác, Toàn thân đường trang màu tím, sâu tóc bạc trắng, dù có nói hắn 90 thậm chí 100 tuổi cũng không hề có người nào hoài nghi, hơn nữa trên mặt lại tràn đầy hồng quang, da rẻ trơn bóng, nhìn không ra có bao nhiêu nếp nhăn. Có nói hắn không đến 50 tuổi cũng có người tin tưởng. Trong tay ông lão có hai quả cầu bằng thiết sáng bóng liên tục chuyển động, làn da trên mờ u bàn tay rất chắc nịch, hoàn toàn không hề giống một ông lão. Phong thái bình tĩnh ung dung, giống hệt như một vị thế ngoại cao nhân ánh mắt của bột nhi th yêu ta ép xích đảo qua a cổ lạp sau đó lập tức rơi trên mặt tân lâm trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên rõ ràng hắn cũng không ngờ được người đánh bại a cổ lạp lại là một cô gái trẻ tuổi xinh xắn như vậy tân cô nương bạch lang thất lễ rồi hai tay lang vương ôm quyền hướng tân lâm cao giọng nói vừa rồi lang vương ở trong chính điện cũng đã nghe rõ ràng nội dung cuộc đối đáp giữa tân lâm và văn đại ca vạn nhân địch vừa rồi Tân Lâm ôm quyền hành lễ lạnh nhạt nói không dám nhận lễ này đã nghe danh lang Vương từ lâu Bạch lang cười ha ha một tiếng nói cái danh lang Vương chẳng qua chỉ là bằng hữu trên giang hồ nể mặt mũi ta nên gọi vậy thôi tên mông cổ của ta là bột nhi th yêu xích tên tiếng Hán là Bạch Lang lần này đến phía Nam không chỉ gặp được Phan Nhị Thái gia uy trấn Hoàng Hải mà còn có thể gặp được một cao thủ tuyệt đỉnh như Tân cô Nương xem ra vận khí của ta không tệ tân cô nương à những người đàn ông mông cổ chúng tôi đều có tính tình thẳng thắn a cổ lạp không hiểu chuyện nên đã đắc tội cô mong rằng tân cô nương không nên phiền lòng lang vương quá khách khí rồi chúng tôi chẳng qua chỉ so tài võ nghệ một phen thôi sức mạnh của a cổ lạp quả thực khiến người khác kinh ngạc tôi chẳng qua chỉ sử dụng chút tiểu xảo mà thôi tân lâm đáp giọng điệu vẫn nhàn nhạt như cũ hai mắt bạch lan chợt lóe lên tinh quang lên tiếng tân cô nương quá khiêm nhường rồi hôm nay mọi người đều là khách của văn nhị thái gia sau này nếu có cơ hội thì bạch lang rất muốn lĩnh giáo cô nương tân lâm gật đầu bình tĩnh nói nếu như có cơ hội thì ta cũng không ngại được lắm tân cô nương rất sảng khoái bạch lang lại cười ha ha ôm quyền lập tức quay sang văn nhị thái gia lão gia cảm tạ ngài đã chỉ điểm sai sót sau này nếu có gì cần bạch lang thì xin lão gia chỉ cần nói một tiếng là được mươi 88, phiền toái lớn văn nhị thái gia, hừ, một tiếng, nói. Tư viễn à, mấy năm nay, ông chủ lớn như con luôn gấp rút kiếm tiền, cho nên lễ nghi phép tác càng ngày càng thụt lùi rồi sao? Văn tư viễn cười nói. Sư phụ, là con sai lầm, đệ tử biết sai rồi. Xin trưởng giáo sư thúc tha lỗi. Trên giang hồ, văn tư viễn được xưng là vạn nhân địch, còn có một danh hiệu khác, chính là chủ tịch tập đoàn tỉnh Hoàng Hải tư viễn tuổi tác của văn nhị thái gia càng ngày càng cao, không còn hứng thú với những việc làm ăn nữa, nên dần dần đã đem tất cả sản nghiệp của mình giao cho văn tư viễn xử lý, những việc lớn nhỏ bên trong gia tộc cũng đều giao cho văn tư viễn. Ngoại trừ thân phận đại đệ tử của lão gia gia thì văn tư viễn còn là cháu ruột của văn nhị thái gia. Tuy nhiên vì chứng tỏ sự công bằng nên lúc nào văn tư viễn cũng gọi văn nhị thái gia là sư phụ, mà không phải là bác. Tránh cho những đệ tử khác này sinh khúc mắc tiêu phàm mỉm cười nói, nhị sư huynh, thời đại hiện nay không giống trước kia, tư viễn chính là truyền nhân dòng chính của vô cực truyền thừa, cũng nên đi theo thời đại tiên tiến mới được, không nên chỉ biết làm theo nguyên tắc, tách rời với thời đại ngày nay. Văn tư viễn rõ ràng lớn hơn cậu 20 tuổi, nhưng tiêu phàm lại gọi một tiếng, tư viễn, ra vẻ ông cụ non. Tuy nhiên mọi người đều cảm thấy vô cùng bình thường, trưởng giáo chân nhân của vô cực môn, địa vị này được tôn sùng đến bực nào chứ? Văn nhị thái ra nói, ta cũng tính như vậy, không chỉ thế ta còn đem việc làm ăn giao cho bọn chúng xử lý. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu. Ánh mắt của văn nhị thái ra lại rơi trên mặt tân lâm, chậm rãi nói. Như vậy vị này nhất định là tân thiếu chủ của thất diệu cung. Tân lâm hơi khom người, nói. Không dám nhận cái danh thiếu chủ, chỉ điều ta thật sự xuất thân từ thất diệu cung. Văn nhị thái ra cười ha ha một tiếng, nói. Tân cô nương không cần phải quá khiêm tốn như vậy. Các thế hệ thánh nữ của thất diệu cung đều là truyền nhân đầu tiên kế thừa vị trí cung chủ. Nhớ lại mấy năm trước đây, lúc sư phụ lão nhân ra đến thăm nơi này của ta, chính miệng người từng nói với ta, người đã mời được một vị hộ pháp vô cùng tốt cho sư đệ. Sư phụ khen ngợi tân cô nương rất nhiều, còn nói thành tựu sau này của tân cô nương vô cùng vượt trội. Hôm nay, ta lại vừa thấy thần kỹ của thất diệu cung, quả nhiên danh bất hư truyền khó tránh đồ đệ chưa thành tài của ta ngay cả một chiêu của tân cô nương cũng không tiếp được. Văn nhị thái gia cười vô cùng sảng khoái, tựa hồ không hề đem trận đấu của Tân Lâm và Hà Tứ Ban nãy để ở trong lòng. Trong trí nhớ của Văn Thiên, người có thể được chỉ thủy sư tổ ca ngợi như vậy, thật sự không có đến mấy người. Có thể thấy vị thánh nữ đương thời của thất diệu cung này có thiên phú cực kỳ xuất chúng. Nếu thân thủ của Tân Lâm không giỏi như vậy thì chỉ thủy sư tổ cũng sẽ không xem trọng như vậy, còn cố ý đánh cược với thất diệu cung, mang Tân Lâm chiến thắng trở về làm hộ pháp cho tiêu phàm 7 năm. Tân Lâm cười nhạt một tiếng, nói, Hà Tứ Ca cũng chưa hẳn là truyền nhân chân chính của lão gia, nếu như vừa rồi đổi lại là Văn Đại Ca thì tình hình chắc chắn không giống vừa rồi. Đôi mày tuyết trắng của Văn Nhị Thái ra hơi nâng lên, nói, Tân cô nương quả nhiên có con mắt tinh tường, thật ra chỉ có tư viễn mới là đệ tử của vô cực môn, những đứa khác, ta chỉ dạy cho bọn chúng một số phương pháp cường thân kiện thể mà thôi." Câu này của Văn Nhị Thái gia mang hàm ý rất rõ ràng, chỉ có Văn Tư Viễn mới là truyền nhân chính thống, thực sự lấy được truyền thừa của Văn Nhị Thái gia. Còn những vị khác chỉ có thể xem như cá nhân Văn Nhị Thái gia thu nhận đồ đệ mà thôi, thứ ông truyền thụ cũng chỉ là võ thuật chứ không phải là những thuật pháp như tướng thuật mệnh lý, phong thủy bói toán của vô cực môn phương pháp nội công khí ra chân chính của vô cực môn đương nhiên chỉ có thể truyền cho văn tư viễn. Vạn nhân địch, uy danh hiển hách cũng không phải chỉ là lời đồn. Đây cũng chính là lý do mà văn nhị thái ra chỉ cho một mình văn tư viễn tiến vào chính điện bái kiến trưởng giáo sư thúc. Những vị đồ đệ khác không được xem là đệ tử của vô cực môn, miễn cưỡng xem như là ngoại môn đệ tử. Mấy ngàn năm qua, từ vô cực môn đã sinh ra vô số môn phái trải khắp giang hồ, thậm chí vào thời cực thịnh còn phong quan hiển hách trên giang hồ. Chỉ có điều môn quy của vô cực môn cực kỳ nghiêm khắc, những môn phái phân hóa trên khắp giang hồ đều không đúng chuẩn vô cực chính thống, lại càng không đủ tư cách tế bái lịch đại sư tổ của vô cực môn. Thuật pháp truyền thừa của vô cực môn cũng không phải là truyền thừa trên giang hồ. Những võ thuật và đạo khí thuật được ghi chép trong vô cực thuật tàng cũng được thêm vào với tư cách phụ lục, cũng không tính là chính thống chỉ có điều cho dù vừa rồi không phải là lão tứ đấu với tân cô nương mà thay bằng tư viễn thì sợ rằng kết quả cũng không khá hơn bao nhiêu mấy năm nay nó càng ngày càng mê muội với đống tục vụ chính nghiệp đều bị hoang phế nói đến chỗ này văn nhị thái ra quét mắt qua văn tư viễn trên mặt mang theo vẻ không hài lòng văn tư viễn khom người thỉnh giáo không dám có thái độ ngỗ nghịch văn nhị thái ra đối với văn tư viễn mà nói người vừa là sư phụ vừa là bác càng là đại ân nhân của hắn nếu như không có sự bồi dưỡng của Văn Nhị Thái gia thì Văn Tư Viễn tuyệt đối không thể có thân phận địa vị và cuộc sống xa hoa như ngày hôm nay. Văn Tư Viễn cảm động, dạ, một tiếng, đối với lời nói của Văn Nhị Thái gia, đừng nói là ngoài miệng không dám có nửa câu ngỗ nghịch mà cho dù là trong lòng cũng không dám có chút ý niệm bất kính nào. Sau khi khiển trách Văn Tư Viễn vài câu thì Văn Nhị Thái gia quay sang nói với Tiêu Phàm. Sư đệ, mời ngồi. Trước bức tượng của thanh đế có bày một cái bàn trà nho nhỏ cùng với một bộ trà cụ, bên cạnh đặt một bộ cốc rực rỡ. Vừa rồi văn nhị thái gia cũng tiếp đãi lang vương thảo nguyên ở chỗ này. Tiêu phàm nói cảm ơn rồi ngồi xuống, văn tư viễn vội vàng dâng trà cho sư thúc và sư phụ. Sư huynh, bạch lang đột một xuống nam, không biết là vì nguyên nhân gì. Tiêu phàm mỉm cười hỏi. Văn nhị thái gia vuốt vuốt tròm dâu, cười nói. Chuyện này nhắc tới thật sự thú vị, bạch lang làm mất đồ hắn đặc biệt đến tìm ta bói cho hắn một quẻ xem ai là người trộm mà dường như vật ấy rất quan trọng đối với hắn tân lâm đứng sau lưng tiêu phàm khẽ lên tiếng chỉ ba nhánh trường xuân an thần hương mà hắn cũng xem trọng như thế sao không ngờ lang vương thảo nguyên lại có bụng giả dạ hẹp hòi như vậy văn nhị thái ra cảm thấy kinh ngạc vội nói sư để biết chuyện này tiêu phàm mỉm cười đáp việc này có liên quan đến đệ ba nhánh trường xuân an thần hương là đệ nhờ người khác lấy giúp văn nhị thái ra bỗng nhiên tỉnh ngộ thì ra là vậy khó trách ta bói không ra tiêu phàm thân là đại thuật sư người khác muốn lấy thuật pháp thôi diễn chuyện có liên quan đến cậu thì khó có khả năng thành công lực thiên cơ che đậy thực sự quá mạnh mẽ trừ khi trình độ thuật pháp của người thôi diễn vượt xa cậu thì mới có thể phá vỡ lực thiên cơ che đậy hầu như mỗi vị thuật sư đều làm phép che đậy thiên cơ của bản thân không để người đồng đạo bí mật dò xét về phần tiêu phàm vì sao phải nhờ người khác lấy trộm trường xuân an thần hương của bạch lang văn nhị thái gia không muốn hỏi trường xuân an thần hương này là chính tay khâu sử cơ sư tổ viết ra phương pháp điều chế thông huyền đại sư đích thân giám sát đem kỳ hương trên thiên hạ hòa làm một thể đối với người tu đạo quả thật là một vật có tác dụng an thần hiếm có bất kể là vị thuật sư nào cũng đều muốn có trên tay trường xuân an thần hương tất nhiên quý giá nhưng mà nguyên nhân bạch lang đến đây cũng không phải là vì nó cái hắn truy tìm lại là một món khác, nghe nói cũng bị mất trộm cùng một lúc với trường Xuân An thần hương. Sư đệ à, vật này cũng không phải ở trong tay đệ chứ. Văn nhị thái ra vuốt tròm dâu bạc, hỏi. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu nói. Vật này không ở trong tay đệ, đệ chỉ muốn có an thần hương thôi. Văn nhị thái ra cười nói. Nói như vậy thì do tên thần trộm ra cắt ánh huy đó lại mắc bệnh cũ, chân tay ngứa ngáy, tiện tay dắt trộm dê rồi đôi mi thanh tú của tân lâm khẽ nâng lên, có chút ngạc nhiên hỏi. Lão gia tử à, ngay cả gia cắt ánh huy mà người cũng có thể tính ra sao? Tân lâm tinh thông tất cả tuyệt kỹ của thất diệu cung, nhưng ở phương diện bói toán suy diễn này lại hoàn toàn mù tịt. Bởi vì tiêu phàm mà tân lâm ngày càng có hứng thú với loại thuật pháp này, ít nhiều cũng biết một chút, lại càng hiểu rõ nội tâm của tiêu phàm hơn một phần. Văn nhị thái ra mỉm cười nói. Một nửa là bói ra, còn nửa còn lại là đoán mò, Bạch lang nói hắn giấu vật đó bên trong kết sắt trong phòng ngủ. Trước đây ta có đi qua ổ sói của hắn một lần, nơi đó cũng được xem là canh giữ nghiêm ngặt. Người bình thường đừng bảo là vào trong phòng ngủ trộm đồ vật gì, cho dù muốn tiếp cận phòng ngủ của hắn cũng là một chuyện rất khó thực hiện. Bạch lang tung hoành ngang dọc vùng mạc Bắc, vượt qua ba quốc gia, Âu cũng được xem là chuyện lớn, không tránh khỏi việc vi phạm lệnh cấm. Sao huyệt của hắn được canh giữ nghiêm ngặt cũng là chuyện đương nhiên những tay cử phách thời nay sẽ không có người nào đầu óc ngu si tứ chi phát triển cả. Nếu là loại người có đầu óc đơn giản thì cho dù có võ thuật cao đến đâu, dũng mạnh thiện chiến đến thế nào đi nữa thì cũng sẽ bị người khác cướp đi tính mạng, sớm muộn gì cũng biến thành một đống xương trắng. Chính là bởi vì người nhìn chằm chằm vào hắn quá nhiều, nên Bạch Lang không thể tùy tiện rời khỏi Thảo Nguyên. Nhưng lần này hắn lại tự mình xuôi nam bái kiến văn nhị thái gia, như thế cũng có thể chứng minh được món đồ đánh mất đó đối với Bạch Lang quan trọng thế nào. Gia Cát Ánh Huy không quản được tay mình, lại dám tiện tay rắc trộm dê, hắn thật sự đã mang đến một cái phiền phức vô cùng lớn. Người có thể dễ dàng trộm đi đồ vật quan trọng từ ổ sói của Bạch Lang, hiện nay trên thế gian này, người có thể làm được điều đó chỉ có Gia Cát Ánh Huy và vị lão Tặc Vương, bàn tay của thượng đế Italia kia mà thôi. Chỉ có điều vị, bàn tay của thượng đế kia đã quy ẩn từ lâu, rất nhiều năm rồi chưa từng nghe qua tin tức của hắn chắc chắn hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến Thảo Nguyên để trộm trường Xuân An thần hương. Bởi vì người phương Tây chưa chắc dùng được vật này, đếm tới đếm lui, cũng chỉ có ra cát ánh huy có hiểm nghi lớn nhất. Xem xét từ quái tượng cũng tương ứng trên người của hắn. Văn Nhị Thái ra giải thích mấy câu. Tân Lâm hỏi, lão ra, rốt cuộc là vật gì có thể khiến cho Bạch lang hấp tấp như vậy? Việc này thì Bạch lang không có nói, chỉ có điều xem tình huống của hắn, ta đoán chừng có lẽ vật này có quan hệ đến chuyện tình cảm. Quan hệ đến chuyện tình cảm. Lần này, Tân Lâm thật sự sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn thật sự không có biện pháp đem hai chữ, tình cảm gán ghép với một thiên hạ kiêu hùng như Bạch lang được. Văn Nhị Thái ra gật đầu một cái, nói. Chắc là như vậy, với lại đây là chuyện riêng của hắn nên ta cũng không tiện hỏi thăm. Nể tình trước đó ta có gặp qua hắn một lần, bên cạnh đó hắn cũng là một hảo hán, nên ta đã bói một quẻ cho hắn. Văn Nhị Thái Gia vừa là hậu duệ dòng chính của vô cực môn, lại là đệ tử thân truyền của chỉ thủy sư tổ nên đương nhiên cũng vô cùng tinh thông thuật bói toán này. Bạch Lang trực tiếp tìm đến Hoàng Hải cũng xem như là vô cùng, đúng bệnh, quả nhiên có thu hoạch lớn. Tiêu Phàm nói, xem ra ra các ánh huy thật sự đã mang đến một phiền phức lớn rồi. Vẻ mặt Bạch Lang khi rời đi quả thực chính là quyết tìm cho bằng được, không chết sẽ không chịu ngừng tay bị một tay cử phách trên giang hồ như Bạch Lang để ý thì sợ rằng đầu của Gia Cát Ánh Huy phải lớn hơn bình thường mấy lần mới có thể thoát được. Sư đệ, Gia Cát Ánh Huy thật sự sẽ gặp phải phiền phức lớn, nhưng nếu ta không nhìn lầm thì phiền phức của sư đệ còn lớn hơn Gia Cát Ánh Huy rất nhiều. Văn nhị thái gia tỉ mỉ xem xét tướng mạo của tiêu phàm, bất thình lình lên tiếng. Cặp chân mày tuyết trắng nhíu chặt thành một đường thẳng, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. chương 89, Hồng Trần Tướng Văn Nhị Thái gia vừa nói ra câu này thì vẻ mặt của Tân Lâm và Văn Tư Viễn cũng trở nên vô cùng chuyên chú. "Xin sư huynh chỉ điểm." Tiêu Phàm kính cẩn nói. Từ khi bái sư làm đồ đệ của Chỉ Thủy sư tổ đến nay cũng đã hơn 20 năm, nhưng đây là lần đầu tiên Tiêu Phàm và Nhị sư huynh gặp nhau. Lúc Chỉ Thủy sư tổ cùng nói chuyện với Tiêu Phàm đã từng nhắc tới mấy vị đồ đệ trước đây của ông. Văn Nhị sư huynh đã sớm học thành tài xuất sư rất nhiều năm trước khi Tiêu Phàm sinh ra sau đó huynh ấy đã bước chân vào giang hồ tạo nên danh tiếng vô cùng vang dội theo những gì chỉ thủy sư tổ nói trong các vị sư huynh của tiêu phàm văn nhị sư huynh tinh thông vô cực cửu tương thiên hồng trần tướng thất thứ năm hồng trần tướng trong ba cấp của vô cực cửu tương thiên được xếp ở vị trí thứ hai cũng được xưng danh hiệu hồng trần cảnh tên cũng như nghĩa cũng chính là thôi diễn hồng trần chư tướng chỉ lấy danh tiếng mà nói trên giang hồ Văn Thiên Chính là người có danh tiếng vang dội nhất trong đám đệ tử của chỉ thủy sư tổ. Lúc còn trẻ, hành động có chút phách lối, nhưng cũng chỉ ở giai đoạn tuổi trẻ háo thắng mà thôi, phá tứ cựu thịnh hành cả nước. Ngày đó, Văn Thiên cũng chưa từng chịu bao nhiêu đả kích. Một đại tướng sư hoàn toàn biết nên làm thế nào để su cắt tị hung. Bất kể là xã hội rối loạn đến độ nào, lúc nào cũng có người ngồi trên cao chỉ tay năm ngón, nắm quyền đằng chuôi chỉ cần bản thân có chút quyền lực như vậy đều quan tâm chăm sóc bản thân mình. Bất kể là bao nhiêu tai họa đều không thể nào rơi xuống đầu mình. Ở phương diện này, Văn Thiên khinh xa thuộc lộ xe nhẹ chạy đường quen tay nghề vô cùng thành thạo, cho tới bây giờ đều là nhân vật có quyền hạn, luôn được ngồi ở vị trí thượng khách. Nhiều năm trước cho đến bây giờ, Văn Nhị Thái gia có địa vị trí cao nhất ngôn cửu đỉnh khắp giang hồ ở Hoàng Hải này, chưa bao giờ lung lay. Bất kể là tay cử phách giang hồ hung hăng phách lối kia, một khi đến hoàng hải cũng phải quy quy củ củ phải đến thăm viếng văn nhị thái gia trước tiên bằng không thì không thể nào có được thu hoạch gì chỉ có điều những thứ này đối với tiêu phàm mà nói đều không phải là trọng điểm cậu đặc biệt đến hoàng hải này mục đích là muốn gặp nhị sư huynh của vô cực môn mà không phải là văn nhị thái gia nổi tiếng trên giang hồ văn thiên quan sát tiêu phàm chậm rãi nói sư đệ sư phụ đã từng nói với ta đệ chính là kỳ tài ngàn năm khó gặp mệnh tướng vô cùng phú quý như tiềm long ở đáy biển sâu, tuy không phải là tướng mệnh trí tôn, nhưng lại có thiên tử mệnh, chính là mệnh cách vô miệng chi vương. Ngày sau nhất định có thể đem bản môn phát xương quang đại, làm nên thành tựu xuất sắc. Nhưng bây giờ, ta quan sát tướng mạo của đệ, kết quả thấy ấn đường mơ hồ xuất hiện huyết quang, sơn căn xương mù trùng điệp, trên mặt ác nghịch tắt hiện, đường vân ngang chạy vào miệng, không có điểm nào không phải là điểm đại hung. Chuyện gì đã xảy ra? Thọ ngắn, huyết quang, lao ngục, thống khổ, ly biệt, hung sát, đủ loại tướng mệnh cực hung cực ác, tất cả đều hiện ra rất rõ ràng. Nói thật lòng, kể từ khi ta đi theo sư phụ cho đến nay cũng đã vài thập niên rồi, gặp qua vô số người, nhưng chưa từng thấy qua tướng mạo của người nào muôn mối hung hiểm như sư đệ cả. Người bình thường chỉ cần dính vào một cái trong đó đã sớm mốc meo từ lâu rồi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chỉ thủy sư tổ tinh thông tướng thuật, thiên hạ độc nhất vô nhị, Ông tự mình thu nhận đệ tử bế quan, đệ tử cuối cùng truyền thừa y bát cùng với chức vị trưởng giáo chân nhân vô cực môn đời thứ 64, sao có thể hiện ra tướng mạo cực hung như thế? Mặc dù văn nhị thái ra kiến thức rộng rãi, nhìn xa trông rộng cũng hoàn toàn bị tiêu phàm làm cho hồ đồ. Hắn tuyệt đối không nghi ngờ mắt nhìn người của sư phụ, thế nhưng hắn cũng không hề hoài nghi ánh mắt của bản thân mình. Bên trong chuyện này nhất định đã xảy ra vấn đề gì đó. Xảy ra vấn đề với lại ta thấy khí huyết của đệ yếu dần, thân thể cực kỳ suy yếu. Mấy năm trước sư phụ cũng đã nói, đệ đã luyện hạo nhiên chính khí đến đại thành, luân hồi tương đã đến cảnh giới viên mãn. Chẳng lẽ đệ đã gặp được đối thủ vô cùng lợi hại? Văn nhị thái gia càng cảm thấy khó hiểu, đệ ấy là đệ tử chính thống của vô cực môn, không ai hiểu rõ hơn hắn, hạo nhiên chính khí đại thành, luân hồi tương viên mãn là khái niệm gì chứ? Chỉ thủy sư tổ đến 50 tuổi mới luyện tới cảnh giới này, không nói thiên hạ vô địch, ít nhất qua nhiều năm như vậy thật sự chưa hề đụng phải đối thủ lợi hại như vậy. Tốc độc tu luyện của tiêu phàm cực nhanh, thậm chí còn nhanh gấp hai lần chỉ thủy sư tổ. Cho dù căn cơ đệ ấy không vững chắc như sư phụ, kinh nghiệm cũng không phong phú bằng sư phụ, nhưng cảnh giới lại không chênh lệch quá xa. Tiêu phàm cười khổ một tiếng, nói. Ánh mắt của sư huynh sáng như ánh đuốc, đệ đúng là gặp phải một phiền phức lớn đến mức không tưởng tượng được văn nhị thái ra chăm chú nhìn tiêu phàm lặng lẽ đợi cậu nói tiếp tiêu phàm liền đem tất cả những chuyện mà cậu đã trải qua kể cho văn nhị thái ra nghe qua một lần văn nhị thái ra vô cùng ngạc nhiên chợt ngồi thẳng lưng có loại chuyện như vậy sao khó trách mấy hôm trước lại xảy ra thiên địa dị tượng lạ lùng như vậy tử vi đế tinh sao bắc đầu và sao thiên lang đều khác bình thường lúc ấy ta liền cảm thấy rất kỳ lạ không biết là vị đồng đạo nào đang nghịch thiên hành sự nhưng lại chưa từng nghĩ tới là do sư đệ làm phép cướp đoạt thiên địa tạo hóa sao thiên lang dị biến không phải do đệ làm ra tiêu phàm khẽ lắc đầu ừ vô cực môn chúng ta muốn đoạt thiên địa tạo hóa chủ yếu là nhờ vào sự giúp đỡ của bác đầu thất tinh và đế tinh lực ngô thạc sương bày tử vi phi tinh đại trận cũng lấy đế tinh làm chủ sao thiên lang dị biến chắc là do kẻ thứ ba gây nên thiên lang thăm dò xâm phạm đế tinh xem ra người này cũng tinh thông thuật pháp chỉ có điều con đường của hắn rất tà. Văn nhị thái ra vuốt tròm dâu bạc trắng, trầm ngâm nói. Đúng, để cũng lo lắng như vậy, huynh đã từng thấy qua vật này chưa? Tiêu phàm vừa nói vừa lấy ra một miếng kim loại đen bóng, nhẹ nhàng bày ở trước mặt văn nhị thái gia. Văn nhị thái gia cầm lên, tỉ mỉ quan sát, đây là một món chế phẩm bằng kim loại có 5 cạnh, mặt trước có một hình vẽ động vật giống như một con chó nhưng lại không phải là chó, lật lại mặt sau còn có một hình vẽ bùa chú kỳ quái. Đây chính là pháp khí bảy trận mà tiêu phàm lấy được ở phần mộ tổ tiên tiêu ra. Đây là một món pháp khí. Văn nhị thái ra dùng bàn tay chậm rãi vuốt ve miếng kim loại hình thù cổ quái, tuy rằng nó đã rời khỏi mặt đất đã được mấy tháng rồi. Nhưng hiện tại văn nhị thái gia vẫn có thể cảm ứng được một chút khí tức tạ ác từ trên món pháp khí này. Văn nhị thái gia thân là đại thuật sự đương thời, hiển nhiên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được đây chính là pháp khí mà thuật sư sử dụng để làm phép. Đúng vậy, đây chính là pháp khí bố trận được lấy ra từ phần mộ tổ tiên của tiêu gia, tổng cộng có 5 món, thế nhưng phương hướng 7 trận vô cùng đặc biệt. Mời sư huynh xem, tiêu phàm lại lấy ra một bản vẽ đưa cho văn nhị thái gia, nét vẽ trên bản vẽ vô cùng đơn giản. Chính là phương hướng phong thủy của phần mộ tổ tiên của tiêu gia cùng với chỗ bố trí của 5 món pháp khí. Văn nhị thái gia buông món pháp khí kia xuống, cầm bản vẽ lên quan sát tỉ mỉ. Văn tư viễn đang đứng phía sau lưng hắn cũng bước lên, quan sát tỉ mỉ. Hắn chính là đệ tử dòng chính của văn nhị thái gia, là đại đệ tử dòng chính đời thứ 65 của vô cực môn, đối với việc nghiên cứu phong thủy thuật học cũng rất thông thạo. Thầy cho hai người nhìn chằm chằm bản vẽ một lúc lâu, cặp lông mày của văn nhị thái gia chợt nhíu chặt, khẽ lắc đầu nói. Phương vị này vô cùng cổ quái, Phương hướng trái phải ngũ hành cũng không quá tương hợp. Sư đệ, trong thuật tàng cũng không có ghi chép lại sao? Vốn vô cực thuật tàng vẫn luôn do trưởng giáo chân nhân quản lý. Chỉ có điều vô cực môn cũng không hề giữ nguyên tắc bảo thủ với đệ tử dòng chính, bất kể là đệ tử hay là trưởng giáo đều có thể mượn sao chép mang theo bên người nghiên cứu. Nhưng mà, vô cực thuật tàng rộng lớn như biển sương mù, vì thế nên mỗi đệ tử đều chỉ có thể sao chép một phần nhỏ trong đó để bản thân mình có thể tiện nghiên cứu sử dụng. Nếu như thật sự muốn đem Vô Cực Thuật tàng sao chép toàn bộ một lần thì sợ rằng 10 năm cũng chưa chắc có thể hoàn thành công việc này. Cũng chưa từng có vị đệ tử nào có thể nghiên cứu tất cả nội dung trong Vô Cực Thuật tàng. Làm vậy quá không thực tế." Tiêu Phàm lắc đầu, nói: "Căn bản không hề có ghi chép lại, chỉ có ở trong Thập Di Thiên từng có một người ghi chép lại, nhưng lại rất mơ hồ. Nghe nói đời nhà Thanh, lúc đại sư bá Huyền Linh chân nhân đi du ngoạn ở vùng Mạc Bắc chỗ cực Tây chi địa, đã từng giao đấu với một vị người hồ Tây Vực. Tay của người hồ kia cầm pháp khí, dường như có phần giống với món pháp khí này, nhưng hình vẽ trong thập di thiên lại không hề rõ ràng, tuy nhìn qua có chút tương tự nhưng lại không cách nào chắc chắn trăm phần trăm được. Hơn nữa đại sư bá cũng ghi chép trận trường đấu đó vô cùng đơn giản, chỉ vẻn vẹn có mấy câu nói rất ngắn, rất khó suy đoán món đồ đó đến từ đâu. Chỉ thủy sư tổ cũng không phải là người nhiều tuổi nhất ở thế hệ đệ tử đời thứ 63 của vô cực môn, đại đệ tử đời thứ 63 đại sư huynh huyền linh chân nhân lớn tuổi hơn chỉ thủy sư tổ nhiều lắm. Tuổi tác chênh lệch có chút tương tự với sự chênh lệch tuổi giữa tiêu phàm và văn nhị thái gia. Mỗi một vị đệ tử dòng chính của vô cực môn, chỉ cần không gặp tai họa bất ngờ thì thông thường đều có thể được hưởng tuổi thọ dài lâu. Căn cứ vào ghi chép trong, vô cực thuật tàng, người của vô cực môn, ai cũng hưởng thọ trăm tuổi trở lên. Tuổi tác của đại sư bá huyền linh chân nhân lớn hơn 100 tuổi so với tiêu phàm, Văn Nhị Thái ra khẽ vuốt cằm, trầm ngâm nói: "Có thể đối thủ đang ở trong bóng tối kia có liên quan đến Thiên Lang phái." Tiêu Phàm nói: "Để cũng cho là như vậy, thành tựu trên phương diện thuật pháp của người này cực cao, nếu như không có Ngô Thạc xương giam chân hắn thì chỉ sợ rằng hôm nay đệ không thể đến nơi này bái kiến sư huynh." Văn Nhị Thái ra hừ một tiếng nói: "Bất kể hắn là ai, có can đảm làm hại Tiêu gia." hãm hại trưởng giáo chân nhân của vô cực môn ta thì toàn bộ vô cực môn sẽ không đội trời chung với hắn sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bắt được hắn tiêu phàm lập tức khom người với nhị sư huynh bày tỏ lòng cảm ơn văn nhị thái ra phất tay một cái ý bảo tiêu phàm không cần khách khí nói sư đệ lần này đệ tới hoàng hải nếu như có việc gì muốn căn dặn thì cứ nói thẳng đi tiêu phàm nói sư huynh lần này đệ tới đây là có hai chuyện muốn nhờ mời nói. Chuyện thứ nhất, muốn mời sư huynh đích thân bói cho đệ một quẻ xem vận mệnh sau này của đệ." Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Làm việc nghịch ý trời đoạt tạo hóa, Tiêu lão gia đã khỏi bệnh xuất việt, toàn bộ lực trời phạt đều đổ xuống người Tiêu Phàm. Nói thật ra hiện nay Tiêu Phàm không có biện pháp xác định mệnh cách của mình rốt cuộc gây gâu đến trình độ nào. Chân nguyên cạn kiệt chẳng qua chỉ là một hiện tượng tiêu biểu mà thôi. Tiếp theo không biết còn có bao nhiêu đại nạn nữa. Việc này đã biểu hiện vô cùng rõ ràng ở trên mặt cậu rồi." Văn Nhị Thái gia nói rất rõ ràng, trong mấy chục năm qua, hắn chưa bao giờ thấy ai có tướng mạo cực kỳ xấu như Tiêu Phàm vậy. Nếu Tiêu Phàm không có mệnh thiên tử, lại không có thành tựu thuật pháp cao thâm, bên cạnh đó chỉ thủy sư tổ đã bố trí nhiều trận pháp cùng với linh hồn của lịch đại tổ sư của vô cực môn che chở thì chỉ sợ Tiêu Phàm đã bị lực trời phạt đánh thành cho bụi rồi. Từ xưa đến nay, tướng bất tự tướng dù trình độ thuật pháp của tiêu phàm cao tới đâu đi nữa mà không dùng đến, huyết tương thuật thì cũng không cách nào phá bỏ được thiên cơ che đậy của bản thân mình. Với tình trạng hiện tại của tiêu phàm, nếu muốn sử dụng huyết tương thuật thì thực tế là muốn nghĩ cũng đừng nghĩ tới. May mà thành tựu trên phương diện tướng thuật của nhị sư huynh cũng cực cao, ngược lại có thể trợ giúp. chương 90, tặng thuốc văn nhị thái GIA trầm ngâm nói. Sư đệ, nơi này là miếu thờ thanh đế, Mượn oai linh của Thái Hạo Phục Hy đại đế, theo lý ta thôi diễn mệnh tướng cho sư đệ ở nơi này là thích hợp nhất. Nhưng khách du lịch đến nơi này rất đông, tai mắt phức tạp. Sư đệ lại có thiên tử chi mệnh, ẩn tôn chi tương, lại là trưởng giáo của vô cực môn ta. Ta lo lắng là lúc thôi diễn sẽ dẫn động thiên cơ. Không bằng cứ làm thế này đi, trước tiên chúng ta cứ xuống núi, sau khi đến trang viện của ta sẽ tính tiếp. Sư đệ cảm thấy thế nào? Tiêu Phàm cúi người nói, tất cả đều làm theo sự sắp xếp của sư huynh. Được, sư đệ à, chỗ ta có một viên thuốc, là năm đó lúc ta học thành tài xuất sư, sư phụ đã ban cho ta. Trước đây, sư phụ cho ta tổng cộng ba viên, đã qua nhiều năm như vậy, ta đã dùng hết hai viên, chỉ còn một viên cuối cùng này, ta cho đệ, nó chắc hẳn sẽ mang lại ích lợi cho đệ. Sau khi nói xong, văn nhị thái ra hơi khom người, từ cổ kéo ra một sợi dây đỏ, trên dây đỏ có treo một cái hổ lô chạm ngọc hồ lô kia rất nhỏ, chỉ cao một tấc, được chạm trổ vô cùng tinh xảo, toàn thân màu xanh ngọc bóng loáng, cực kỳ êm dịu. Tiêu phàm lấy làm ngạc nhiên, vội vàng nói rằng, sư huynh, vật này quá quý giá, đệ đã dùng thuốc rồi. Nếu như sư phụ người đã ban thuốc này cho huynh thì đệ không thể nào đoạt đi được. Thật ra vật này do sư phụ ban tặng chỉ là một nguyên nhân mà thôi, càng quan trọng hơn chính là cái hồ lô bạch ngọc này chính là thứ văn nhị thái ra mang theo bên người. Hơn mấy chục năm qua, thuốc trong hồ lô ngọc đã được chính chân khí của hắn nuôi dưỡng, dược lực vô cùng mạnh, vượt qua lúc chỉ thủy sư tổ mới ban tặng rất nhiều. Đối với văn nhị thái gia mà nói, viên thuốc này vô cùng quý báu hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Tính từ ngày hắn xuất sư cho đến nay, sợ rằng không dưới 4-50 năm, viên thuốc này đã được chân nguyên bổn mạng của hắn nuôi dưỡng nhiều năm như vậy nên nó gần như được xem là thần đan bổn mạng của văn nhị thái gia, thậm chí đối với hắn còn có kỳ hiệu cải tử hồi sinh thuốc này quý giá như vậy, tiêu phàm làm sao có thể nhận được chứ? Cậu thật sự không thể nào nhận nổi. Văn nhị thái ra cười một tiếng, nói. Sư đệ à, linh dược dù sao cũng chỉ dùng để cứu mạng. Sư phụ đối với ta ân trọng như núi, ta không cách nào báo đáp công ơn của sư phụ nên trong lòng ta vô cùng hổ thẹn. Hiện nay, sư đệ đang đối mặt với nguy hiểm lớn như vậy, người làm sư huynh như ta làm sao có thể không góp một phần sức nhỏ được chứ? như vậy rất vô lý không phải sao, ta và đệ cùng là huynh đệ đồng môn, đừng nói lời khách khí với nhau như vậy nữa. Tương lai mai sau của vô cực môn còn phải trông cậy vào đệ phát dương quang đại, truyền bá vạn thế. Văn nhị thái gia chậm rãi mở nắp hồ lô ngọc ra, tức khắc một mùi thuốc sộc vào mũi. Văn nhị thái gia đổ từ trong hồ lô ngọc ra một viên đan dược màu đỏ tươi, lớn bằng hạt đậu, sau đó đưa cho tiêu phàm. Tiêu phàm thoáng lưỡng lự, sau đó mới vươn hai tay ra nhận lấy viên đan dược cung kính nói đa tạ sư huynh đã ban thuốc văn nhị thái ra mỉm cười gật đầu nói sư đệ à viên thuốc này đối với thân thể của đệ chỉ có chút tác dụng bổ ích mà thôi về phần lực trời phạt thì còn phải nghĩ biện pháp khác mới có thể hóa giải được dạ văn nhị thái ra quay đầu căn dặn văn tư viễn tư viễn đi chuẩn bị xe dạ vâng thưa sư phụ văn tư viễn cung kính trả lời sau đó lập tức lấy điện thoại di động ra sắp xếp, xin mời sư đệ và tân cô nương, xin mời sư huynh, bốn cùng cùng nhau đi ra ngoài cửa, vẫn là tiêu phàm đi phía trước, văn thiên đi phía sau. văn nhị thái gia đặt ra quy tắc rất nghiêm khắc, không chỉ riêng đối với đệ tử mà thậm chí ngay cả bản thân mình càng không thể làm trái quy tắc được. mấy tên đệ tử kính cẩn tiến lên ninh đón, văn tư viễn căn dặn, quay trở về, mấy tên đệ tử hiểu ý lập tức vây quanh Tiêu Phàm, Tân Lâm cùng với Văn Nhị Thái gia đi ra khỏi Thanh Đế cung. Bốn người đi ở phía trước, hai người đi phía sau, không hề có chút kẽ hở, đem sư phụ và khách quý bảo vệ gắt gao ở giữa. Văn Nhị Thái gia vừa rời khỏi thì người phụ trách Thanh Đế cung liền gỡ bỏ tấm bảng tu sửa xuống. Một lần nữa hủy bỏ cấm vận đối với du khách đến Thanh Đế cung này. Nhìn từ trên đỉnh núi, xe tham quan đã tiến thẳng đến giữa thiên môn một chiếc Mercedes dòng sedan màu đen sáng loáng và hai chiếc SUV đã sớm đỗ ở bên đường chờ đợi khách, một đám nhân viên đang gấp rút duy trì trật tự. Khí thế như vậy tất nhiên dẫn tới vô số ánh mắt tò mò của khách du lịch, bọn họ trâu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ với nhau, nghị luận ầm ĩ. Văn tư viễn cung kính mời sư phụ và trưởng giáo sư thúc lên xe, sánh đôi ngồi ở phía sau xe Mercedes. Văn tư viễn đích thân đảm nhiệm trước tài xế, tân lâm ngồi vào chỗ ghế bên tài xế, mấy tên đệ tử còn lại cùng với một số nhân viên công tác thì chia ra ngồi trên hai chiếc SUV, một chiếc đi phía trước một chiếc đi phía sau bảo vệ, vội vã đi về hướng chân núi. Ngày thường, lúc Văn Nhị Thái ra đi ra ngoài cũng không khí thế như vậy. Lần này là vì tiếp đãi lang vương Thảo Nguyên, hiển nhiên phải bài ra thế trận lớn chút mới được, tất cả sáu đại đệ tử đều đi theo. Bạch lang dẫn theo sáu đại hán trong 13 phiêu kỵ đến thì văn gia của Hoàng Hải cũng không thể yếu thế được. Hơn một giờ sau, đoàn xe lái vào một trang viện có phong cảnh tươi đẹp. Trang viện này nằm ở ngoại ô thành phố Hoàng Hải, diện tích cực kỳ rộng lớn, thoạt nhìn mênh mông bắt ngát, ước chừng cũng không dưới trăm mẫu. Bên ngoài treo tấm bảng, vườn ươm, nhưng trên thực tế chính là nơi văn nhị thái gia sinh hoạt hàng ngày. Chỗ vườn ươm này cũng là một sản nghiệp trên danh nghĩa của tập đoàn Hoàng Hải Tư Viễn. Văn nhị thái gia đã sống ở nơi từ rất lâu trước đây, về sau lại đem những mảnh đất xung quanh mua lại, dùng làm vườn ươm. Nơi này là ngoại thành cách thành thị không hề gần, dù tốc độ phát triển của thành phố có nhanh hơn nữa, muốn đem nơi này đặt vào khu vực nội thành thì ít nhất cũng cần mười mấy hai mươi năm nữa. Về phần vườn ươm này có bán được nhiều hoa cảnh cây cỏ hay là bình thường có những đơn vị nào lui tới hay không thì người bên ngoài không thể nào biết được. Đương nhiên, trên thực tế Văn Thiên cũng không dùng một trang viên lớn như vậy làm nơi sinh sống hàng ngày. Chỗ hắn ở thấp thoáng trong rừng cây rộng lớn, lưng dựa vào núi, mặt đối diện với nước phía nam đình viện tựa như một tòa kiến trúc cổ, có cầu nhỏ nước chảy róc rách, núi giả, rừng cột chạm trổ tinh khắc, tạo nên phong cảnh vô cùng tươi đẹp. Ở trong mắt thầy phong thủy như tiêu phàm và văn tư viễn, bọn họ đều không quan tâm đến phong cảnh bên ngoài như vậy. Tiêu phàm vừa liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây là một vùng đất chủ phú có phong thủy vô cùng tốt, bố trí của toàn bộ đình viện này là do một người vô cùng am hiểu phong thủy sinh các chi đạo. Hơn nữa bên ngoài rừng cây, hồ nước, vườn hoa tất cả mọi thứ đều bố trí dựa theo vô cực ngũ hành trận chỗ ở của nhị sư huynh vô cực môn được bố trí như vậy cũng là chuyện đương nhiên theo như tiêu phàm biết nhị sư huynh cũng không có con nối dòng văn tư viễn kế thừa y bát của huynh ấy cũng là người lo lắng hương hỏa cho huynh ấy sau này dựa theo tục lệ dân gian thì văn tư viễn đã được văn thiên nhận làm con thừa tử từ lâu ở trên gia phả của gia tộc văn thị viết rất rõ ràng văn tư viễn là con trai của văn thiên chỉ có điều ngày thường Văn Tư Viễn cũng không ở tại đình viện phía nam với sư phụ. Lấy tư cách là xí nghiệp lớn nổi tiếng ở tỉnh Hoàng Hải, dù sao thì ở khu vực phồn hoa nhất trong nội thành, Văn tổng cũng có một văn phòng lớn, mỗi ngày hắn đều phải ở nơi đó xử lý nghiệp vụ của xí nghiệp. Mấy vị sư đệ khác, chỉ có hai vị phụ trách giúp đỡ ở công ty của hắn, ngoài ra ba người còn lại đều tự mình đảm đương một phía, thậm chí ở khu vực Hoàng Hải này, tất cả đều là nhân vật nổi tiếng rất có danh vọng. Bình thường chỉ có vào ngày sinh nhật của sư phụ hoặc là lễ Tết thì tất cả sư huynh đệ mới có cơ hội tề tụ ở trang viên này. Mọi ngày, ở trang viện lớn như vậy cũng chỉ có văn nhị thái ra cùng với mấy công nhân sống thôi. Mặt khác, văn tư viễn còn sắp xếp mấy vị bảo an ở vườn ươm của sư phụ, nhiệm vụ chính là trông cửa. Trước giờ văn tư viễn không hề lo lắng đến sự an nguy của sư phụ, nếu như người bình thường muốn gây bất lợi đối với sư phụ thì trước tiên hắn phải có năng lực thoát khỏi ngũ hành trận cấp 5, vô cùng lợi hại đó mới được. Bên cạnh đó Văn Nhị Thái gia lại càng tinh thông thuật bói toán, hoàn toàn có thể nhìn thấu tiên cơ. Trên giang hồ, Văn Nhị Thái gia của Hoàng Hải có uy danh rất hiển hách, tuyệt đối không phải chỉ nhờ vào may mắn mà có được. Sư đệ, chỗ này của ta đúng là có thua kém chỉ thủy quan, nhưng mà thiên địa nguyên khí cũng rất dồi dào, trong lòng đất cũng có linh mạch trước tiên sư để cứ nghỉ ngơi một lúc luyện hóa hết tất cả dược lực đến buổi tối chúng ta sẽ bàn bạc lại văn nhị thái ra trực tiếp dẫn tiêu phàm đến mật thất trong trang viên bố trí trong gian mật thất này cũng gần giống với gian mật thất trong chỉ thủy quan năm ấy lúc văn nhị thái ra theo chỉ thủy sư tổ học nghề đã ở tại chỉ thủy quan khá lâu nên trong lòng cũng chịu sự ảnh hưởng từ sư phụ vô cùng sâu sắc tiêu phàm mỉm cười nói sư huynh quá khiêm nhường rồi thiên địa nguyên khí nơi này rất dồi dào, không hề thua kém chỉ thủy quan. Tuyền thành vốn là vùng đất thiên sinh ra nhiều hiền tài, tu luyện ở nơi này chắc chắc sẽ làm chơi ăn thật. Văn nhị thái ra mỉm cười gật đầu. Lúc ấy, hắn quyết định bám dê ở Hoàng Hải, tuyệt đối không phải vì Hoàng Hải là quê quán của hắn, quan trọng nhất chính là hắn đã nhìn chúng phong thủy của vùng đất trù phú này. Cái người tu đạo quan tâm nhất chính là phong thủy cát lợi và thiên địa nguyên khí dồi dào. Ngay sau đó, Văn nhị thái gia cũng không nói thêm nữa mà lập tức cáo từ. Lúc này, cái tiêu phàm cần nhất chính là tỉnh dưỡng, trước tiên phải tiêu hóa hết tất cả dược lực của thuốc, dần dần bổ sung chân khí bổn nguyên, sau đó mới tính đến việc an bài chuyện mai sau. Sau nghi tiêu phàm giảng giải tất cả thì Văn Thiên đã sớm âm thầm kinh hãi. Mặc dù tiêu phàm trẻ tuổi hơn hắn rất nhiều, nhưng mấy năm trước, chính miệng chỉ thủy sư tổ đã nói với hắn, tiêu phàm đã tu luyện luân hồi tương đến cảnh giới viên mãn, Hạo Nhiên chính khí cũng đã tu đến đại thành. Trên thực tế đối với vô cực môn mà nói, điều này đã đại biểu cho cảnh giới cao thâm nhất. Sau này còn có thể tiến xa hơn nữa không thì phải xem cơ duyên của mỗi người. Bản thân Văn Thiên chưa đạt đến trình độ này, nhưng mà hơn mấy chục năm trước, hắn đã bước chân vào giang hồ, từ lâu đã hiếm có đối thủ. Mà bây giờ lại có một người có thể gây thương tổn đến Tiêu Phàm vốn đã tu đến luân hồi tương cảnh giới viên mãn đối thủ đang ẩn nấp trong bóng tối kia thực sự không phải là nhân vật có thể xem thường. Hiện nay, tiêu phàm đã suy yếu đến bước này, nhất định phải nhanh chóng khôi phục lại cảnh giới trước kia. Bằng không thì dù không bàn đến tất cả lực trời phạt sẽ liên tiếp dán xuống, ngộ nhớ tiêu phàm bị đối thủ lợi hại đó nhận ra được thực hư thì sợ rằng sẽ rơi vào tình huống tai ương ngập đầu. Nhất định phải nghĩ ra một kế sách vẹn toàn mới được. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của văn nhị thái gia, Tiêu Phàm lập tức đi vào trong mật thất, ngồi xếp bằng, bắt đầu chậm rãi thổi nạp vận khí, từ từ luyện hóa dược lực của viên thuốc mà nhị sư huynh tặng cho cậu. Viên thuốc này là đích thân Chỉ thủy sư tổ ban tặng, đương nhiên dược tính sẽ phù hợp cho đệ tử vô cực môn dùng. Văn Thiên và Tiêu Phàm là sư huynh đệ đồng môn, mà Văn Thiên lại lấy bổn nguyên nuôi dưỡng nó hơn mấy chục năm, đương nhiên nó sẽ không hề có bất cứ xung đột nào với Tiêu Phàm rồi. Tân Lâm lẳng lặng ngồi xếp bằng cách Tiêu Phàm không xa, cô ngồi đối diện với tiêu phàm, nhưng không hề vận khí luyện công, mà chăm chú nhìn phản ứng của tiêu phàm. Hắc lân, cả người trắng như tuyết, vẫn lười biếng nằm cạnh tiêu phàm, không hề có chút tinh thần nào. Chỉ chốc lát sau, trên đỉnh đầu tiêu phàm chậm rãi thoát ra một luồng xương mù màu trắng ngà, càng ngày càng dày đặc. Khóe miệng tiêu phàm hơi co rút, dường như có chút đau đớn. Tân lâm chợt đứng lên, sau khi nhận thấy tiêu phàm cũng không có gì khác thường mới yên tâm dược lực của viên thuốc này quá mạnh, tiêu phàm lại quá suy yếu, đương nhiên muốn luyện hóa phải tốn rất nhiều công sức. Một canh giờ sau, nhân uân chi khí trên đỉnh đầu tiêu phàm dần dần biến mất, tiêu phàm chậm rãi mở mắt ra, thở phào một cái. Gương mặt vốn nhợt nhạt thiếu sức sống đến đáng sợ dường như thoáng xuất hiện chút hồng hào, tinh thần cũng có chút chuyển biến tốt. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 90